Đại Hào Môn. Chương 1191, mới biện pháp. Tiêu Phàm không chậm không nhanh nói, ta nghĩ trước cho đáp bạn xem bệnh bắt mạch, không biết có thể. Ồ, Tiêu đạo hữu là lang trung a. Hỗn Nguyên thượng nhân cười nói, tốt gọi đáp bạn biết được, Tiêu đạo hữu tuy còn trẻ tuổi, lại là Kim Châu Thành Y Thánh. Kim Châu Thành Y Thánh, cái này ta còn thực sự là không tưởng được. Cũng được, Tiêu đạo hữu, mời. Thần toán tử lấy làm kinh hãi, lập tức cười đem cổ tay của mình ngả vào Tiêu Phàm trước mặt. Cái này thủ đoạn gầy đến như là một đoạn củi khô, làn da cực độ lỏng, da đốm mồi trải rộng, lốm đốm lấm tấm, quả nhiên là nhìn thấy mà giật mình. Tiêu Phàm đưa tay phải ra ba ngón tay, nhẹ nhàng khoác lên thần toán tử thon gầy mạch trên cổ tay, hai mắt có chút bắt đầu híp mắt. Trọn vẹn thời gian một chén trà quá khứ, Tiêu Phàm mới chậm rãi đem ngón tay thu hồi lại, song mi nhíu chặt, trầm giọng nói, huyết mạch khô kiệt, sinh cơ đem tuyệt. Thần toán tử nhẹ gật đầu, cũng tịnh không thế nào uể oải, hắn thân thể của mình, tự mình biết, có thể sống tới ngày nay, đã sớm bị chính hắn đem giọt cuối cùng tiềm lực đều ép khô. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tại dưới tình hình như vậy, còn muốn cưỡng ép kéo dài thọ nguyên, trừ thiêu đốt thần hồn chi lực, lại không có những biện pháp khác có thể nghĩ. Trừ phi có thể tìm tới trong truyền thuyết những cái kia nghịch thiên linh dược, có lẽ còn có thể lại sống cái 350 năm. Chỉ bất quá dạng này linh dược, chẳng những cực kỳ hiếm thấy, cho dù có người may mắn tìm tới một gốc, đó cũng là giữ kín không nói ra, nhất định sẽ lưu cho mình sử dụng, tuyệt sẽ không cầm cho người khác. Muốn lại kích phát thân thể tiềm lực, kia là khả năng không lớn, nhưng muốn để bộ thân thể này bất hủ, bảo tồn một đoạn thời gian, tại hạ ngược lại là còn có cái biện pháp có thể thử một chút. Tiêu Phàm cũng không để ý tới Hỗn Nguyên thượng nhân cùng Âu Dương Minh Nguyệt rõ ràng thất vọng ánh mắt, vẫn như cũ không chậm không nhanh nói. Để nhục thân bất hủ, Tiêu đạo hữu, người cái này là ý gì? Thần toán tử tuyết trắng song mi trong chớp nhoáng dương lên, rất kinh ngạc hỏi, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ nghi hoặc. Tiêu Phàm trầm ngâm, tựa hồ ngay tại tìm từ, chốc lát mới nhẹ nói, không dối gạt đáp bạn nói, chúng ta nghĩ mời đạo hữu cùng đi tìm kiếm Thiên Hương Ngọc Lộ, liền là muốn nhờ đạo hữu bói toán chi năng. Chấm ngoặc kép, người ý tứ, là chỉ cần hồn phách của ta là được. Không cùng Tiêu Phàm nói xong, thần toán tử liền rất không khách khí đánh gãy hắn. Có chút thô lỗ hỏi, tiểu tử này, chẳng lẽ muốn đem mình rút hồn luyện phách không thành? Không khỏi quá mức độc ác. Đúng vậy, Tiêu Phàm lại không thèm để ý chút nào hắn không khách khí, nhẹ gật đầu, nghênh tiếp thần toán tử ánh mắt phẫn nộ, không có chút nào trốn tránh chi ý. Y theo người biện pháp, có thể vì hắn bảo trì nhục thân bất hủ bao lâu thời gian? Lúc này hỏi thăm, lại là Âu Dương Minh Nguyệt, hiển nhiên nàng đã đại khái hiểu rõ Tiêu Phàm ý nghĩ. Ngồi người ở chỗ này, ai đều không phải xuẩn tài. Quá dài không dám nói, 350 năm vẫn là có thể. Tiêu Phàm khẳng định nói, phương pháp này, lại là hắn từ Bính Lão Tiên Sinh nơi đó học được, Bính Lão Tiên Sinh đặc chế dược chấp. Có thể làm cho người nhục thân bất hủ, càng có thể trị bệnh cứu người. Có 350 năm, vậy liền đầy đủ. Âu Dương Minh Nguyệt vô tình đan, nhiều nhất liền có thể vì thần toán tử kéo dài 20-30 năm tuổi thọ. Thần toán tử tình hình, cùng Đinh Sán lúc trước tình hình lại từ khác biệt. Đinh Sán nhục thân tiềm lực vẫn chưa hao hết, Tiêu Phàm cho hắn một đoạn hồn hương mộc. Ổn định hắn nguyên thần, sống lâu mấy chục năm, không thành vấn đề. Thần toán tử là huyết mạch khô kiệt, nhục thân sinh cơ hồ đoạn tuyệt. Đơn thuần sử dụng hồn hương mộc, không có tác dụng, thần toán tử lạnh cười nói, nguyên thần xuất khiếu, không có nhục thân tẩm bổ, đừng bảo là 350 năm, liền xem như tầm 5-3 tháng, đều nhịn không nổi. Thân là thành danh đã lâu nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, nguyên thần xuất khiếu đối thần toán tử mà nói không coi là nhiều khó, khó khăn là thời gian dài nguyên thần xuất khiếu. Cho nên, chúng ta chỉ cần cho đáp bạn tìm một cái thích hợp thể xác là được. Cái này 350 năm bên trong, một khi tìm tới Thiên Hương Ngọc Lộ, đáp bạn liền có thể trở về nhục thân của mình, lại nghĩ biện pháp tiến giai. Nếu như Thiên Hương Ngọc Lộ thật có trong truyền thuyết như thế hoàn toàn không nhìn bất luận cái gì bình cảnh công hiệu, kia thần toán tử tiến giai cơ hồ là tất nhiên. Hắn đặt chân đại tu sĩ cảnh giới đã mấy trăm năm, chân nguyên pháp lực đầy đủ hùng hậu, sở dĩ không thể lên cấp, thuần túy là trong cõi u minh thiên ý quấy nhiễu. Đoạt xá con đường này, ngươi liền không cần nghĩ, ứng nào đó đã đoạt xá qua một lần, cỗ này vốn cũng không phải là ta nhục thân của mình. Ứng Linh Trạch lạnh lùng nói một câu như vậy, tu sĩ mặc dù có thể đoạt xá, nhưng mỗi tên tu sĩ trong cuộc đời nhiều nhất có thể đoạt xá một lần. Mà lại đoạt xá về sau, nếu như nhục thân không thích hợp, tất nhiên sẽ dẫn đến cảnh giới giảm lớn,
thậm chí bởi vì nhục thân hạn chế, ngày sau lại cũng khó có thể tu luyện về ban đầu cảnh giới. Dù sao cái gọi là linh thể linh căn, cùng nhục thân cùng một nhịp thở. Vì vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, tu sĩ bình thường cũng sẽ không đoạt xá. Cũng là khỏi phải đoạt xá, chỉ là tạm thời sống nhờ mà thôi. Tiêu Phàm mỉm cười nói, ta chỗ này có một vật, có lẽ phù hợp, không ngại mời đáp bạn nhìn thấy thế nào. Nói, ống tay áo lắp một cái, trên ngón tay xanh biếc chiếc nhẫn hào quang tỏa sáng, một cỗ cuồng sa càn quét mà ra, đảo mắt hóa thành thân cao 7 thước thổ hoàng sắc ma ngẫu, lặng yên đứng ở Tiêu Phàm bên cạnh. Ma ngẫu, thần toán tử song mi nhào lên, thần sắc tựa hồ có chút không vui. Đạo hữu nếu là vô cực truyền nhân, làm sao lại có loại này tà môn ngoại đạo đồ vật? Giọng nói vô cùng nó chán ghét, Tiêu Phàm lúc này mới nhớ tới, thần toán tử lúc trước chính là bị Nguyên Linh giáo đại giáo tôn truy sát, mà Nguyên Linh giáo chính là vu thuật truyền thừa, luyện chế ma ngẫu chi phong tại Bắc Địa cực kỳ thịnh hành. Thần toán tử vừa thấy được thứ này, tự nhiên mà vậy trong lòng tức giận. Chỉ là tạm thời sống nhờ mà thôi, đáp bạn cũng không cần quá để ý. Hỗn Nguyên thượng nhân cũng ở một bên khuyên, nguyên bản Tiêu Phàm thi triển Hóa Huyết Trúc Linh đại pháp cũng có thể vì thần toán tử luyện chế lại một lần một cỗ nhục thân. Chỉ bất quá, luyện chế nguyên anh kỳ trở lên nhục thân cần quá nhiều cao giai yêu thú vật liệu, hắn hiện tại tài liệu trong tay không đủ. Mà lại, Tiêu Phàm cho tới bây giờ cũng chỉ là vì Vũ Văn Chu nhi tử Vũ Văn Nghiễm luyện chế qua một bộ hoàn chỉnh nhục thân, đồng thời bảo trụ hắn nguyên anh sơ kỳ cảnh giới. Nhưng mà nguyên anh sơ kỳ cùng nguyên anh hậu kỳ là hoàn toàn hai chuyện khác nhau, không thể so sánh nổi. Tiêu Phàm chính mình cũng bất quá là nguyên anh trung kỳ, muốn luyện chế ra một bộ nguyên anh hậu kỳ nhục thân đến, cơ hồ khả năng không lớn. Huống hồ, cũng rất khó tìm đến nhiều như vậy hóa hình hậu kỳ yêu thú vật liệu. Tiêu Phàm vì Phạm Minh thi triển Hóa Huyết Trúc Linh đại pháp, bảo trụ hắn nguyên anh trung kỳ cảnh giới, kia cũng chỉ là tu bổ, cũng không phải là hoàn toàn luyện chế lại một lần, dù sao Phạm Minh còn có gần nửa đoạn thân thể tại. Lúc này, dùng thổ ma ngẫu làm thần toán tử nguyên thần tạm thời sống nhờ chỗ, ngược lại là lại phù hợp cũng không có. Thần toán tử lạnh lùng nói, coi như ta không thèm để ý, tại thứ này bên trong ở lâu, ta nguyên thần cũng giống vậy sẽ ngày càng suy yếu. 350 năm trôi qua, chỉ sợ ta mình liền thật biến thành ma ngẫu. Mà lại, cái này ma ngẫu bất quá chỉ là nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, coi là thật gặp được cái gì hung hiểm, có thể tế phải rất sự tình. Âu Dương Minh Nguyệt không nói hai lời, cổ tay trắng lật một cái, một cỗ hậu thổ tinh hoa khí tức bỗng nhiên tuôn ra hiện ra. Chỉ gặp nàng trắng noãn trong lòng bàn tay nâng một cái hộp ngọc. Trong hộp ngọc thì là một đoàn nắm đấm lớn tiểu nhân thổ hoàng sắc chi vật, nhìn qua không chút nào thu hút, tựa như là một đống phổ thông đất vàng mà thôi. Nhưng cực kỳ tinh thuần hậu thổ khí tức chính là từ cái này đoàn hoàng trong đất dâng lên mà ra. Thổ nguyên tinh, chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm nhẹ nhàng hít một hơi khí lạnh, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn đương nhiên nhận biết thứ này, năm đó đã từng đạt được trứng gà lớn nhỏ một đoàn, chính là ngũ hành hậu thổ chi tinh, về sau toàn bộ tan tiến vào thổ ma ngẫu trong thân thể. Tăng thêm một chút vô cấu tịnh thổ cùng địa nguyên trọng thạch, rốt cục đem thổ ma ngẫu cảnh giới từ kim đan hậu kỳ tăng lên tới nguyên anh sơ kỳ. Âu Dương Minh Nguyệt trong hộp ngọc cái này một đoàn thổ nguyên tinh. Nhưng so Tiêu Phàm năm đó ở lệ thú hoang nguyên đạt được kia một tiểu đống phải lớn hơn nhiều, nhiều gấp 3-4 lần, thậm chí còn không thôi. Thượng nhân, người nơi đó nếu là còn có cái gì thổ thuộc tính vật liệu, cũng không ngại lấy ra đi. Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ nói. Hỗn Nguyên thượng nhân cười ha ha một tiếng, không nói hai lời, cũng là cổ tay khẽ đảo, lập tức lại một cỗ hậu thổ tinh hoa khí tức, tràn ngập tại nho nhỏ hoa trong viên. Nhìn kỹ lại, lại là một đại đoàn vô cấu tịnh thổ, phân lượng không tại thổ nguyên tinh phía dưới. Vô luận thổ nguyên tinh hay là vô cấu tịnh thổ, đều là phi thường hiếm thấy thổ thuộc tính cực phẩm vật liệu. Phổ thông tu sĩ cả một đời đều không gặp được một lần, nhưng cân nhắc đến Âu Dương Minh Nguyệt cùng Hỗn Nguyên thượng nhân thân phận địa vị, bọn hắn có thể móc ra hai thứ đồ này đến, cũng tịnh không khiến người quá mức kinh ngạc. Cái này tu chân giới đồ tốt, hơn phân nửa đều tập trung ở bọn hắn những này tu sĩ cấp cao trong tay. Tiêu Phàm ánh mắt tinh quang nhấp nháy, thần toán tử lại lạnh lùng nói, cho dù có hai thứ này vật liệu, muốn để cỗ này ma ngẫu lập tức tăng lên tới trung kỳ cảnh giới, kia cũng khả năng không lớn. Hắn mặc dù 10 điểm chán ghét Nguyên Linh giáo đồ vật, lại cũng không đại biểu hắn đối ma ngẫu chưa quen thuộc. Năm đó cùng Nguyên Linh giáo tu sĩ cấp cao ở giữa, thật đúng là có không ít gặp nhau, lúc này mới cuối cùng chọc đại giáo tôn, bị người đuổi giết đến chân trời góc biển, mấy trăm năm bên trong, chỉ có thể trốn ở cái này ngoài vòng giáo hóa chi địa, kéo dài hơi tàn. Âu Dương Minh Nguyệt từ tốn nói,
nếu như lại thêm ngươi viên kia linh thạch cực phẩm, cũng liền không sai biệt lắm. Lấy Âu Dương Minh Nguyệt chi năng, tự nhiên có thể cảm ứng được, nơi đây linh thạch cực phẩm, cũng là thổ thuộc tính. Mặc dù viên này linh thạch cực phẩm trang ở chỗ này nhiều năm, linh lực đã bị tiêu hao đại bộ phận phân, nhưng vẫn như cũ không phải cao giai linh thạch có thể so. Nếu như cũng dung nhập vào thổ ma ngẫu bên trong, liền thật sự có thể lập tức tăng lên một cảnh giới. Thần toán tử không khỏi sững sờ ngơ ngác một chút, mặc dù nói, nguyên anh trung kỳ cảnh giới, hắn y nguyên có chút không để vào mắt, nhưng hắn cũng biết, muốn tìm một bộ nguyên anh hậu kỳ sống nhờ thể xác, cơ hồ chính là si tâm vọng tưởng. Huống hồ ma ngẫu cường hãn, hoàn toàn không phải cùng giai tu sĩ cùng yêu thú có thể so. Cùng giai nhân loại tu sĩ cùng động vật biển tướng so, ma ngẫu yếu tại không có chút nào linh trí. Nhưng mà, nếu hắn nguyên thần gửi giao trong đó, tình hình tự nhiên hoàn toàn khác biệt. Cứ việc còn chưa nhất định có thể cùng chân chính nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đánh đồng, chắc hẳn cũng kém đến không xa. Chí ít nguyên anh trung kỳ tu sĩ cùng hóa hình trung kỳ yêu thú, hơn phân nửa không phải là đối thủ. Đương nhiên, giống Tiêu Phàm dạng này biến thái nguyên anh trung kỳ tu sĩ, kia lại coi là chuyện khác. Mặc dù như thế, thứ này cũng vẫn như cũ sẽ đối nguyên thần tạo thành tổn hại cực lớn. Thần toán tử lập tức lấy lại tinh thần, nói, trong mắt vẫn như cũ là cự tuyệt thần sắc. Điểm này, đáp bạn cũng không cần lo lắng. Nói, Tiêu Phàm trong tay đã hiện ra một đoạn đen thui đầu gỗ, tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Hồn hương mộc, 10.000 năm hồn hương mộc, thần toán tử lập tức lại sửng sốt. Chương 1192, Hắc Uyên lãnh chúa. Loại này 10.000 năm hồn hương mộc, tại Nam Cực Tiên Ông Linh Dược Vườn, bên trong trồng 3 cây, mỗi một gốc dược linh đều vượt qua vạn năm trở lên, hiệu quả cực giai. Có lẽ tổ sư cũng biết vật này tác dụng rất lớn, vì vậy một hơi tại Linh Dược Vườn bên trong trồng 3 cây, để Tiêu Phàm có đầy đủ 10.000 năm hồn hương mộc lấy ra, làm lấy lòng. Càng là đối tu sĩ cấp cao, 10.000 năm hồn hương mộc lực hấp dẫn liền càng lớn. Ngay cả thần toán tử dạng này kiến thức rộng rãi đại nhân vật, đều bị cái này 10.000 năm hồn hương mộc kinh sợ. Có cái này đoạn hồn hương mộc tầm bổ, ứng đạo hữu nguyên thần tại thổ ma ngẫu bên trong nghỉ ngơi 350 năm, vấn đề sẽ không quá lớn. Thần toán tử gật gật đầu, nói, xem ra, các ngươi thật sự chính là chuẩn bị sung túc a. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Minh Nguyệt từ tốn nói, ngươi đừng nói cho ta, thật đối thiên hương ngọc lộ không động tâm. Thần toán tử không khỏi mỉm cười. Thân là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, làm sao có thể đối thiên hương ngọc lộ không động tâm. Chốc lát, thần toán tử nói như vậy, dưới mắt chỉ có một nan đề cần phải giải quyết. Chấm ngoặc kép, còn có khó khăn gì? Hỗn Nguyên thượng nhân hơi hơi có chút bất mãn, vì mời thần toán tử rời núi, hắn nhưng là ngay cả vô cấu tịnh thổ dạng này bảo bối tốt đều quyên góp ra. Mặc dù cuối cùng là Tiêu Phàm chiếm tiện nghi, thuận tiện đem hắn ma ngẫu tăng lên một cảnh giới, lại là không tốt thu phí. Không thấy được Tiêu Phàm mình cũng quyên ra một đoạn 10.000 năm hồn hương mộc sao. Thứ này giá trị, nhưng càng tại hắn vô cấu phía trên vùng tịnh thổ. Lại nói, thật tìm được thiên hương ngọc lộ, hay là bọn hắn những này hậu kỳ đại tu sĩ phải chỗ tốt nhiều nhất, về phần Tiêu Phàm, muốn hướng ngộ linh kỳ bước tiến vào, kia còn rất sớm đâu, phải chăng có thể thuận lợi tiến giai nguyên anh hậu kỳ đều là ẩn số. Coi như hết thảy không có vấn đề, Hỗn Nguyên thượng nhân tin tưởng. Vậy ít nhất cũng là mấy chục năm chuyện sau đó. Đây đã là thời gian ngắn nhất, chỉ có những cái kia bao nhiêu năm khó gặp tuyệt đỉnh thiên tài, mới có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm bên trong, từ nguyên anh trung kỳ đạp tiến vào hậu kỳ cảnh giới. Tiêu Phàm cố nhiên vô cùng ghê gớm, Hỗn Nguyên thượng nhân cũng tịnh không cho rằng hắn chính là loại kia mấy trăm năm mới xuất hiện một cái tuyệt đỉnh thiên tài. Đến Hỗn Nguyên thượng nhân bây giờ cảnh giới, làm sao có thể thừa nhận người khác so với mình càng thiên tài. Huống chi. Coi như tìm được thiên hương ngọc lộ, hơn phân nửa cũng cùng Tiêu Phàm không có quan hệ gì. Chẳng lẽ bọn hắn những này hậu kỳ đại tu sĩ, thật sẽ đem như vậy chân quý bảo vật cùng một tên chỉ là hậu sinh vãn bối chia sẻ a? Nhất là tiểu tử này còn giết Âu Dương Minh Nguyệt cháu ruột. Đến lúc đó, hắn có thể từ Âu Dương Minh Nguyệt trong tay trốn được tính mệnh, liền muốn cảm ơn trời đất. Thần toán tử mảy may cũng không để ý tới Hỗn Nguyên thượng nhân điểm tiểu tâm tư kia, trầm giọng nói, ba tương lai cái này Hắc Uyên chi địa. Không phải lần theo bình thường con đường tiến đến a. Hắc Uyên mấy vị lãnh chúa, cũng không có dễ nói chuyện như vậy. Huống chi Tiêu đạo hữu còn tại Hắc Uyên động thủ giết người. Hỗn Nguyên thượng nhân nhìn không được hỏi, cái này Hắc Uyên lãnh chúa, không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy a. Thần toán tử nhìn hắn một chút, nhẹ nói, cái này muốn nhìn là ở nơi nào. Nếu như là tại bên ngoài, thượng nhân tự nhiên không sợ hãi chút nào.
nhưng ở đây, vậy coi như khó nói. Âu Dương Minh Nguyệt đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhăn lại. Hỏi, chẳng lẽ nơi này không gian cấm chế chi lực, đối bọn hắn không có tác dụng à? Thần toán tử lắc đầu, nói, đó cũng không phải. Không gian cấm chế chi lực, đối với người nào đều là giống nhau. Bất quá bọn hắn tại Hắc Uyên lâu ngày, đã sớm lục lọi ra một bộ đối phó không gian cấm chế chi lực đi biện pháp hữu hiệu. Bộ này biện pháp, kẻ ngoại lai là rất khó làm cho rõ ràng. Âu Dương Minh Nguyệt khẽ vuốt cằm, lạnh nhạt nói, tả hữu bất quá là luyện thể thuật, chém giết gần người loại hình. Tại chân nguyên pháp lực lớn thụ áp chế thời điểm, luyện thể thuật cùng chém giết gần người, tự nhiên là chiến thắng chi đạo. Thần toán tử chậm rãi nói thật, ta cũng không có cùng bọn hắn giao thủ qua, chỉ là năm đó từng có gặp mặt một lần. Bọn hắn đến cùng có thứ gì khó lường thần thông, ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng qua nhiều năm như vậy, còn từ không có người có thể tại Hắc Uyên nháo sự về sau, lại bình yên vô sự rời đi. Tiêu Phàm hỏi, chúng ta có tiến vào nơi đây lệnh bài, muốn rời đi nơi này, lệnh bài này không dùng được à? Không dùng được, thần toán tử quả quyết lắc đầu, tiến đến lệnh bài cùng đi ra lệnh bài, là hoàn toàn khác biệt. Bởi vì tới đây tị nạn người, không thể tùy tiện ra vào. Chỉ có thể tiến vào không thể ra. Hỗn Nguyên Thượng Nhân hỏi, thế thì cũng không phải, có thể tiến đến, cũng có thể ra ngoài. Nhưng ngươi sau khi ra ngoài, lại nghĩ trở về, liền muốn lại giao nạp phí tổn. Nơi này chính là cái chỗ tránh nạn, không phải nhà mình, có thể tới lui tự nhiên. Nói thật ra, muốn đi vào nơi đây, muốn giao nạp phí tổn thật đúng là không ít, năm đó kém chút liền đem ta móc sạch. Thần toán tử cười khổ nói, chỉ là muốn chút phí dụng lời nói, cũng không coi là nhiều lớn nan đề. Âu Dương Minh Nguyệt không để ý chút nào nói, mặc dù cùng là hậu kỳ đại tu sĩ, thần toán tử nhưng so với nàng nghèo nhiều, cơ hồ hoàn toàn không thể so sánh. Hạo Thiên Tông dạng này ngật đứng không ngã, trường thịnh không suy siêu cấp đại tông môn, vạn năm qua không biết tích xúc bao nhiêu tài phú. Thần toán tử này cùng đơn thương độc mã sông sáo giang hồ độc hành khách, tại Âu Dương Minh Nguyệt trong mắt, chính là nghèo rất mùng tơi chi sĩ. Lúc trước Thiên Diệu Tiên Tử cùng Tiêu Phàm đồng hành thời điểm, cơ hồ tất cả chiến lợi phẩm, đều thuộc về Tiêu Phàm tất cả, Thiên Diệu Tiên Tử từ không chia sẻ. Không chỉ bởi vì Thiên Diệu Tiên Tử rất kiêu ngạo, càng quan trọng là bởi vì nàng giàu có. Kia một chút xíu chiến lợi phẩm, Thiên Diệu Tiên Tử căn bản liền không để vào mắt. Chỉ sợ không chỉ là phí tổn đơn giản như vậy, còn có cái vấn đề mặt mũi. Chấm ngoặc kép, thần toán tử nhíu mày nói. Một khi đáp ứng cùng Âu Dương Minh Nguyệt bọn người đồng hành, thần toán tử tâm thái lập tức liền có chuyển biến lớn, một cách tự nhiên biến thành, người một nhà, bắt đầu vì toàn bộ đoàn đội tiền cảnh lo lắng. Âu Dương Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, như là đã đến nơi này, sự tình luôn luôn phải giải quyết. Chẳng lẽ khoanh tay chịu chết, thần toán tử gật gật đầu, đang muốn mở miệng, lại chỉ nghe một cái vang dội thanh âm, bỗng nhiên vang lên. Có bằng hữu từ phương xa tới, cũng không nói quá. Thanh âm này ầm ầm, dường như sấm sét, hoàn toàn không nhìn trong động phủ bên ngoài hết thảy pháp trận cấm chế, cuồn cuộn mà đến, tại mỗi người bên tai vang vọng. Là đại lãnh chúa, thần toán tử sắc mặt hơi đổi một chút, thấp giọng nói. Cùng lúc đó, tay vừa nhấc, chỉ thấy hào quang màu vàng đất lấp lánh. Một cái trứng gà lớn nhỏ màu vàng tinh thạch từ trong hư không nổi lên, trực tiếp bay vào thần toán tử trong tay, thủ đoạn lại lật một cái, liền không thấy bóng dáng. Toàn bộ tiểu hoa viên linh khí, bỗng nhiên giảm nhiều, những cái kia nộ phóng đóa hoa, kiều diễm cỏ cây, đảo mắt liền trở nên ốm đau bệnh tật, mặt ủ mày trao, linh khí lớn mất. Thần toán tử lại khoát tay, thay đổi một viên cao giai linh thạch. Tiểu hoa viên linh khí cố nhiên còn là kém xa tít tắp lúc trước, những này hoa cỏ cây cối. Cũng là miễn cưỡng có thể giữ vững tinh thần đến. Linh thạch cực phẩm, đối bất luận một vị nào tu sĩ đều có không thể kháng cự tuyệt đại lực hấp dẫn, thần toán tử cũng không nguyện bị người nhớ thương. Không có viên này linh thạch cực phẩm, Tiêu Phàm thổ ma ngẫu nghĩ muốn tăng lên đến nguyên anh trung kỳ cảnh giới, coi như quá khó. Bởi như vậy, cho dù thần toán tử có thể nhập thân vào thổ ma ngẫu trên thân, cũng không phát huy ra bao nhiêu chiến lực, cơ bản không có cùng Âu Dương Minh Nguyệt, Hỗn Nguyên thượng nhân bình khởi bình tọa tư cách. Thậm chí ngay cả Tiêu Phàm cũng không sánh nổi. Quả thật như thế, phải chăng còn muốn cùng Âu Dương Minh Nguyệt bọn người cùng đi, tầm bảo, vậy còn muốn hai chuyện đâu? Đại lãnh chúa đã tự mình đến, gì không đi vào một lần. Âu Dương Minh Nguyệt không chậm không nhanh nói, ngữ khí bình tĩnh như trước. Tốt, càng nào đó chính có ý này, vậy liền quấy rầy. Lập tức, ngoài động liền vang lên tiếng bước chân nặng nề, đơn thuần từ tiếng bước chân này phán đoán, đến khẳng định là một vị hùng cụ cự hán. Sự thật cũng là như thế. Một lát sau,
tiểu hoa viên lối vào chỗ tối sầm lại, tựa hồ ngay cả tia sáng đều bị hoàn toàn che đậy. Một thân ảnh cao lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mặc dù là khuất bóng, nhưng mọi người tại chỗ đều thấy nhất thanh nhị sở, đến thật sự là một tên cự hán, thân cao hơn một trượng, bàng khoát eo tròn, một viên đầu chọc bóng loáng sáng bóng, toàn thân làm bằng sắt khối cơ thịt, lóng lánh hào quang màu đen, như cùng một đầu đến từ viễn cổ hồng hoang mãnh thú, man hoang khí tức đập vào mặt. Vị này đại lãnh chúa hình tượng, quả thực có chút ngoài dữ liệu. Tại Tiêu Phàm trong suy nghĩ, vẫn cho rằng cái này Hắc Huyên lãnh chúa là vị nhã nhặn nho nhã, thâm trầm đa trí mưu trí chi sĩ. Dạng này tựa hồ cùng trong truyền thuyết Hắc Huyên lãnh chúa càng thêm ăn khớp, ai ngờ gặp một lần phía dưới, lại là vị oai hùng cự hán, cũng là trong truyền thuyết như cự linh thần. Đại lãnh chúa lớn tiếng dọa người, nhưng Âu Dương Minh Nguyệt bọn người nhưng lại chưa coi nhẹ phía sau hắn hai vị khác. Theo sát đại lãnh chúa về sau, là một tên lục y váy lục mùa hoa thiếu phụ, mặc dù tướng mạo chỉ là bình thường, dáng người lại Anna yêu kiều, cực kỳ chọc người. Chỉ bất quá cùng đại lãnh chúa so ra, nàng thực tế quá mức kiều nhỏ, quả thực tựa như cái con rối búp bê, để người buồn cười. Nhưng vị này nhìn qua mảnh mai không chịu nổi váy lục thiếu phụ, lại cùng đại lãnh chúa đồng dạng, có nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, trên thân linh lực ba động mạnh, mảy may cũng không tại đại lãnh chúa phía dưới. Về phần theo sát tại váy lục thiếu phụ về sau vị thứ ba, mọi người ngược lại là đều biết, chính là trước đó không lâu tại Hắc Huyên lối vào gặp qua một lần áo trắng cuồng ma Tây Môn Ngạo. Lại không biết hắn mắt xuống đến cùng là loại nào thân phận. Bất quá, đã hắn có thể lấy loại phương thức này lộ diện, dù coi như không phải Hắc Huyên lãnh chúa bên trong một viên, cũng có được 10 điểm mật thiết liên quan. Hắc Huyên chi địa loại này nội bộ quan hệ nhân mạch, không phải bọn hắn chỗ quan tâm. Âu Dương đại trưởng lão, Hỗn Nguyên thượng nhân, Tiêu đạo hữu. Bàng khoát eo tròn đại lãnh chúa bước nhanh đến phía trước, tại tiểu hoa viên bên ngoài dừng chân lại, hai tay ôm quyền, cao giọng nói: "Ba vị đại giá quang lâm Hắc Huyên, càng nào đó thẹn vì địa chủ, chưa khác phiến nghênh, hổ thẹn hổ thẹn." Nhìn qua, hắn không phải đến hưng sư vấn tội, ngược lại là đến nói xin lỗi. Dù coi như đối Tiêu Phàm vị này trẻ tuổi trung kỳ tu sĩ, cũng giống vậy khách khí, không có chút nào xem nhẹ chi ý. Thái độ tựa hồ rất không tệ. Âu Dương Minh Nguyệt, Hỗn Nguyên thượng nhân, Tiêu Phàm bận bịu tức ôm quyền hoàn lễ. Vị này đại lãnh chúa trên thân lộ ra linh lực ba động, cũng còn dừng lại tại nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, nhưng người này lại cho người ta một loại dị thường cảm giác nguy hiểm. Dù coi như cùng là hậu kỳ đại tu sĩ Âu Dương Minh Nguyệt cùng Hỗn Nguyên thượng nhân, cũng không thể ngoại lệ. Xem ra người này nếu không phải tu luyện có một loại nào đó đặc biệt công pháp bá đạo, chính là cùng Âu Dương Minh Nguyệt đồng dạng, là hậu kỳ đại tu sĩ bên trong tồn tại hết sức đặc biệt, đã đạt đến ở phía sau kỳ đại tu sĩ đỉnh phong cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đặt chân ngộ linh kỳ. Chương 1193, Ngũ Hành Thần Toán. Lập tức đại lãnh chúa khách khí cho ba người dẫn giới. Váy lục thiếu phụ họ Thúy, chính là Hắc Huyên chi địa nhị đương gia. Tây Môn huynh đệ cùng mọi người đã gặp mặt, kỳ thật thân phận chân thật của hắn, chính là ta Hắc Huyên tam trưởng lão. Đại lãnh chúa mỉm cười giới thiệu Tây Môn Ngạo, Âu Dương Minh Nguyệt lông mày có chút nhau một chút. Thực tế Tây Môn Ngạo tại bên ngoài thanh danh quá ác, nhiều năm trước tới nay, rất ít gặp qua dạng này khát máu người. Không nghĩ đến người này lại là Hắc Huyên ba lãnh chúa. Chỉ là không biết, hắn là về sau bị Hắc Huyên mời chào, hay là ngay từ đầu chính là Hắc Huyên lãnh chúa. Áo trắng cuồng ma chỉ là hắn tại ngoại giới hóa thân. Từ khi sau khi vào cửa, Tây Môn Ngạo ánh mắt, đa số thời điểm đều là rơi vào Tiêu Phàm trên thân, tựa hồ đối với Tiêu Phàm đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nhắc tới cũng không kỳ quái, tên này nhìn qua trẻ tuổi phải không tưởng nổi trung kỳ tu sĩ, vậy mà nhanh gọn diệt sát đại danh đỉnh đỉnh, quỷ ảnh tử, sông thành, không thể không để người đối với hắn lau mắt mà nhìn. Xin thứ cho càng nào đó lắm miệng, không biết ba vị lần này đến đây Hắc Huyên. Đến cùng có gì muốn làm? Giới thiệu xong váy lục thiếu phụ và Tây Môn Ngạo, đại lãnh chúa liền là hỏi, trên mặt mặc dù hay là mang theo mỉm cười, ánh mắt nhưng dần dần trở nên sắc bén. Âu Dương Minh Nguyệt từ tốn nói, đại lãnh chúa, thiếp thân cùng này đến, là vì cùng cố nhân gặp nhau, đối Hắc Huyên cũng vô mạo phạm chi ý. Đại lãnh chúa hai mắt khẽ híp một cái khe hở, nói, đại trưởng lão, lời này liền có chút khinh người đi. Ba vị biết rõ Hắc Huyên quy củ, lại lấy mạnh hiếp yếu. Bắt lấy Tùng đạo hữu, cưỡng bức hắn mang mấy vị đến đây Hắc Huyên. Vừa tới nơi này, lại diệt sát quỷ ảnh tử sông đạo hữu. Chẳng lẽ cái này còn tính là rất khách khí sao? Âu Dương Minh Nguyệt đáp, thiếp thân cùng đúng là ép buộc Tùng đạo hữu, bất quá kia cũng là bởi vì Hắc Huyên tình hình rất đặc thù,
Tùng đạo hữu kiên trì chỉ có thể tiếp dẫn một người tiến vào nơi đây, chúng ta lúc này mới thoáng dùng chút cưỡng bách thủ đoạn. Đại lãnh chúa cũng biết, chúng ta vẫn chưa thương tới Tùng đạo hữu tính mệnh. Về phần nói đến tiến vào nơi đây phí tổn, liền đại lãnh chúa không đề cập tới, thiếp thân cũng không tính hỗn lại. Hắc Uyên chi địa có cái gì quy tắc, đại lãnh chúa cứ việc minh bạch báo cho, thiếp thân cùng tự nhiên nghiêm túc tuân theo. Lời nói này phải không kiêu ngạo cũng không hèn mọn. Đại lãnh chúa vẩy một cái ngón tay cái, nói tốt, đại trưởng lão sảng khoái. Càng nào đó cũng liền người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta liền muốn thỉnh giáo, đại trưởng lão cùng 6 vị đạo hữu, đỉnh lấy biển cả chiều nguy hiểm, không xa nghìn dặm lại tới đây, đến cùng đến là vì sao? Tuyệt không chỉ là cùng đáp bạn ôn chuyện a. Có thể thấy được, đại lãnh chúa đã sớm phát giác được lưu tại gian ngoài Huệ Thiên Hào, mang trưởng quỹ cùng thiên diệu tiên tử đám 3 người. 3 tên hậu kỳ đại tu sĩ liền ngăn ở người ta cửa nhà. Muốn thần không biết quỷ không hay, cũng xác thực khó có thể. Âu Dương Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, đại lãnh chúa, đây là thiếp thân đám người việc tư, cũng không nhọc đến đại lãnh chúa nhọc lòng. Đại lãnh chúa cười ha ha một tiếng, nói, đại trưởng lão. Đã mấy vị đến Hắc Uyên chi địa, chỉ sợ còn muốn mời đại trưởng lão thành khẩn một điểm. Mấy vị đạo hữu chắc hẳn vô cùng rõ ràng, không có lệnh bài, là đi không ra nơi này. Càng nào đó cũng không muốn trì hoãn mấy vị đạo hữu đại sự. Nói đến, đại sự, thời điểm, đại lãnh chúa đặc biệt nhấn mạnh, tựa hồ đối với Âu Dương Minh Nguyệt bọn người mưu đồ đại sự. Biết sơ lược, Âu Dương Minh Nguyệt song mi nhăn lại, nhẹ nói, đại lãnh chúa có lời gì, nhưng mời nói thẳng. Tốt, kia càng nào đó cũng liền không che giấu. Mấy vị đạo hữu phải chăng tại mưu đồ thiên hương ngọc lộ sự tình. Đại lãnh chúa dung mạo nghiêm, trầm giọng hỏi. Thiên hương ngọc lộ, cái này 4 chữ vừa mở miệng, Phái Lục thiếu phụ và Tây Môn Ngạo đều kìm lòng không đặng hai mắt khẽ híp một cái, trong mắt cực nhanh hiện lên một vòng vẻ tham lam. Hỗn Nguyên thượng nhân, thần toán tử thì sắc mặt biến hóa. Duy chỉ có Âu Dương Minh Nguyệt cùng Tiêu Phàm thần sắc như thường, không có chút rung động nào. Đối với Tiêu Phàm mà nói, ở đây phiên tầm bảo hành động bên trong, hắn vốn là bị ép tham dự, kính bồi ghế chót, tính tích cực tự nhiên không cao. Những người khác phải chăng biết được mưu đồ của bọn họ, thực tế là dâu ria. Coi như thật tìm được thiên hương ngọc lộ, đối mặt với một đám như lang như hổ đại tu sĩ, hắn hơn phân nửa cũng không có cơ hội gì nhúng chàm. Đến lúc đó, hắn việc khẩn cấp trước mắt, chỉ sợ sẽ là như thế nào, đào mệnh. Thiên hương ngọc lộ vừa đến tay, hắn giá trị lợi dụng liền triệt để không có, Âu Dương Minh Nguyệt tùy thời đều có thể trở mặt cùng hắn tính nợ cũ. Đại lãnh chúa có gì chỉ giáo a? Âu Dương Minh Nguyệt ngữ khí vẫn bình tĩnh, hoàn toàn nhìn không ra trong nội tâm nàng ý tưởng chân thật đến cùng như thế nào. Đại lãnh chúa cùng Váy Lục thiếu phụ, Tây Môn Ngạo liếc nhau, lập tức nói, rất đơn giản, hành động lần này, chúng ta cũng muốn tham gia. Không có khả năng, Âu Dương Minh Nguyệt chưa mở miệng, Hỗn Nguyên thượng nhân liền quả quyết cự tuyệt. Âu Dương Minh Nguyệt lúc trước tìm hắn thương nghị tầm bảo công việc thời điểm, vẫn chưa nói qua còn có những người khác tham gia, về sau Huệ Thiên Hào cùng Mang Thành Long bỗng nhiên gia nhập. Hỗn Nguyên thượng nhân đã có chút không vui, bây giờ lại thêm Hắc Uyên 3 vị lãnh chúa, hắn liền triệt để biến thành thế đơn lực cô, thậm chí còn không bằng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tốt xấu còn có cái Nguyên Anh hậu kỳ, lão bà, có thể tương hỗ chi viện, nghe Âu Dương Minh Nguyệt nói, nữ nhân kia đối Tiêu Phàm tốt có phải hay không, vì tăng lên Tiêu Phàm cảnh giới, thậm chí không tiếc tự tổn bản mệnh chân nguyên. Thời khắc mấu chốt, Thiên Diệu tiên tử vì Tiêu Phàm, tuyệt đối khả năng cùng bất luận kẻ nào liều mạng. Nếu như đại lãnh chúa 3 người gia nhập, 3 vị này đều là đặt chân hậu kỳ cảnh giới nhiều năm đại tu sĩ, thực lực mạnh, mảy may cũng không tại Âu Dương Minh Nguyệt Huệ Thiên Hào Mang Thành Long chi hạ. Hỗn Nguyên thượng nhân lại là một người cô đơn, tự nhiên lập tức liền cảm nhận được bản thân uy hiếp. Đại lãnh chúa nhìn hắn một cái, nhíu mày nói, thượng nhân, càng nào đó không phải tại cùng các ngươi thương nghị. Các vị đạo hữu muốn rời khỏi Hắc Uyên, đây chính là càng nào đó điều kiện. Lựa chọn như thế nào? Từ 3 vị đạo hữu mình quyết định. Càng nào đó có là kiên nhẫn chờ. Hỗn Nguyên thượng nhân sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, nhìn Âu Dương Minh Nguyệt một chút, nén giận không nói. Tại Nhạc Tây địa khu, Hỗn Nguyên thượng nhân danh xưng tu chân giới đệ nhất nhân, đó là chân chính cao cao tại thượng, uy phong lẫm liệt, cho tới bây giờ cũng không có người có can đảm uy hiếp hắn. Bây giờ ở đây, lại thụ cái này, uất khí, quả thực ngay cả phổi đều muốn tức điên. Chỉ bất quá, dưới mắt quyền chủ động lại là tại đại lãnh chúa trong tay, hắn lại tức giận cũng vô sự vô bổ. Âu Dương Minh Nguyệt nhìn qua đại lãnh chúa, chậm rãi nói, đại lãnh chúa, chúng ta đúng là tìm kiếm thiên hương ngọc lộ, nhưng không dối gạt 3 vị nói,
trước mắt trong tay chúng ta nắm giữ manh mối cũng phi thường có hạn. Cái này mới không tiếc mạo hiểm tiến vào Hắc Uyên, mời thần toán tử đáp bạn cùng một chỗ tham dự việc. Manh mối không đủ, lấy bói toán chi thuật để đền bù. Cũng là vẫn có thể xem là một cái phương pháp tốt. Lần này mở miệng, lại là một mực đi theo đại lãnh chúa bên người, không rên một tiếng váy lục thiếu phụ Thúy phu nhân. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt rơi trên thân nàng. Váy lục thiếu phụ ánh mắt lại tại Âu Dương Minh Nguyệt, Hỗn Nguyên thượng nhân, thần toán tử cùng Tiêu Phàm trên mặt một quét qua qua, không chậm không nhanh nói, ngũ hành thần toán. Thủy hỏa thổ kim đều tề tựu, không biết đây là trùng hợp, hay là đại trưởng lão cố ý gây nên. Âu Dương Minh Nguyệt con người bỗng nhiên co lại một cái, hai đạo sắc bén vô so ánh mắt, chăm chú vào Thúy phu người trên mặt. Theo chủ tu công pháp mà nói, Tiêu Phàm chủ tu dày thổ thuộc tính hạo nhiên chính khí, Hỗn Nguyên thượng nhân Hỗn Nguyên công thì là duệ kim thuộc tính. Thần toán tử ứng linh trạch phía bắc phương Hắc Long thần làm tên, chính là chính cống thủy thuộc tính thần thông, về phần Âu Dương Minh Nguyệt bản nhân, chính là trời sinh lôi linh chi thể. Nếu không phải như thế, nàng thân là thân nữ nhi. Lại sao có thể đem chí cương chí dương hạo dương thần lôi tu luyện tới cảnh giới đại thành. Bất quá Âu Dương Minh Nguyệt lấy thuần hỏa thuộc tính hạo dương chim vì tòa kỵ, tự nhiên cũng tinh thông hỏa thuộc tính công pháp. Trong bất chi bất giác, ngũ hành thần toán tề tựu bốn vị. Thần toán tử bỗng nhiên nói, Thúy phu nhân không phải là Đông Phương Ất Mộc thần tính truyền nhân. Váy lục thiếu phụ khẽ khom người, thấp giọng nói, không dám nhận. Một lời chưa tất, váy lục thiếu phụ bàn tay phải chậm rãi mở ra, một gốc kiều nộn mầm non. Tại nàng trắng noãn trong lòng bàn tay sinh trưởng mà ra, trong nháy mắt, mầm non liền trưởng thành một cây nhỏ, đón gió phấp phới. Sau một lát, cây nhỏ lại trưởng thành đại thụ, tán cây cao tới mấy chục trượng, cao vút như cái, bao trùm khắp nơi. Đây hết thảy, mặc dù đều chỉ tại nàng tiêm tiêm tố thủ trong khống chế, cho người cảm giác, lại là nguyên một phiến nguyên thủy rừng cây xuất hiện ở trước mắt, nồng đậm viễn cổ man hoang khí tức chạm mặt tới. Mộc thuộc tính linh khí tinh thuần, không cùng luân so. Đông phương thất long biển, mê gu núi. Thần toán tử hai mắt nhíu lại, trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ giật mình. Muốn để hắn dạng này gần đất xa trời lão gia hỏa cũng lộ ra vẻ mặt như vậy, quả thực không dễ dàng. Âu Dương Minh Nguyệt cùng Hỗn Nguyên thượng nhân cũng là sắc mặt biến hóa. Thân là đại thuật sư, bọn hắn tự nhiên nghe nói qua Đông Phương Thất Long Biển Mê Gu núi đại danh đỉnh đỉnh. Trong truyền thuyết, kia là Đông Phương Ất Mộc thần tính toán nơi phát nguyên, chỉ ở mênh mông vô bờ, hư vô mờ mịt Thất Long Biển sâu chỗ, có rất ít người gặp qua Mê Gu núi chân diện mục. Đáp bạn hảo nhãn lực, chớ không phải đạo hữu đã từng đi qua Mê Gu núi. Váy lục thiếu phụ khóe miệng hiện lên mỉm cười, hỏi. Thần toán tử nhẹ nhàng lắc đầu, nói, nhiều năm trước tới nay, tại hạ mặc dù rất muốn đi Mê Gu núi nhìn xem, đáng tiếc vẫn luôn không có dạng này cơ hội. Không nghĩ tới phu nhân xuất thân từ Thất Long Biển, lại không biết Mê Gu đại tiên cùng phu nhân xưng hô như thế nào. Váy lục thiếu phụ lại khom người một chút, nói, không dám nhận đại tiên danh xưng. Mê Gu lão nhân chính là thiếp thân tiên tổ, mọi người lại nhẹ khẽ hít một cái khí. Mê Gu đại tiên. Đây là nhiều năm trước vang danh thiên hạ thuật tính đại sư. Tại tu chân giới, có thể được đến, đại tiên, tôn xưng, tuyệt đối không thể coi thường. Đây cũng không phải là vô tri ngu dân, gia phong, mà là đạt được không ít tu sĩ cấp cao công nhận. Có thể ngưng kết kim đan thậm chí đặt chân nguyên anh cảnh giới tu sĩ cấp cao, ai không phải 10.000 có một tuyệt thế thiên tài. Nó cơ chí không cần phải nhiều lời. Giả thần giả quỷ người, nhưng không chiếm được dạng này tôn sùng. Vị này Thúy phu nhân. Thẳng nếu thật là Mê Gu đại tiên ruột thịt hậu nhân, có lẽ coi là thật tinh thông Ất Mộc thần tính cũng chưa biết. Cứ như vậy, ngũ hành thần toán liền tề tựu, quả thật như thế, đối với bọn hắn lần này tầm bảo hành trình, xác thực rất có ích lợi. Thậm chí ngay cả Hỗn Nguyên thượng nhân trong mắt đều hiện lên một vòng trần chờ vẻ do dự, tựa hồ ngay tại một lần nữa cân nhắc mình quyết định ban đầu có chính xác không. Âu Dương Minh Nguyệt chậm rãi hỏi, ba vị đạo hữu nếu là cùng chúng ta cùng một chỗ hành động. Cái này Hắc Uyên chi địa các loại sự vụ, nhưng lại giao cho người nào quản lý. Đại lãnh chúa liền cười, cái này lại không nhọc đại trưởng lão hao tâm tổn trí, càng nào đó tự có sắp xếp. Âu Dương Minh Nguyệt gật gật đầu, nói, như thế, thiếp thân đã nói trước, đã tất cả mọi người là vì tìm kiếm kia trong cõi u minh một tia cơ duyên, lần này hành động, liền nhất định phải lấy thiếp thân làm chủ. Như đụng phải nghi nan không quyết, chư vị cũng cần theo thiếp thân chi ngôn làm việc, vô luận họa phúc, không được đổi ý. Không biết ba vị đạo hữu đối này có gì dị nghị không? Không có dị nghị, đại lãnh chúa cực kỳ dứt khoát, quyền chuyên một, vốn nên như vậy. Cần biết lần này, tầm bảo đoàn, đội hình thực tế xa hoa,
trọn vẹn 9 tên đại tu sĩ, trong đó còn có Âu Dương Minh Nguyệt, Hỗn Nguyên Thượng Nhân, đại lãnh chúa dạng này dù coi như tại đại tu sĩ quần thể bên trong cũng có thể xưng vô địch siêu cấp ngưu nhân, chỉ có Tiêu Phàm lấy chỉ là trung kỳ tu vi kèm ở ký đuôi. Nếu là không định ra quy củ, không phụng một người vì thủ, gặp được vấn đề gì liền vào xem lấy tranh luận cãi nhau, còn tìm cái gì bảo. Chương 1194, song trọng không gian. Tầm bảo đoàn, tại Hắc Huyên chi địa, một đợi chính là 2 tháng. Trong 2 tháng này, Tiêu Phàm là bận rộn nhất, hắn có rất nhiều sự tình muốn làm. Chuyện thứ nhất, chính là cho thổ ma ngẫu thăng cấp. Trừ Âu Dương Minh Nguyệt lấy ra thổ nguyên tinh cùng Hỗn Nguyên Thượng Nhân quyên ra vô cấu tịnh thổ, đại lãnh chúa cũng quyên ra một khối lớn cực phẩm thổ thuộc tính vật liệu. Biết được Tiêu Phàm kế hoạch về sau, đại lãnh chúa ngược lại là có chút đồng ý. Đã quyết định muốn cùng đi tìm kiếm Thiên Hương Ngọc Lộ, vậy sẽ phải cực khả năng tăng lên quần thể bên trong mỗi người năng lực tự vệ. Nhất là ngũ hành thần toán, thiếu một người cũng có thể để lần này, tầm bảo hành động, sắp thành lại bại, kia không khỏi liền đều có thể tiếc. Tu vi đến đại lãnh chúa dạng này cảnh giới, cho dù ai cũng sẽ không là tiểu bên trong tên hẹp hòi. Thiên Diệu Tiên Tử cho Tiêu Phàm, trợ thủ. Đối với Tiêu Phàm đem thổ ma ngẫu, cho thuê, cho thần toán tử sử dụng, Thiên Diệu Tiên Tử ngược lại là không có ý kiến gì. Chí ít tại toàn bộ tầm bảo quá trình bên trong, thần toán tử đều sẽ thành Tiêu Phàm đáng tin minh hữu. Mặc dù nói, Tiêu Phàm lưu tại thổ ma ngẫu thể nội chỉ là một cỗ thần niệm chi lực, cùng thần toán tử toàn bộ nguyên thần chi lực, hoàn toàn không có chút nào khả năng so sánh. Nhưng thần toán tử muốn thật khống chế toàn bộ thổ ma ngẫu, hay là khó khăn trùng điệp. Trừ phi hắn thật nghĩ từ nay về sau liền lấy thổ ma ngẫu thân thể, vì nhà, nếu không, liền tất nhiên muốn cùng Tiêu Phàm phối hợp lẫn nhau. Ma ngẫu loại vật này, nhìn qua là tử vật, lại cùng khôi lỗi thú rất là khác biệt. Khôi lỗi thú là hoàn toàn không cần thần niệm chi lực khống chế, chỉ cần có đầy đủ linh thạch cung ứng, liền muốn thúc đẩy đối địch. Tương đối mà nói, khôi lỗi thủ đoạn công kích đều phi thường đơn một, dù coi như cấp bậc đi lên, cùng giai nhân loại tu sĩ hoặc là yêu thú tương đối mà nói, chân thực sức chiến đấu y nguyên chênh lệch rất xa. Nhưng ma ngẫu không giống, ma ngẫu là có hồn phách, mặc dù bị rút đi một hồn hai phách. Tàn khuyết không đầy đủ, lại thật sự có hồn phách. Ma ngẫu cứ việc rất khó có mình độc lập tư duy, nhưng có thể tiếp thu đến tự chủ người mệnh lệnh, làm ra so khôi lỗi phức tạp được nhiều hành động. Bất kể là ai nguyên thần, muốn cướp đoạt ma ngẫu quyền khống chế, liền có rất nhiều nguy hiểm. Sẽ bị ma ngẫu phản chế, từ đây không thể không đem nguyên thần sống nhờ tại ma ngẫu bên trong, vĩnh viễn không cách nào lại trở lại nhục thân của mình bên trong đi. Mà lại theo thời gian trôi qua, nguyên thần cũng sẽ dần dần trở nên không trọn vẹn. Cuối cùng hoàn toàn bị ma ngẫu đồng hóa, biến thành cái xác không hồn. Dạng này phong hiểm, thần toán tử chắc chắn sẽ không đi bốc lên. Kia so tọa hóa vẫn là còn muốn thảm, những người khác tự nhiên cũng có thể nhìn thấy tầng này. Bất quá Âu Dương Minh Nguyệt cùng đại lãnh chúa đều không phải rất quan tâm. Dù coi như thổ ma ngẫu thăng cấp về sau, cũng bất quá có nguyên anh trung kỳ cảnh giới, Thiên Diệu Tiên Tử tu vi không lớn bằng lúc trước, có thể nói là đại tu sĩ bên trong yếu nhất một vị. Nàng cùng Tiêu Phàm lại thêm thần toán tử sống nhờ thổ ma ngẫu. Cũng không thế nào thả tại cái khác hai cái, tiểu đoàn thể trong mắt. Hỗn Nguyên Thượng Nhân một người cô đơn, nhưng danh xưng nhạc Tây địa khu đại tu sĩ thứ nhất, từ cũng có khó lường thủ đoạn thần thông. Có Thiên Diệu Tiên Tử tương trợ, đem thổ ma ngẫu thăng cấp rất thuận lợi. Thăng cấp về sau thổ ma ngẫu, khí tức càng thêm cường đại, thậm chí ngay cả bên ngoài đồng hồ đều trở nên cùng người sống càng ngày càng rất giống. Thô thô xem xét, thật đúng là rất khó lập tức liền phân biệt ra được. Sau đó, Tiêu Phàm liền bắt đầu điều phối dược dịch. Loại này có thể bảo trì nhục thân bất hủ, 350 năm bên trong đều sức sống tràn trề dược dịch, đối với cái khác lang chung mà nói. Có lẽ chỉ là một loại nào đó thần thoại truyền thuyết, tại Tiêu Phàm cũng không coi là bao nhiêu khó khăn. Có, Nam Cực Tiên Ông Linh Dược Vườn, nơi tay, Tiêu Phàm hoa hơn 1 tháng thời gian, rốt cục đem loại nước thuốc này điều phối hoàn tất. Tại Thiên Diệu Tiên Tử cùng Tiêu Phàm bảo vệ phía dưới, thần toán tử nguyên thần xuất khiếu, tiến vào thổ ma ngẫu thể nội, cởi ra thân thể, liền bị Tiêu Phàm bảo tồn tiến vào kia thần kỳ trong nước thuốc, sau đó lại tăng thêm một tầng lại một tầng phong ấn, bảo đảm không có chút nào sơ hở, lúc này mới thu tiến vào chữ vật vòng tay bên trong. Thần toán tử nguyên thần vừa tiến vào thổ ma ngẫu thể nội, lập tức liền phát hiện, cỗ này thổ ma ngẫu bị Tiêu Phàm bám vào cực mạnh thần niệm chi lực. Dù coi như lấy hắn nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cường đại nguyên thần, cũng không thể tại thoáng qua ở giữa liền đem cái này thần niệm chi lực bôi giết sạch.
thần toán tử muốn thần không biết quỷ không hay cướp đoạt thổ ma ngẫu quyền khống chế, độ khó cực lớn. Tại Tiêu Phàm trong mắt, nhìn thấy nhưng lại khác biệt. Bị thần toán tử phụ thể thổ ma ngẫu, bỗng nhiên lộ ra một cỗ cường đại tuyệt luân khí thức nguy hiểm, vượt xa thổ ma ngẫu bản thân có nguyên anh trung kỳ linh áp, đuổi sát hậu kỳ đại tu sĩ. Dù coi như còn không thể cùng thời kỳ toàn thịnh thần toán tử đánh đồng, liệu tất khác cũng cực kỳ có hạn. Đáp bạn cảm thấy thế nào? Nhưng có vấn đề gì à? Mặc dù đối thổ ma ngẫu rất có lòng tin, Tiêu Phàm hay là mỉm cười hỏi một câu. Thần toán tử nhẹ hừ một tiếng, nói, vấn đề ngược lại là không có, chỉ bất quá đạo hữu cái này tiện nghi, chiếm được thật không tiểu. Nếu như không là đụng phải cái này việc sự tình, cái này thổ ma ngẫu lại làm sao có thể dễ dàng như thế liền thăng cấp. Coi như tại danh xưng vu linh thuật thiên hạ thứ nhất nguyên linh giáo, nguyên anh trung kỳ trở lên ma ngẫu, đó cũng là cực kỳ hiếm thấy. Luyện chế không khó, thực tế là thu thập vật liệu quá khó khăn. Lần này, nếu không có thần toán tử viên kia thổ thuộc tính linh thạch cực phẩm, cho dù có thổ nguyên tinh, vô cấu tịnh thổ dạng này cực phẩm vật liệu, thổ ma ngẫu cũng chưa chắc thấy có thể lại một lần nữa tiến giai. Vì viên này linh thạch cực phẩm, thần toán tử năm đó thậm chí không tiếc cùng đã đặt chân ngộ linh kỳ đại giáo tôn trở mặt, kết quả tại Hắc Uyên đau khổ chịu số trăm năm về sau, kém chút liền vô thanh vô tức chết già tại đáy biển này chỗ sâu hoang vu chi địa. Cuối cùng viên này linh thạch cực phẩm, lại bị tan tiến vào Tiêu Phàm thổ ma ngẫu thể nội. Viên này linh thạch cực phẩm, không chỉ có riêng là để thổ ma ngẫu thuận lợi tiến giai, về sau nếu như cùng người giao thủ, thổ ma ngẫu chỗ có thể phát huy ra đến uy lực, đem so cái khác cùng giai ma ngẫu muốn càng thêm cường đại. Linh thạch cực phẩm một lần tính năng đủ vì ma ngẫu cung cấp linh lực, tuyệt không phải cao giai linh thạch có thể so. Năm đó đại giáo tôn nhất định phải cướp đoạt viên này linh thạch cực phẩm, chỉ sợ cũng cùng ma ngẫu luyện chế có quan hệ. Muốn luyện chế cực cao đẳng cấp ma ngẫu, linh lực dồi dào nhất linh thạch cực phẩm, tự nhiên là nhân tuyển tốt nhất. Lần này luyện chế lại một lần thổ ma ngẫu, trừ tan đi vào viên kia linh thạch cực phẩm, Tiêu Phàm còn tan tiến vào hai viên cao giai linh thạch, có thể nói hạ đủ tiền vốn. Thổ ma ngẫu không có tiến giai trước đó, căn bản không có khả năng đủ một lần tính luyện hóa nhiều linh thạch như vậy, đem nhiều như vậy linh lực chứa đựng tại thể nội dự bị. Đối thần toán tử trong lòng không bỏ chi ý, Tiêu Phàm ngược lại là rất lý giải, cười cười, nói, cùng thiên hương ngọc lộ tương đối mà nói, tại hạ chiếm điểm này món lời nhỏ, tính được cái gì? Thần toán tử lại hừ một tiếng, nói, ngươi cho rằng thiên hương ngọc lộ là cái gì? Nói tìm liền có thể tìm được, như thế nghịch thiên chi vật, coi như tìm được, chỉ sợ cũng cực ít một chút xíu, có đủ hay không một người dùng còn phải hai chuyện. 10 người phân, hừ. Vậy đạo hữu vì sao còn phải đáp ứng cùng một chỗ hành động? Tiêu Phàm bất động thanh sắc hỏi ngược lại, ngươi cho rằng Âu Dương Minh Nguyệt biết rõ tìm tới thiên hương ngọc lộ, số lượng cũng sẽ không quá nhiều, vì sao còn muốn mời nhiều như vậy giúp đỡ cùng một chỗ hành động? Mọi người chỗ theo đuổi, bất quá chỉ là kia trong cõi u minh một tia thiên ý. Đến lúc đó, chưa chắc người mạnh nhất, tu vi cao nhất người liền có thể cười đến cuối cùng. Cái này có thể cười đến cuối cùng người, có lẽ là ngươi, có lẽ là ta. Ai lại có thể nói rõ được sở? Thần toán tử ngạo nghễ nói. Mọi loại đều từ phía trên định, nửa điểm không do người ý. Tiêu Phàm mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Đừng bảo là thần toán tử, ngay tại nội tâm của hắn chỗ sâu, không phải là không tồn ảo tưởng như vậy. Cái này trong cõi u minh một tia thiên ý, cuối cùng chiếu cố tại ai, hiện tại thật đúng là khó mà nói. Có lẽ tất cả mọi người chỉ là toi công bận rộn một trận. Trừ Tiêu Phàm. Hai tháng này ở giữa rất bận rộn còn có một người, dĩ nhiên chính là Hoàng Đường. Tại một chỗ khác mật thất, Hoàng Đường cùng Hắc Lân cùng một chỗ, một lần nữa lại đem vảy rồng giáp luyện chế một lần. Lần này, lại là đem mắt đỏ cánh cá mập vật liệu thêm vào. Mắt đỏ cánh cá mập cũng là trong biển yêu thú, cùng luyện chế vảy rồng giáp vật liệu đồng nguyên, sẽ không khiến cho vảy rồng giáp bài xích, càng sẽ không suy yếu giáp trụ uy lực. Mắt đỏ cánh cá mập kia lần tránh pháp thuật công kích cường đại thiên phú. Đối với một kiện giáp trụ đến nói, tự nhiên cực kỳ chân quý. Luyện chế lại một lần vảy rồng giáp bên ngoài, Hoàng Đường còn vì chính mình cùng Hắc Lân luyện chế của mình một mặt hộ thể tấm thuẫn, cũng là lấy mắt đỏ cánh cá mập vây ngực chế tạo thành. Một lần kia Tiêu Phàm đại khai sát giới, tế lên vảy rồng kiếm trận, diệt sát mắt đỏ cánh cá mập coi là thật không phải số ít, vật liệu 10 điểm sung túc. Hai tháng về sau, tầm bảo đoàn, một nhóm 10 người, tại Hắc Uyên chỗ sâu một chỗ trong động phủ tề tựu. Chỗ này động phủ, vẫn như cũ còn tại Hắc Uyên phạm vi bên trong, xâm nhập Bắc Minh biển cả mấy ngàn trượng đáy biển, lại cùng bên ngoài kia màu xám đen hoàn toàn tĩnh mịch bộ dáng khác hẳn hoàn toàn, cảnh xuân tươi đẹp, phồn hoa như gấm,
địa mạch linh khí cực kỳ nồng đậm, mặc dù còn không thể cùng thần toán tử lúc trước động phủ tướng so sánh với tại bọn hắn trên đất bằng động phủ, lại cũng không kém bao nhiêu. Không hề nghi ngờ, đại lãnh chúa vì thế di thực một chỗ linh nhãn, lúc này mới có như thế nồng đậm địa mạch linh khí tràn ngập trong đó. Bất quá Tiêu Phàm chú ý lại không phải cái này, để hắn giật mình là, động phủ này vậy mà cũng là một không gian riêng biệt, cùng Hắc Uyên chi địa kỳ thật cũng không phải là cùng nhau. Mà là trải qua đặc biệt luyện chế về sau, khảm nạm tại Hắc Uyên chi địa một góc. Đã cùng Hắc Uyên hòa làm một thể, lại tương đối độc lập. Nhưng cảm nhận được không gian áp lực, lại cùng Hắc Uyên chi địa là đồng dạng. Loại tình hình này, giống như là trong phi thuyền vũ trụ khoang cứu thương, lúc cần thiết, chỗ này không gian độc lập có thể tùy thời cùng Hắc Uyên chi địa tách rời. Như thế thần hồ kỳ kỹ, dù coi như là tinh nhiên không gian thần thông không thiếu niên Tiêu Phàm, cũng cảm thấy khâm phục, nhận không nhỏ dẫn dắt. Mắt thấy Tiêu Phàm thỉnh thoảng đánh giá động phủ bốn phía, tự mình bồi cùng bọn hắn tiến vào nơi đây váy lục thiếu phụ Thúy phu nhân mỉm cười hỏi, thế nào, Tiêu đạo hữu đối không gian chi đạo cũng 10 điểm tinh thông a? Tiêu Phàm khom người một chút, nói chỉ là hơi có đọc lướt qua mà thôi, tinh thông không dám nhận. Thúy phu nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, tha có thâm ý nhìn hắn một cái, nói Tiêu đạo hữu không khỏi quá khiêm tốn, có thể phát hiện cái này song trọng không gian bí mật, đạo hữu tại không gian chi đạo bên trên tạo nghệ, coi là thật vượt qua thiếp thân ngoài ý liệu, đâu chỉ là hơi có đọc lướt qua mà thôi. Âu Dương đại trưởng lão mời đạo hữu gia nhập, quả nhiên là lớn có đạo lý. Tiêu Phàm cười cười, cũng không cãi lại, cùng đám này siêu cấp ngưu nhân cùng một chỗ, quá trương dương cố nhiên là tự tìm phiền toái, nhưng quá vô danh khiêm tốn, nhưng cũng không khỏi bị khinh thường. Chương 1195, Kháng Long hữu hối. Không gian độc lập một cái trong mật thất, Hỗn Nguyên thượng nhân, Thúy phu nhân, Thổ Ma Ngẫu, Âu Dương Minh Nguyệt, Tiêu Phàm dựa theo kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành phương vị, hoặc ngồi hoặc đứng. Đại lãnh chúa bọn người thì đứng tại mật thất một bên, mỗi người đều bình tức tĩnh khí, không kêu một tiếng. Đây là hai tháng qua, ngũ hành thần toán lần đầu hội tụ vào một chỗ. Bước kế tiếp nên như thế nào hành động, còn phải nhìn ngũ hành thần toán bói toán thôi diễn kết quả. Bây giờ hội tụ tại cái này tiểu tiểu trong mật thất, mặc dù không thể xưng là Nam Châu Đại Lục mạnh nhất chiến lực, lại nhất định là Nam Châu Đại Lục cao minh nhất thuật tính đại sư, trừ Tiêu Phàm bên ngoài, mỗi một vị đều nổi tiếng lâu đời. Mà vô cực môn bói toán mệnh lý chi thuật, càng là nổi tiếng thiên hạ, không chút nào tại hạo nhiên chính khí hiển hách thanh danh phía dưới. Âu Dương Minh Nguyệt vẫn như cũ khoanh chân ngồi ngay ngắn, tay trái bấm quyết, trong tay phải nắm lấy hai mảnh trắng noãn trúc quẻ, miệng lẩm bẩm, gương mặt xinh đẹp bên trên bảo quang lưu chuyển, một cỗ nhàn nhạt uy áp chi khí thấu thể mà ra, tại nàng quanh người hình thành một cái kết giới. Cỗ uy áp này chi khí cũng không bá đạo, lại làm cho phía sau vây xem năm vị đại tu sĩ cũng hơi nhíu mày. Sau một lát, Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ nhàng đem trúc quẻ ném xuống. Hỗn Nguyên thượng nhân hay là chân đạp thất tinh phương vị, khẽ vuốt râu dài, chậm rãi dạo bước, tay trái chắp sau lưng, ngón cái nhanh chóng tại ngón trỏ ngón giữa ngón áp út đốt ngón tay bên trên qua lại di động, ngẫu nhiên cũng ngẩng đầu nhìn một chút, lại không người nào biết hắn đến cùng đang nhìn cái gì đồ vật, có lẽ căn bản hắn liền cái gì đều không nhìn, chỉ là như vậy một cái theo thói quen động tác mà thôi. Không lâu, Hỗn Nguyên thượng nhân đỉnh đầu liền dâng lên từng sợi sương mù màu trắng. Tiêu Phàm đầu ngồi ở trung ương mậu thổ chi vị, lấy ra 50 đầu thái hạo thần thi. Váy lục thiếu phụ Thúy phu nhân cổ tay trắng lật một cái, tinh xảo tuyết trắng trong lòng bàn tay, cây kia xanh biếc cây giống lần nữa hiển hiện, đón gió lớn lên, rất nhanh liền hóa thân thành một gốc cây khổng lồ hoa thụ. Đem Thúy phu nhân toàn bộ bao phủ trong đó, cánh hoa rơi xuống như mưa, Thúy phu nhân thân ảnh, dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ, như ẩn như hiện. Một cỗ tinh thuần ất mộc linh khí, không ngừng hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Nhưng chân chính làm người ta chú ý nhất, tự nhiên hay là thần toán tử phụ thể Thổ Ma Ngẫu. Thổ Ma Ngẫu bên ngoài đồng hồ dù nhưng đã trở nên càng tiếp cận nhân loại bình thường, nhưng cuối cùng vẫn là một bộ ma ngẫu, cùng bốn vị khác tiên phong đạo cốt cao nhân đắc đạo bộ dáng, khác biệt quá nhiều, hoàn toàn không hài hòa. Hết lần này tới lần khác cái này ma ngẫu thổ hoàng sắc, làn da, phía trên. Thế mà nhộn nhạo lên từng vòng sóng nước, thậm chí còn vang lên, ào ào, tiếng nước chảy. Thổ Ma Ngẫu thô to trong lòng bàn tay, có hào quang màu vàng lóe lên, nhìn kỹ lại là ba cái vàng cam cam đồng tiền. Loại này đồng tiền, tại tu chân giới là khẳng định không dùng được, chỉ có phàm tục thế giới mới có. Bây giờ lại xuất hiện tại Thổ Ma Ngẫu trong tay, năm vị bói toán đại sự đồng thời xuất thủ, tiểu tiểu trong mật thất. Lại yên tĩnh dị thường. Cũng không có gây nên thiên địa nguyên khí phẫn nộ,
cùng trước đây bói toán thời điểm, thiên địa nguyên khí lăn lộn phun trào kịch liệt tràng cảnh. Hoàn toàn khác biệt, tinh tế tưởng tượng, hẳn là cũng cùng nơi đây cường đại không gian cấm chế có quan hệ. Ước chừng một canh giờ trôi qua, Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ nhàng đem hai mảnh trúc quẻ thu vào, thể nội lộ ra uy áp chi khí cũng hoàn toàn thu liếm, hai mắt khép hờ, trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Tựa hồ bói toán kết quả, làm nàng có chút ngoài ý muốn. Phương Bắc, chấm ngoặc kép, thật lâu, Âu Dương Minh Nguyệt miệng bên trong mới nhẹ nhàng phun ra dạng này hai chữ. Tại Kim Châu Thành, ba người bọn hắn lần thứ nhất bói toán thời điểm, Âu Dương Minh Nguyệt cho ra kết quả cũng là, Phương Bắc, ai biết được cái này cực bắc chi địa, đều đã xâm nhập Bắc Minh biển cả không biết mấy triệu bên trong, quẻ tượng nhắc nhở, vẫn như cũ là chỉ hướng Phương Bắc. Hỗn Nguyên Thượng Nhân giờ phút này cũng dừng bước. Vừa nghe đến Âu Dương Minh Nguyệt miệng bên trong nói ra hai chữ này, cũng không khỏi sững sờ, thần sắc trên mặt đồng dạng cực kỳ cổ quái, chốc lát, mới cười khổ một tiếng, nói, hay là lũ lụt. Chấm ngoặc kép, thế mà cũng cùng hắn tại Kim Châu Thành lần kia bói toán kết quả giống nhau như đúc. Tiêu Phàm còn tại lên quẻ, 49 mai thái hạo thần thi tại hai tay của hắn ở giữa, nhiều lần giao thế, đổi tới đổi lui. Quẻ tượng còn không hoàn toàn, dập dờn tại thổ ma ngẫu màu vàng. Làn da, mặt ngoài kia từng vòng óng ánh gợn sóng, cũng dần dần trở thành nhạt, thổ ma ngẫu thân hình hiển hiện ra, to lớn trong lòng bàn tay, ba cái nho nhỏ đồng tiền thành bất quy tắc, phẩm, hình chữ sắp xếp. Kỳ quái, có sát phạt chi khí. Chấm ngoặc kép, lập tức, thổ ma ngẫu há mồm nói, thanh âm, ong ong, cực kỳ ngột ngạt. Cùng thổ ma ngẫu cùng một chỗ lâu như vậy, đây là Tiêu Phàm lần đầu nghe tới thổ ma ngẫu mở miệng nói chuyện, có thể khẳng định, đây là thổ ma ngẫu thanh âm. Cùng hắn lúc trước nghe được thần toán tử thanh âm hoàn toàn khác biệt. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết dạng này quẻ tượng gợi ý, đến cùng chỉ hướng phương nào. Lại qua một chén trà quang cảnh, Thúy phu nhân bên kia tán phát tinh thuần mộc linh khí cũng một chút xíu thu liễm trở về, biển hoa cũng biến thành mỏng manh, Thúy phu nhân thân hình, dần dần nổi lên, mọi người thấy rõ ràng, váy lục thiếu phụ trơn bóng trên trán, sớm đã che kín mồ hôi mịn, thậm chí ngay cả khí tức đều thoảng qua yếu một phân, đủ thấy lần này bói toán hao phí tinh lực rất nhiều. Thúy phu nhân thở phào một hơi, hai mắt mở ra, nhẹ nói, vòng đi vòng lại. Chấm ngoặc kép, mọi người lần nữa hai mặt nhìn nhau, càng không rõ ràng cho nên. Dạng này quẻ tượng chỉ dẫn, thật đúng là huyễn hoặc khó hiểu a. Lúc này, chỉ có Tiêu Phàm còn tại thôi diễn, tất cả ánh mắt đều tụ tập trên mặt của hắn. Tiêu Phàm không chậm không nhanh, tiếp tục loay hoay trong tay thi cỏ. Sốt cục, cuối cùng một hào bói toán ra. Nhìn qua cái kia quẻ tượng, Âu Dương Minh Nguyệt cùng Hỗn Nguyên Thượng Nhân liếc nhau, lần nữa hiện ra nét mặt cổ quái. Càn bên trên càn lên, quẻ càn, thế mà cùng ban đầu ở Kim Châu Thành bói toán thời điểm, đạt được quẻ tượng kết quả giống nhau như đúc. Ba người bọn hắn đều chiếm được đồng dạng quẻ tượng gợi ý. Chẳng lẽ, lúc trước Âu Dương Minh Nguyệt đối quẻ tượng cuối cùng thôi diễn là sai lầm, quẻ tượng cũng không phải là chỉ dẫn bọn hắn đến đây Hắc Huyên Chi Địa tìm kiếm thần toán tử, mà là có ám chỉ gì khác. Nhưng mà, quả thật như thế, vậy cái này giống nhau như đúc quẻ tượng, lại nên như thế nào lý giải? Đến cùng có gì chỉ dẫn? Cùng Thúy phu nhân cùng thần toán tử cho ra quẻ tượng, thì sao hòa làm một thể để giải thích? Sở dĩ tập hợp đủ ngũ hành thần toán, vì chính là bói toán kết quả càng thêm tinh chuẩn, đạt được càng thêm chính xác chỉ dẫn. Bây giờ tựa hồ ngược lại làm cho người càng thêm hồ đồ. Địa đồ cũng chỉ có nửa bức, nếu như quẻ tượng kết quả hay là không có đầu mối lời nói. Vậy cái này, tầm bảo hành động, bước kế tiếp, căn bản liền không có cách nào triển khai. Tiêu Phàm song mi nhíu chặt, nhìn chằm chằm cái kia quẻ càn, thật lâu, mới nhẹ nói, thượng cửu, kháng long hữu hối. Chấm ngoặc kép, Huệ Thiên Hào thực tế nhịn không được, hỏi, vậy cái này quẻ tượng rốt cuộc là ý gì? Bốn vị khác, đều là hậu kỳ đại tu sĩ, thần toán tử tình hình mặc dù đặc thù, nhưng thực chất bên trong cũng là đại tu sĩ, đối mấy vị này, Huệ Thiên Hào ngược lại cũng không tốt đắc tội. Duy chỉ có Tiêu Phàm là hậu sinh vãn bối, Huệ Thiên Hào đối hắn nói chuyện cũng không phải là khách khí như vậy. Tiêu Phàm liếc mắt nhìn hắn, không thèm để ý, lập tức chuyển hướng Thiên Diệu Tiên Tử, hỏi, Thanh Nhu, các ngươi lần trước tìm tới địa đồ chỗ, là ở phương hướng nào? Thiên Diệu Tiên Tử thoảng qua sững sờ, đáp phương Bắc. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, nói, vậy liền đúng rồi. Lần này quẻ tượng cùng lần trước quẻ tượng chỉ dẫn, không phải một chỗ. Lần trước quẻ tượng chỉ dẫn. Đúng là Hắc Huyên, lần này, lại là chân trời. Kháng long hữu hối, cô cao tại thượng, đã đến cuối cùng, lại cũng không có chỗ có thể đi. Âu Dương Minh Nguyệt hai mắt sáng lên, nhìn bên kia Thúy phu nhân một chút, nói, vòng đi vòng lại,
điểm cuối cùng chính là nơi cấm địa này, vốn là có cá biệt tên, gọi thiên chi cuối cùng. Đến lúc này, mấy cái quẻ tượng chỉ dẫn ngược lại là có thể nối liền nhau. Một lần kia, Huệ Thiên Hào, Thiên Diệu Tiên Tử bọn người tầm bảo, chính là tại Bắc Minh Biển cả chỗ sâu cấm địa phụ cận tìm tới kia vài miếng bảo tàng ngọc bài. Hắc Huyên mặc dù cũng đã đến Bắc Minh Biển cả chỗ sâu, tính được là cực Bắc chi địa, nhưng cùng nơi cấm địa này tương đối mà nói, nhưng như cũ xem như tại phương Nam. Trong truyền thuyết, nơi cấm địa này mới thật sự là cực Bắc điểm, là toàn bộ Nam Châu Đại Lục cực Bắc, vì vậy xưng là chân trời. Phương Bắc, lũ lụt, thiên chi cuối cùng, vòng đi vòng lại, điểm cuối cùng chính là. Quẻ tượng rõ ràng chỉ hướng bọn hắn đã từng đi qua cấm địa biên giới, có lẽ lần này, bọn hắn còn muốn càng xâm nhập thêm, thẳng tới cấm địa chỗ sâu, mới có thể có phát hiện mới. Chỉ là, thần toán tử đạt được, sát phạt chi khí, quẻ tượng kết quả, nhưng lại là loại nào gợi ý. Đã đạt được dạng này bói toán kết quả, vậy liền tuyệt không có khả năng là không có chút nào căn cứ. Nếu như là bình thường thuật sư lên quẻ, cũng là thôi, không đủ để tin. Nhưng thần toán tử ứng linh trạch, tuyệt đối cùng những cái kia bình thường thuật sư hoàn toàn khác biệt. Vị này, thế nhưng là danh xưng phương Bắc đại địa bói toán thứ nhất. Thần toán tử chi danh, há lại hạnh gây nên. Lại nói, quẻ tượng nếu như biểu hiện kết quả khác, còn có thể coi nhẹ, hết lần này tới lần khác nhưng lại là làm người gan chiến tâm kinh, sát phạt chi khí, nếu là không làm rõ ràng. Lỗ mãng hướng phía trước sông, đến lúc đó làm sao náo ra đại phiền toái cũng không biết. Âu Dương Minh Nguyệt nhìn về phía thần toán tử, khẽ hé môi son, nói, đáp bạn, có thể hay không còn có cái khác gợi ý. Thổ ma ngẫu mặt không biểu tình, chỉ có hai mắt vị trí hồng mang lấp lánh, biểu hiện thần toán tử nguyên thần chính đang cật lực suy tư, chốc lát, mới có hơi không lớn xác định nói, tựa hồ cùng quỷ vật có quan hệ, nhưng quẻ tượng chỉ dẫn rất mơ hồ, không thể 10 điểm xác định. Chấm ngoặc kép. Thuật tính thôi diễn, có mức cực hạn, tuyệt không giống truyền ngôn bên trong như thế thần hồ kỳ thần, quẻ tượng chỉ dẫn kết quả có đôi khi cực kỳ mơ hồ, giải thích như thế nào đọc, thật sự chính là rất khảo nghiệm thuật sư tiêu chuẩn. Thuật sư cao minh hay không, không hề chỉ xem ngươi thuật bói toán, càng quan trọng chính là đối quẻ tượng kết quả chính xác giải đọc. Nhưng quá mơ hồ quẻ tượng, vô luận thuật sư tiêu chuẩn cao bao nhiêu, cũng vô pháp 100% xác định được. Ngay cả thần toán tử đều không ngoại lệ. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi chân trời đi một chuyến. Tả hữu là tại Bắc Minh trong biển rộng, cũng không sợ đi đường. Âu Dương Minh Nguyệt chưa làm ra quyết định, đại lãnh chúa Càng Triển đã cao giọng nói. Về phần sát phạt chi khí, đại lãnh chúa là thật không để trong lòng. Tu vi đến hắn dạng này cảnh giới, bình thường đến nói, chỉ có hắn đi, sát phạt, người khác, cái kia có người khác đến, sát phạt, đạo lý của hắn. Huống chi, bọn hắn cái này, tầm bảo đoàn, đội hình là như thế xa hoa. Chiến lực là như thế cường hãn. Bọn hắn không đi giết phạt người khác nên cảm ơn trời đất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1196, sát phạt chi khí. Từ Hắc Huyên chi địa đi thiên chi cuối cùng, nếu như đi đường tắt lời nói, phải xuyên qua toàn bộ ma quỷ biển. Đây là đã biết Bắc Minh biển cả trong thủy vực hung hiểm nhất một chỗ hải vực. Tiêu Phàm bọn hắn đến đây Hắc Huyên thời điểm. Bất quá là trải qua ma quỷ biển biên giới, hơn nữa còn bởi vì biển cả chiều quan hệ, tuyệt đại bộ phân cao giai động vật biển đều trốn ở nhà mình trong động phủ, không dám ló đầu, như trước vẫn là tao ngộ hai nhóm cường hãn động vật biển, trải qua khổ chiến mới lấy thoát thân. Bây giờ phải xuyên qua toàn bộ ma quỷ biển, nó gian nguy có thể nghĩ. Lần trước Thiên Diệu Tiên Tử cùng Huệ Thiên Hào bọn người tầm bảo, tiến về chân trời khu vực biên giới, đi là một con đường khác kính, vòng qua ma quỷ biển. Một lần kia, bọn hắn mặc dù có 3 tên hậu kỳ đại tu sĩ cùng 5 tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ liên thủ, cũng không dám xông loạn ma quỷ biển. Dưới mắt có 9 tên đại tu sĩ đồng hành, lực lượng lại phải cường đại hơn nhiều. Nhưng muốn hay không xuyên qua ma quỷ biển, như trước vẫn là có phần phí suy nghĩ. Ánh mắt mọi người đều tụ tập đến đại lãnh chúa trên mặt, ở đây, hắn mới là địa chủ, không có người so hắn càng thêm quen thuộc Bắc Minh biển cả chỗ sâu tình hình. Đại lãnh chúa cũng việc nhân đức không nhường ai. Trầm ngâm nói, có một đầu đường tắt, có thể rút ngắn một nửa lộ trình. Cái gì đường tắt? Hỗn Nguyên Thượng Nhân hỏi. Không gian thông đạo, đầu này không gian đồng đạo là cùng Hắc Huyên liền cùng một chỗ, nhiều năm trước tới nay, 10 điểm ổn định. Đương nhiên, cũng không phải ai nghĩ tiến vào liền có thể vào, cần đặc chế hộ thân phù. Loại này hộ thân phù, càng nào đó trong tay còn có chút. Chỉ bất quá, đầu này không gian thông đạo bên kia, vừa lúc đang ma quỷ biển vùng đất trung ương. Cũng là cao giai động vật biển tập trung nhất chỗ.
Một khi chọc tổ ong vò vẽ lời nói, sẽ khá là phiền toái. Đại lãnh chúa nồng đậm song mi có chút nhau. Chớ nhìn bọn họ có 9 tên đại tu sĩ đồng hành, nếu thật là tại ma quỷ biển khu vực trung tâm chọc tổ ong vò vẽ, nhưng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Mấy người cũng cau mày lên. Mang trưởng quỹ mỉm cười nói, đại lãnh chúa là Bắc Hải Chi Hùng, nghĩ đến tất nhiên sẽ có vẹn toàn đôi bên biện pháp tốt. Càng Triển đã mở miệng nói ra đầu này đường tắt, vậy liền khẳng định có đối sách tương ứng, tổng không đến mức để đoàn người bốc lên quá lớn phong hiểm. Bằng không mà nói, còn không bằng đường vòng, mặc dù biết trì hoãn mấy tháng thậm chí thời gian mấy năm, nhưng đối với bọn hắn dạng này tu sĩ cấp cao mà nói, thời gian mấy năm. Trong chớp mắt, cũng không coi là bao nhiêu gian nan. Đại lãnh chúa cười cười, nói, mang đạo hữu quá khen, thù không dám nhận. Biện pháp ngược lại là có một cái, bất quá chỉ là quá ủy khuất các vị đạo hữu. Âu Dương Minh Nguyệt từ tốn nói, đại lãnh chúa là muốn chúng ta giả trang động vật biển a. Đại lãnh chúa cười nói, đại trưởng lão coi là thật cơ trí vô song. Giả trang động vật biển còn không đến mức, chỉ là muốn giả mạo một chút động vật biển khí tức. Mặc dù muốn gạt qua tất cả động vật biển, có chút không dễ. Nhưng cũng có thể né tránh tuyệt đại bộ phân động vật biển điều tra, tương đối mà nói, phong hiểm liền thì nhỏ hơn nhiều. Chỉ bất quá các vị đạo hữu đều là uy chấn một phương hào kiệt, làm như vậy không khỏi yếu thế tại người. Để một đám xưng tôn xưng tổ trên lục địa bá chủ đi giả mạo trong mắt bọn hắn thấp kém dã man động vật biển, xác thực ủy khuất. Như thế rất tốt, Âu Dương Minh Nguyệt trả lời chắc chắn đơn giản trực tiếp. Cùng cái gọi là mặt mũi tương đối mà nói. Hay là trường sinh bất lão càng làm cho người ta coi trọng. Mặc kệ tu vi cao bao nhiêu nữ nhân, quan trọng trước mắt luôn luôn rất thiết thực. Hai tên thủ lĩnh thống nhất ý kiến, những người khác lại càng không có dị nghị. Mấy canh giờ về sau, ma quỷ biển khu vực trung tâm. Vạn trượng đáy biển chỗ sâu, dãy núi vây quanh bên trong. Một đạo bạch sắc quang mang, bỗng nhiên từ một mảnh đen kịt đáy biển lộ ra, cực kỳ sáng tỏ, còn mang theo mấy phân cuồng bạo chi khí. Cùng lúc đó, từng đợt không gian ba động hướng bốn phía dập dờn lái đi. Nguyên bản tại phụ cận du động kiếm ăn rất nhiều hải ngư động vật biển, lập tức chạy tứ tán. Động tác hơi chậm một chút, nhao nhao bị không gian ba động quấy đi vào, nháy mắt liền bị xé thành mảnh nhỏ, hài cốt không còn. Sau một lát, hào quang màu nhũ bạch dần dần tiêu tán, từ đó phiêu ra 10 đạo nhân ảnh. 7 nam tam nữ, Tiêu Phàm vốn là muốn đem thổ ma ngẫu thu nhập trong không gian giới chỉ, dạng này an toàn một chút. Vô luận như thế nào, đây là đang mấy ngàn thậm chí hơn 10.000 trượng sâu đáy biển, thổ ma ngẫu cũng không hiểu phải thủy độn thuật. Nhưng thần toán tử không chút khách khí liền cự tuyệt hắn, hảo ý. Thổ ma ngẫu thể nội chỉ có 2 hồn 5 phách, vô tri vô biết, ngày bình thường ẩn thân tại bức sức nhân tạo không gian bên trong, đương nhiên không có gì. Nhưng mà để hắn thần toán tử nguyên thần cũng cả ngày buồn bực tại loại địa phương kia, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Tiêu Phàm cũng tịnh chưa kiên trì. Thổ ma ngẫu mặc dù không hiểu được thủy độn thuật, thần toán tử tu luyện lại là chính tông nhất thủy thuộc tính thần thông. Đã dưới mắt cỗ này ma ngẫu đã cấp cho hắn tạm thời cư trú, vậy liền lấy ý kiến của hắn làm chủ. Chân chính để Tiêu Phàm cảm thấy mới lạ hắn mới vừa từ bên trong đi ra đầu kia không gian thông đạo. Lấy Tiêu Phàm tại không gian thần thông bên trên tạo nghệ, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra được, cái này kỳ thật không phải một đầu hoàn chỉnh không gian thông đạo, mà là một đoạn nhỏ. Nói cách khác, đây vốn là một đầu thật dài không gian thông đạo ở giữa cực ít một bộ phân, không biết nguyên nhân gì, vậy mà cơ bản hoàn hảo không chút tổn hại bảo tồn lại. Trong đó đến cùng có người hay không vì nhân tố, tạm thời không được biết. Chỉ bất quá, lối ra ngay tại ma quỷ biển khu vực trung tâm, cái này một đoạn nhỏ không gian thông đạo chân chính giá trị, cơ bản là không. Nếu như bọn hắn không phải muốn từ Hắc Uyên chạy tới chân trời, căn bản liền sẽ không sử dụng đầu này không gian thông đạo. Mà chân trời chính là thượng cổ vòng cấm, không gian cấm chế rất nhiều, tràn ngập nguy hiểm, không có việc gì ai sẽ hướng nơi đó chạy loạn. Vừa từ không gian thông đạo bên trong ra, đại lãnh chúa ống tay áo lắp một cái, thả ra một đầu đen nhánh tàu cao tốc, đầu này tàu cao tốc rõ ràng là lấy một loại nào đó động vật biển vật liệu luyện chế mà thành, tản mát ra cực kỳ mãnh liệt động vật biển khí tức, mà lại linh áp ba động cường đại dị thường, cơ hồ cùng hóa hình hậu kỳ động vật biển khí tức tương đương. Tự nhiên đây là đại lãnh chúa thi triển nào đó loại thần thông, mới khiến cho đầu này trong nước tàu cao tốc khí tức cảm giác bên trên kinh khủng như vậy. Dù coi như là tại ma quỷ biển, hóa hình hậu kỳ động vật biển cũng đã là đỉnh phong tồn tại, bình thường động vật biển, chỉ cần cảm ứng được cái này cỗ khí tức kinh khủng, lập tức liền sẽ bỏ trốn mất dạng, chính là cùng giai hậu kỳ động vật biển, cũng sẽ chú ý cẩn thận, không dễ dàng lên hấn.
Thân là Hắc Huyền đại lãnh chúa, cần thường xuyên đến hướng tại Bắc Minh đại địa, một đầu dạng này tàu cao tốc, ngược lại là phi thường áp dụng. Màu đen tàu cao tốc không lớn, nhưng dung nạp 10 cái người vẫn là thướt tha có dư, thậm chí còn có thể để cho mỗi người đều có một gian nho nhỏ mật thất, đà tọa nghỉ ngơi. Thẹn vì địa chủ, đại lãnh chúa liền tự động tự giác gánh vác điều khiển tàu cao tốc trách nhiệm. Trừ bọn hắn Hắc Huyền ba vị lãnh chúa, những người khác đối ma quỷ biển địa hình cũng chưa quen thuộc. Đầu này, vàng thau lẫn lộn, kế sách, hiệu quả thực tế ngoài dự liệu tốt, tàu cao tốc ở trong nước biển cực tốc phi đột, trên đường đi vậy mà không có gặp đến bất cứ phiền phức gì, những nơi đi qua, không nhìn thấy bao nhiêu cao giai động vật biển. Đại bộ phận phân động vật biển đang tàu cao tốc đến trước khi đến, cảm ứng được tàu cao tốc khí tức, đã sớm lui tránh xa. Chỉ có cực thiểu số không kịp tránh đi quá xa động vật biển. Đại lãnh chúa mấy người cũng làm như không thấy, chợt lóe lên, tuyệt không phức tạp đuổi theo giết bọn chúng. Cao giai động vật biển vật liệu cố nhiên chân quý, một chuyến này 10 người lại có ai sẽ bởi vì nhỏ mất lớn. Tiêu Phàm đã từng hỏi thăm qua, vì cái gì không trực tiếp từ không trung phi độn. Ma quỷ biển trong biển hung thú tung hoành, không trung hẳn là tương đối an toàn chút. Đại lãnh chúa nói cho hắn, ma quỷ biển sở dĩ là Bắc Minh biển cả hung hiểm nhất thủy vực, không chỉ ở chỗ trong biển hung thú rất nhiều. Càng quan trọng chính là, ma quỷ biển là biển cả chiều nơi phát nguyên một trong, có đôi khi sẽ không hề có điểm báo trước, liền bộc phát to lớn hải triều. Một khi bị hải triều cuốn vào, hạ tràng như thế nào, có thể nghĩ. Tiêu Phàm thế nhưng là tận mắt chứng kiến quá đại hải triều uy lực. Sau một tháng, màu đen tàu cao tốc bỗng nhiên từ đáy biển phóng lên tận trời, bắn thẳng đến Vân Tiêu, mang theo vô tận bọt nước. Nơi này đã rời đi ma quỷ biển phạm vi, đến tương đối an toàn khu vực. Tàu cao tốc ở trong biển tốc độ bay dù nhanh, đến cùng còn là không bằng mọi người ở trên không trung phi độn tốc độ. Mà lại tại đáy biển chỗ sâu, gặp được cao giai động vật biển tỷ lệ hay là phải lớn hơn nhiều. Bắc Minh biển cả không trung cứ việc cũng không ít hung cầm, so ra mà nói, hay là so đáy biển yếu lược micro ampe toàn chút. Đại lãnh chúa thu tàu cao tốc, mọi người riêng phần mình điều khiển độn quang hướng về phía trước. Mắt thấy Tiêu Phàm không tốn sức chút nào. Liền cùng 9 tên đại tu sĩ sóng vai mà đi, đại lãnh chúa âm thầm kinh ngạc. Tiêu Phàm vừa mới đặt chân nguyên anh trung kỳ cảnh giới không bao lâu, điểm này là nhất định không thể nghi ngờ, đại lãnh chúa tin tưởng con mắt của mình sẽ không nhìn lầm, mà lại cực kỳ trẻ tuổi, xa so cùng giai tu sĩ muốn trẻ tuổi hơn nhiều. Đại lãnh chúa mặc dù không rõ ràng Tiêu Phàm cụ thể tuổi tác, nhưng cũng có thể nhìn ra được, dù coi như cùng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ so ra, Tiêu Phàm cũng vẫn như cũ tính được là phi thường trẻ tuổi. Hết lần này tới lần khác cái này cái trẻ tuổi hậu sinh, pháp lực lại là như thế hùng hậu, loại này không chút nào thấp hơn đại tu sĩ tốc độ bay, đã đủ kinh người. Xem ra Âu Dương Minh Nguyệt tận lực tại tầm bảo trong đội ngũ gia nhập như thế một vị, ngây ngô, trung kỳ tu sĩ, tuyệt đối không phải thẳng thắn mà vì. Một nhóm 10 người ở trên không phi đột, lẫn nhau ở giữa cũng không thế nào trò chuyện, chỉ lo cắm đầu đi đường, quả nhiên là nhanh như điện chớp, nhanh làm cho người khác lóa mắt. Bỗng nhiên ở giữa. Đi đầu dẫn đường đại lãnh chúa bỗng nhiên đè lại độn quang, thân hình cao lớn bỗng nhiên tại không trung dừng lại. Hơn 9 người người cũng đồng loạt đè lại độn quang. Không có người hỏi thăm vì cái gì, bởi vì bọn hắn đều cảm ứng được kia cỗ rất không tầm thường khí tức. Quá cường đại đến ngay cả bọn hắn như thế một đám tu sĩ cấp cao đều có chút không rét mà run. Dạng này áp lực kinh khủng, không phải một người hoặc là một đầu động vật biển có thể tạo thành, mà là một chi quân đội. Một chi cường đại quân đội. Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, tại cái này Bắc Minh biển cả chỗ sâu, sắp tiếp cận thiên chi cuối thượng cổ cấm địa, làm sao có thể xuất hiện một chi cường đại quân đội. Nhưng mà, mọi người cũng không nghi ngờ là cảm ứng của mình phạm sai lầm. Thân là hậu kỳ đại tu sĩ, thân kinh bách chiến, dạng này cảm ứng, sao có thể phạm sai lầm. Ngay sau đó, bọn hắn liền thấy kia nhánh quân đội. Xa xa chân trời, một đạo hắc tuyến bỗng nhiên xuất hiện, kéo dài mấy trăm bên trong rộng. Đây không phải chi quân đội này thọc sâu, mà là chính diện độ rộng. Một chi xếp hàng đi tiến vào, chính diện độ rộng đạt tới số dài trăm dặm quân đội, tổng số chí ít cũng tại 10 triệu trở lên, thậm chí mấy ngàn vạn chi chúng cũng rất bình thường. Trong nháy mắt, đạo này hắc tuyến liền trở nên rõ ràng rất nhiều, một cỗ ma khí, phóng lên tận trời. Sát phạt chi khí, chấm ngoặc kép, đứng tại Tiêu Phàm bên người thổ ma ngẫu, buồn buồn nói một câu như vậy. Ngũ hành bói toán. Ngược lại là thần toán tử thôi diễn kết quả cái thứ nhất hiện ra tại trước mắt mọi người, biến thành sống sờ sờ sự thật. Chương 1197, khởi động lại giao diện đại chiến.
Một ngựa đi đầu đại lãnh chúa không nói hai lời, dưới chân độn quang cùng một chỗ, trực tiếp phía bên phải nghiêng bay đi lên, tất cả mọi người theo sát phía sau, không bao lâu liền bay đến cực cao trên trời cao, cương phong lẫm liệt, phá mặt như đao. Thậm chí ngay cả Tiêu Phàm đều cảm thấy đến hô hấp không thông suốt. Tu sĩ mặc dù đều sẽ ngự khí hoặc là giá vân phi độn, nhưng phi hành cao độ cũng có nhất định hạn chế. Như là thủy độn, tu luyện thủy độn thuật càng cao minh hơn, pháp lực càng đục dày, liền có thể lặn xuống nước càng sâu. Bây giờ bọn hắn đã đi tới tầng cương phong, tu sĩ tầm thường, quả quyết bay không được cao như vậy. Phía trước đến nếu là một chi quân đội, như vậy không hề nghi ngờ, chủ yếu vẫn là lấy trung đê giai tu sĩ làm chủ, tu sĩ cấp cao khẳng định là số ít. Nếu như thế, phi hành cao độ liền không khả năng quá cao. Bọn hắn kịp thời trốn đến tầng cương phong, lại rời xa quân đội phải qua đường, chỉ cần không có tu sĩ cấp cao tận lực đến cao như thế tầng cương phong đến điều tra, cũng là không ngờ sẽ bị người phát hiện. Mặc dù như thế, đại lãnh chúa tốt hơn theo để tay ra mấy cái che đậy khí tức kết giới. Vạn nhất chi quân đội này bên trong có thần niệm chi lực đặc biệt cường đại cao nhân, mấy cái này kết giới, liền có thể hữu hiệu ngăn cản thần niệm điều tra. Mà lại, căn cứ kinh nghiệm để phán đoán, số lượng như thế đông đảo một nhánh đại quân, trong đó nhất định có số lượng không ít tu sĩ cấp cao. Nếu không, căn bản là thống ngự không được khổng lồ như vậy một chi quân đội. Thậm chí, trong đó còn có ngộ linh kỳ cao nhân tiền bối tự mình tọa trấn cũng chưa biết. Cùng đại lãnh chúa thả ra che đậy kết giới về sau, mọi người lúc này mới riêng phần mình thi triển thần thông, tự quan sát kỹ chính nhanh chóng hướng bên này tới gần nhánh đại quân này. Dần dần thấy rõ ràng, tất cả mọi người kìm lòng không đặng hít vào một ngụm khí lạnh. Ma đạo đại quân, dõi mắt chỗ đến, toàn bộ đều là các loài ma thú cùng ma tu. Ma khí trùng thiên, thất dạ giới, chấm ngoặc kép, Hỗn Nguyên thượng nhân bỗng nhiên thì thào nói. Những ma thú này, khí tức cùng lúc trước công kích ma diễm thành cái đám kia ma thú là giống nhau như đúc. Chỉ bất quá, nhóm này ma thú cấp bậc xa lệ thú sơn mạch ma thú cấp bậc phía trên. Trước đó không lâu tấn công ma diễm thành cái đám kia ma thú, số lượng mặc dù đông đảo, nhưng trong đó tuyệt đại bộ phân đều là ma hóa chưa lâu yêu thú. Không ít hay là ma thú bình thường, ngay cả vốn phân linh áp đều không có. Mà trước mắt nhóm này ma thú đại quân, cũng đại bộ phận phân đều tản ra không kém linh áp, rất rõ ràng không phải lâm thời ma hóa yêu thú, mà là mạnh mẽ ma thú đại quân. Lúc ấy Tiêu Phàm liền đã từng nói, lệ thú sơn mạch ma thú cùng thất dạ giới cặn bã còn lại tương quan. Nơi đó vốn là yêu thú xào huyệt, không tin bị tuyển làm cự hình phong ấn chi địa, đem đến ngàn vạn mà tính thất dạ giới ma tu quỷ tu chấn sát. Yêu thú nhận ma khí lây nhiễm, dần dần bị ma hóa thành ma thú, cùng thất dạ giới, nhận tổ quy tông. Bây giờ nhiều như vậy ma thú, bỗng nhiên xuất hiện tại Bắc Minh biển cả chỗ sâu. Trùng trùng điệp điệp hướng bên này đánh tới, kia cũng chỉ có một giải thích không gian thông đạo nặng mới mở ra. Thất dạ giới đại quân, cứ như vậy âm thầm giết tới đây. Giao diện đại chiến chính thức khởi động lại, sắc mặt của mọi người, lập tức trở nên cực kỳ ngưng trọng. Mặc dù bọn hắn đều là uy chấn một phương siêu cấp cường giả, ngày bình thường rất ít có chuyện gì có thể để bọn hắn giật mình. Nhưng giao diện đại chiến, tuyệt đối là một ngoại lệ. Cái này mấy năm ở giữa, mọi người vẫn luôn tại truyền ngôn, giao diện đại chiến muốn nặng mới mở ra. Một chút đa mưu túc trí người cũng bắt đầu vì ứng đối giao diện đại chiến làm chuẩn bị, nhưng mà... khi giao diện đại chiến chân chân thật thật hiện ra ở trước mắt mình thời điểm, vẫn là không nhịn được rung động không hiểu. Đây không phải quan hệ đến một môn một phái tranh đấu, cũng không phải quan hệ đến một nước một bang chiến tranh, thậm chí cũng không phải Nam Châu Đại Lục đã từng phát sinh qua chính ma đại chiến. Mà là mấy cái giao diện đại chiến, mấy vạn năm trước trận kia thượng cổ giao diện đại chiến, đã từng lan đến gần mấy cái giao diện, toa ma giới, thất dạ giới, huyền ta giới mấy cái liền nhau xen lẫn giao diện, đánh cho long trời lở đất, không ít tông môn triệt để xuống dốc, không ít chủng tộc bị từ giao diện xóa tên. Thảm liệt vô so. Mặc kệ là cấp thấp tu sĩ hay là tu sĩ cấp cao, dù coi như là ngộ linh kỳ đại năng giả, cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Vô luận là ai, mặc kệ tu vi cao bao nhiêu, muốn tại dạng này giao diện đại chiến bên trong sống sót, trừ bản thân thực lực mạnh mẽ, còn cần nghịch thiên vận khí tốt. Bây giờ liền bắt đầu rồi sao? Có người thấp giọng nói, tựa hồ còn có chút khó có thể tin. Một mực bị coi như truyền thuyết cổ xưa giao diện đại chiến, cái này liền thật đánh, lại không là truyền thuyết rồi. Không có người trả lời. Đáp án là rõ ràng. Dưới chân bọn hắn cái này hơn ngàn vạn ma đạo đại quân, tuyệt không phải nhàn đến phát chán đến nơi đây lắc lư. Nhất là quan trọng chính là, cái này đến 1 triệu cấp ma thú cùng ma tu, đi tiến vào, chỉnh tề,
lẫn nhau ở giữa, rất ít nghe tới trò chuyện, chỉ có đại quân quá cảnh lúc tất nhiên sẽ có chỉnh tề nghiêm nghị thanh âm. Mặc dù bọn hắn tại ma đạo trong đại quân cảm ứng được cao giai ma tu cùng số lượng của ma thú, không như trong tưởng tượng nhiều như vậy, nhưng lại không có ảnh hưởng chút nào đối toàn bộ đại quân chỉ huy cường độ. Không hề nghi ngờ, đây là một chi tinh binh, nghiêm chỉnh huấn luyện, dụng cụ tra tấn tinh lương. Bọn hắn vẫn luôn tại vì trận đại chiến này làm chuẩn bị. Tiêu Phàm trầm giọng nói, muốn huấn luyện một chi khổng lồ như vậy quân đội, cũng không phải thời gian sớm chiều. Tòa ma giới bên này còn tại ca múa mừng cảnh Thái Bình, đại đa số người tu chân đối, giao diện đại chiến khởi động lại, xem như một loại trò đùa lời nói tới nghe, ép căn bản không hề cảm nhận được bất luận cái gì chiến tranh bóng tối, chớ đừng nói chi là chuẩn bị chiến đấu cảm giác cấp bách. Tiêu Phàm lần đầu tiên nghe nói Bắc Minh Biển cả chỗ sâu thượng cổ cấm xuất hiện dị thường không gian ba động, cũng chính là tại mấy năm trước đó, đối này không có cái gì cảm tính nhận biết. Mà bây giờ, tòa ma giới cũng còn không người nào biết, không gian thông đạo đã một lần nữa liên thông, thất dạ giới đại quân đã giết tới. Hơn nữa là hơn ngàn vạn tinh nhuệ chi sư, giữa hai bên khác biệt, không thể tính theo lẽ thường. Chỉ có thể nói, thất dạ giới vẫn luôn tại vì trận này giao diện đại chiến làm chuẩn bị. Giao diện thông đạo vừa mở ra, lập tức liền nổi lên tam quân, giết toa ma giới một trở tay không kịp. Cũng không nhất định, khả năng thất dạ giới bên kia giao diện thông đạo dị thường, so với chúng ta bên này càng thêm rõ ràng. Âu Dương Minh Nguyệt lập tức lắc đầu, nhẹ nói. Nếu như sớm tại rất nhiều năm trước, thất dạ giới bên kia liền biểu hiện giao diện đồng đạo có nặng mới mở ra dấu hiệu, vậy bọn hắn liền có đầy đủ thời gian đến thương thảo đối sách, huấn luyện tinh binh, làm tốt chiến tranh công tác chuẩn bị. Vậy bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Nhất định phải lập tức nghĩ cách thông chi chân vũ môn cùng huyền âm giáo mới được, bằng không bọn hắn sẽ bị đánh trở tay không kịp. Nhìn qua dưới chân kéo dài không dứt, không thể nhìn thấy phần cuối ma đạo đại quân, Tiêu Phàm song mi chăm chú nhau. Mặc dù chân vũ môn cùng huyền âm giáo đều là siêu cấp đại tông, tại chính ma 10 lớn trong tông môn xếp hạng, thực lực cực kỳ hùng hậu, Bắc Minh chi địa, còn có không ít cái khác bên trong môn phái nhỏ. Nhưng là tại vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới cùng dạng này một chi tinh nhuệ ma thú đại quân tiếp chiến, ăn thiệt thòi cơ hồ là nhất định. Thậm chí chân vũ môn cùng huyền âm giáo đều chưa hẳn có thể ngăn cản được, làm không tốt đánh một trận xong, toàn bộ Bắc Minh đại địa liền thành ma đạo đại quân thiên hạ. Có cái này vững chắc lô cốt đầu cầu, thất dạ giới đến tiếp sau lực lượng liền có thể liên tục không ngừng thua đưa tới, tiến một bước mở rộng ưu thế. Đại lãnh chúa nói, kia cũng không cần thiết, chân vũ môn cùng huyền âm giáo không như trong tưởng tượng như thế lười biếng, kể từ khi biết chân trời thượng cổ cấm xuất hiện dị thường không gian ba động, bọn hắn đã sớm phái người đi giám thị. Mà lại Bắc Minh trong biển rộng, cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết động vật biển thợ săn. Nhìn thấy những này ma đạo đại quân, bọn hắn sẽ lấy tốc độ nhanh nhất trở về chạy. Tiêu Phàm nghe xong, thoảng qua an tâm mấy phân. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Là tiếp tục hướng phía trước, hay là... chấm ngoặc kép, Huệ Thiên Hào nhìn không được hỏi. Đương nhiên là tiếp tục hướng phía trước, đã đến nơi này, tuyệt không có nửa đường bỏ cuộc đạo lý. Đại lãnh chúa quả quyết đáp, đại ca, mục đích của chúng ta, nhưng chính là bọn hắn đến địa phương. Áo trắng cuồng ma Tây Môn Ngạo nhìn không được thấp giọng nhắc nhở một câu, hai mắt gắt gao tiếp cận phía dưới cuồn cuộn không dứt ma đạo đại quân. Bọn hắn muốn đi thiên chi cuối cùng, chính là thượng cổ cấm địa, mấy vạn năm trước không gian thông đạo tại toa ma giới bên này lối ra. Nếu như không gian thông đạo một lần nữa liên thông, hay là cùng năm đó đồng dạng, bọn hắn lần này đi, xác thực chính là xông thẳng ma đạo đại quân hang ổ, nó tính nguy hiểm chi lớn, quả thực tột đỉnh. Đại lãnh chúa lắc đầu, nói cái này cũng không sao, cẩn thận chút chính là. Lấy bọn hắn thực lực, chỉ cần không lâm vào trong vòng vây, không gặp được ngộ linh kỳ cao nhân, dù coi như là đối mặt hàng trăm hàng ngàn vạn ma đạo đại quân, cũng nghiêm nghị không sợ. Âu Dương Minh Nguyệt trầm ngâm nói, xác thực phải cẩn thận chút, dưới mắt những này ma nhân ma thú không cần để ý, nhưng khổng lồ như vậy một nhánh đại quân, có ngộ linh kỳ cao nhân tọa chấn, cũng vô cùng có khả năng. 9 tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tăng thêm Tiêu Phàm, nếu thật là gặp được một vị ngộ linh kỳ cao nhân, lại cũng không cần quá e ngại, sức đánh một trận luôn luôn có, ngộ linh kỳ cao nhân tuyệt không có khả năng đem bọn hắn một chống toàn diệt. Mấu chốt 4 phương 8 hướng đều là thất dạ giới ma quân. Một khi bị ngộ linh kỳ cao nhân cuốn lấy, vô cùng vô tận ma đạo đại quân ùa lên, bọn hắn liền có thông thiên triệt địa chi năng, cũng khó thoát vận rủi. Mọi người thương lượng về sau, quyết định lách qua ma đạo đại quân, từ một phương hướng khác thẳng xu thế chân trời. Dù coi như nhánh đại quân này thật có ngộ linh kỳ cao nhân tọa chấn chỉ huy,
cái này vị đại năng người tất nhiên cũng không sẽ rời đi mình thuộc hạ quá xa. Chỉ cần cùng ma đạo đại quân bảo trì khoảng cách nhất định, tương đối mà nói, chính là tương đối an toàn. Về phần đến chân trời về sau, nên làm như thế nào, lại kiến cơ hành sự là xong. Đã đến nơi này, lại lui về, ngay cả Tiêu Phàm đều cảm thấy có chút đáng tiếc. Lập tức mọi người lái độn quang, chậm rãi hướng đông bắc phương hướng lướt tới, mặc dù là tại cực cao thương khung chi đỉnh tầng cương phong, tuyệt đại bộ phân ma tu cùng ma thú đều khó mà đến cao độ, mọi người hay là 10 điểm chú ý cẩn thận. Âu Dương Minh Nguyệt cùng đại lãnh chúa hai vị thân tự xuất thủ, không ngừng đánh ra từng cái kết giới, đem một đoàn người khí tức gắt gao che đậy, tuyệt không tiết lộ một chút điểm. Trọn vẹn thối lui đến ở ngoài mấy ngàn dặm, lại cũng không nhìn thấy ma đạo đại quân cái bóng, mọi người lúc này mới tăng tốc độ bay, tiếp tục hướng chân trời bay đi. Bất quá vì cam đoan không bị thất dạ giới ma đạo đại quân phát hiện, mọi người còn tiếp tục dừng lại tại cực cao tầng cương phong. Lạnh thấu xương cương phong chẳng những có thể lấy trở ngại đại đa số ma tu ma thú đến độ cao này, còn có thể hữu hiệu che đậy đại bộ phận phân khí tức. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, tại tầng cương phong cấp tốc phi đột, thực tế quá hao phí chân nguyên pháp lực. Tiêu Phàm lại cũng có thể theo kịp đồng bản tốc độ. Cần biết hắn phong độn thuật chính là học được từ ngân dực lôi bằng, mà ngân dực lôi bằng thì là trời sinh phong lôi thuộc tính yêu linh. Chương 1198, Thiên Chi cuối cùng. Mênh mông vô bờ biển cả chỗ sâu, một đạo màu ngà sữa to lớn cột sáng, thẳng ngút trời. Từ xa nhìn lại, xung quanh không khí đều đang không ngừng vặn vẹo, từng vòng không gian ba động hướng bốn phía khuếch tán ra. Tất cả mọi người đè lại độn quang, tại cực cao trên trời cao, ngưng thần nhìn qua kia đạo cự đại sữa cột sáng màu trắng, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, tất cả mọi người cảm nhận được nơi đó mãnh liệt không gian ba động. Dù coi như là Tiêu Phàm, đã từng xuyên qua hai lần mãnh liệt vô so không gian phong bạo, cũng chưa bao giờ thấy qua dạng này không gian thật lớn vặn vẹo. Không hề nghi ngờ, nơi đó chính là Thiên Chi cuối cùng, cũng là trong truyền thuyết Bắc Minh biển cả cực điểm, Nam Châu Đại Lục cực Bắc. Cũng là những năm này vẫn luôn để Nam Châu Đại Lục các tu sĩ không ngừng nhắc lên thượng cổ cấm địa. Từ kia thẳng ngút trời to lớn cột sáng liền có thể nhìn ra được, không gian thông đạo này, đến cùng đến cỡ nào to lớn. Nếu không phải như thế, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem lên 10 triệu ma đạo đại quân từ thất dạ giới truyền tống đến toa ma giới tới. Tiêu Phàm thẳng đến lúc này, mới xem như minh bạch cái gì gọi là giao diện không gian thông đạo. Bởi vì cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết, bọn hắn tại cực cao tầng cương phong xa xa liền thấy kia to lớn cột sáng, nhưng thật muốn đuổi tới đó, kia còn rất sớm. Dưới mắt, một nhóm 10 người bất quá khó khăn lắm đến Thiên Chi cuối biên giới chỗ. Cũng chính là lần trước Huệ Thiên Hào Thiên Diệu tiên tử mấy người tới qua địa phương, một cái diện tích không tính quá đảo nhỏ tự. Kỳ thật hòn đảo này cũng có hơn 1000 dặm địa phương tròn, đặt trên địa cầu, chính là rất lớn hòn đảo. Nhưng ở Bắc Minh biển cả, loại này quy mô hòn đảo, thật không có chỗ xếp hạng. Nhưng chính là hòn đảo này, bọn hắn hiện tại cũng không thể tùy ý tới gần, đã sớm bị ma đạo đại quân chiếm lĩnh. Nơi này cách không gian thông đạo đã rất gần, đương nhiên sẽ trở thành quân sự cứ điểm. Đóng quân trọng binh chấn giữ. Tại dạng này giao diện đại chiến bên trong, chủ công phương tất nhiên sẽ treo lên 12 phân tinh thần đến toàn lực chấn giữ không gian thông đạo. Đây là từ thất dạ giới liên tục không ngừng thu hoạch được viện binh duy nhất bảo hộ, một khi không gian thông đạo bị phá hủy, lập tức chính là tai họa ngập đầu. Không có liên tục không ngừng đến tiếp sau viện binh, quân tiên phong lập tức liền lại biến thành một mình, bị tiêu diệt hạ chẳng có thể nghĩ. Nghe nói, tại thời kỳ thượng cổ trận kia giao diện đại chiến bên trong, tòa ma giới liền đã từng nghĩ hết trăm phương ngàn kế, muốn phá hủy không gian thông đạo, chỉ là từ đầu đến cuối cũng không từng thành công. Cuối cùng vẫn là Vô Cực Thiên Tôn hoành không xuất thế, liên tiếp đánh bại giới diện khác đỉnh tiêm cao thủ, làm cho cấp cao chiến lực phát sinh nghiêm trọng không đối cùng nghiêng, lúc này mới ngăn cơn sóng dữ, đem giới diện khác thế lực đuổi trở về. Muốn hay không đi xuống xem một chút, mọi người ở trên không hướng phía dưới quan sát. Có người hỏi, Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, nói, nơi này không phải quẻ tượng chỉ dẫn chỗ. Lại tới đây, Huyền Vũ Giáp không có chút nào cảm ứng. Làm Vô Cực Môn Tam Đại Bảo Vật Trấn Giáo bên trong một kiện, đây là Huyền Vũ Giáp một hạng trọng yếu công năng. Thường thường có thể cùng Tiêu Phàm bói toán thôi diễn kết quả phát sinh một loại nào đó thần bí cảm ứng cộng minh. Đã ở đây Huyền Vũ Giáp không có bất kỳ cái gì cảm ứng, vậy trong này nhất định không phải quẻ tượng chỉ dẫn địa phương. Âu Dương Minh Nguyệt song mi cau lại, nói, vẫn là phải đi xuống xem một chút, nói, hướng xa xa không gian thông đạo nhìn một cái. Nơi này đều đã đề phòng xâm nghiêm, không gian thông đạo vị trí,
liền nhất định càng thêm khó mà tiếp cận. Cũng nên tại làm rõ tình huống mới có thể quyết định bước kế tiếp hành động. Mà lại, tình huống tựa hồ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn không vui hơn xem. Tiêu Phàm đáy mắt lục mang lấp lánh, gắt gao tiếp cận xa xa không gian thông đạo, chốc lát, chậm rãi nói, mặc kệ chúng ta muốn làm cái gì, đều nhất định phải nhanh. Bọn hắn ngay tại bày trận, tựa như là một cái không gian cấm chế đại trận, mượn nhờ không gian thông đạo không gian thật lớn chi lực, đem chung quanh nơi này trên trời dưới đất đều che đậy, không cho phép ngoại nhân tới gần. Đại trận này, không bao lâu liền có thể triệt để bố trí xong. Sắc mặt của mọi người lập tức trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Tiêu Phàm chẳng những tinh thông không gian thần thông, cũng là trận pháp phương diện đại tông sư, hắn đã nói như vậy liền khẳng định không sai. Muốn đi cũng được trước biết rõ ràng tình huống bên kia, không thể mù quáng. Mặc dù như thế, Hỗn Nguyên thượng nhân hay là đưa ra ý kiến của mình. Tây Môn Ngạo cười lạnh một tiếng, nói, lần này bên cạnh ma nhân nhiều như vậy, bắt một cái đến siêu hồn, cũng không khó. Hỗn Nguyên thượng nhân lắc đầu, nói, giá thấp bắt tới vô dụng, muốn bắt cao giai, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Kỳ thật có bọn hắn 10 người tụ cùng một chỗ, mặc kệ cao bao nhiêu giai ma nhân cũng nhất định có thể bắt đến, mấu chốt là không thể đánh rắn động cỏ. Một khi tiết lộ phong thanh, lập tức cũng không biết có bao nhiêu ma nhân ma thú hướng bọn hắn chen chúc mà đến, nhiều năm mưu đồ, lập tức trôi theo nước chảy. Âu Dương Minh Nguyệt thật dài mi mắt mau nháy mắt, ánh mắt liền nắm chặt Thiên Diệu tiên tử, từ tốn nói, thủy đạo bản, cái này liền muốn mượn nặng ngươi. Thiên Diệu cung dịch dung giả dạng thuật, thiên biến vạn hóa, muốn giả mạo những này ma nhân, nghĩ đến khó không được ngươi đi. Có thể, Thiên Diệu tiên tử trả lời chắc chắn cực kỳ đơn giản. Tiêu Phàm, người viên kia tam thủ ma lang nội đan, lấy ra cho ta dùng một lát. Tiêu Phàm không nói hai lời, từ chữ vật vòng tay bên trong đem viên kia nắm đấm lớn tiểu nhân màu nâu đen nội đan lấy ra ngoài, giao đến Thiên Diệu tiên tử trong tay. Thiên Diệu tiên tử nhìn cũng không nhìn, đàn hé miệng, liền đem viên nội đan kia hút tiến vào trong bụng. Lập tức, một cỗ mãnh liệt vô so ma khí, từ Thiên Diệu tiên tử trên thân thấu thể mà ra, vậy mà cùng bọn hắn cảm ứng được những cái kia thất dạ giới ma nhân khí tức giống nhau như đúc. Cùng lúc đó, Thiên Diệu tiên tử khuôn mặt cũng biến thành bắt đầu mơ hồ, trong nháy mắt, liền hóa thân thành một tên tướng mạo dữ tợn hung ác kim đan kỳ ma nhân. Ở đây mặc dù đều kiến thức rộng rãi, trong đó có người cũng tinh thông dịch dung giả dạng thuật, nhưng thấy Thiên Diệu tiên tử như vậy biến hóa, lại từng cái nhìn mà than thở. Đây mới thực sự là thần hồ kỳ kỹ. Ta cùng đi với ngươi. Tiêu Phàm nhẹ nói, khỏi phải, tất cả mọi người đi trong biển chờ lấy, ta đi một lát sẽ trở lại. Một lời chưa tất, trong không khí một trận gợn nước dập dờn, Thiên Diệu tiên tử liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thật là cao minh huyễn thuật, không hổ là đương đại Thiên Diệu cung chủ. Đại lãnh chúa không chịu được tán thưởng một câu, ánh mắt hữu ý vô ý ở giữa tại Âu Dương Minh Nguyệt cùng Huệ Thiên Hào đám người trên mặt đảo qua. Xem ra trước đây ít năm phát sinh ở Nam Châu đại lục đại sự, hắn cũng đã được nghe nói, khả năng còn gặp qua Hạo Thiên Tông Hạo Nhật Môn vì truy nã Thiên Diệu tiên tử phát ra lệnh treo giải thưởng. Tại nhiều người như vậy truy sát phía dưới, Thiên Diệu tiên tử vậy mà không có viễn phó Bắc Hải, nhờ bao che với hắn Hắc Huyên chi địa, mà là một mình trèo chống 20 mấy năm. Xem ra có hơn phân nửa công lao phải nhớ tại cái này thần bí khó lường huyễn thuật phía trên. Âu Dương Minh Nguyệt thần sắc như thường, thật giống như hoàn toàn không rõ đại lãnh chúa ánh mắt ý tứ, Huệ Thiên Hào lại nhịn không được khẽ hừ một tiếng, quai hàm chống lại chống, cuối cùng vẫn là nhịn xuống không nói gì thêm lời khó nghe. Ám toán sát hại kết tóc thê tử, lại truy sát Thiên Diệu tiên tử 20-30 năm, cuối cùng nhưng vẫn là bị Thiên Diệu tiên tử cùng Tiêu Phàm ở ngay trước mặt hắn nghênh ngang rời khỏi. Đây quả thực là Huệ Thiên Hào trong cả đời lớn nhất, hắc lịch sử, vô luận ai câu lên đoạn này hồi ức, đều sẽ để hắn giận phát như cuồng, đồng thời cũng buồn bực không thôi. Đại lãnh chúa mỉm cười, rời ánh mắt, hắn có lẽ biết Huệ Thiên Hào cùng Thiên Diệu tiên tử Tiêu Phàm ở giữa, yêu hận tình cừu, có lẽ không biết, cái này cũng không gấp. Có phải là đắc tội Huệ Thiên Hào? Nói thực ra, cũng hào không quan trọng, lấy bản thân hắn tạo nghệ cùng Hắc Huyên chi địa thực lực, phóng nhãn toàn bộ Nam Châu đại lục, còn thật không có mấy người đáng giá hắn kiêng kỵ. Huệ Thiên Hào hoàn toàn không tại phạm vi này bên trong. Lập tức Âu Dương Minh Nguyệt tiện tay bố trí cái huyễn trận, 9 người tại huyễn trận yểm hộ phía dưới. Dần dần từ mấy vạn trượng dưới không trung hàng, ẩn vào đến biển trong nước, đại lãnh chúa lại đem cái kia màu đen tàu cao tốc tế ra. Mọi người leo lên tàu cao tốc. Đã phía trước đã bị ma quân chiếm cứ, muốn lặng yên không một tiếng động tiếp cận thiên chi cuối cùng, hay là từ đáy nước quá khứ càng thêm ổn thỏa. Đáy biển yên tĩnh, cơ
cơ hồ tất cả động vật biển cùng loài cá đều chạy tinh quang. Ma đạo đại quân uy áp, cũng không phải nói đùa. Gần nửa canh giờ trôi qua, hoác xùy, một tiếng tiếng nước chảy, tàu cao tốc lân cận một trận gợn sóng dập dờn. Thiên Diệu tiên tử thon dài uyển chuyển dáng người hiển hiện ra, trong tay còn đang nắm một cái ma nhân. Kia ma nhân tay dài chân dài, thân thể cực đại, xa so Thiên Diệu tiên tử muốn tráng kiện được nhiều, bị nàng tiêm tiêm tố thủ nhất trong tay, lại mảy may đều không lộ vẻ đột ngột, càng không lộ vẻ buồn cười, hết thảy đều là như vậy đương nhiên. Vóc người này to lớn ma nhân, từ khí thức trên thân ba động đến xem, có cái này nguyên anh sơ kỳ tả hữu cảnh giới. Bóng người lóe lên, Thiên Diệu tiên tử leo lên tàu cao tốc, tiện tay ném đi, đem kia lớn lên ma nhân ném tới Âu Dương Minh Nguyệt dưới chân, liền là hướng Tiêu Phàm bên người một chạm, không nói một lời. Nhìn ra được, Thiên Diệu tiên tử vẫn chưa đối với người này tiến hành siêu hồn, nàng làm như thế, kỳ thật cũng là từ tránh hiểm nghi nghi muốn siêu hồn, chính các ngươi lục soát. Dạng này, các ngươi đạt được đều là trực tiếp tin tức, là đúng hay sai, đều không trách được trên đầu ta nhưng không có tận lực lừa gạt các ngươi. Thiên Diệu tiên tử tâm tư, nhất quán kín đáo. Âu Dương Minh Nguyệt không chút do dự, duỗi tay ra, liền đem kia ma nhân câu đi qua, tiêm tiêm tố thủ lập tức đặt tại hắn trên đỉnh đầu. Bình thường thu hồn chi thuật, sẽ tạo thành bị siêu hồn người cực độ thống khổ, đồng thời thần thức sẽ thật lớn bị hao tổn, siêu hồn qua đi, không chết cũng tàn phế phế. Âu Dương Minh Nguyệt siêu hồn thuật, nhưng không thấy tàn nhẫn như vậy, kia lớn lên ma nhân từ đầu đến cuối sắc mặt bình tĩnh, hồn mê bất tỉnh, phảng phất ngủ, không có chút nào bị siêu hồn thống khổ. Một lát sau, ừng ực, một tiếng, đem kia ma nhân ném đang tàu cao tốc bong tàu bên trên, lại không để ý tới, ánh mắt tại trên mặt mọi người quét qua, bình tĩnh nói có ngộ linh kỳ tu sĩ tại. A, dù là mọi người tại chỗ đều kiến thức rộng rãi, không có một cái gan tiểu sợ phiền phức hạng người, nghe tới Âu Dương Minh Nguyệt câu nói này, hay là kinh hãi, sắc mặt lập tức biến. Quả nhiên có ngộ linh kỳ cao nhân tỏa chấn, vị này ngộ linh kỳ tu sĩ, tựa như là bọn hắn một bộ tộc lão tổ tông. Được xưng là nghiễm lực lão tổ, là chỉ huy nhóm đầu tiên ma đại quân người đại thủ lĩnh. Người này hiện ở nơi nào? Lập tức liền có người truy vấn. Đây mới là nhất cần phải hiểu rõ. Nếu như này người đã theo đại quân cùng một chỗ, hướng về phía trước xuất phát, vậy liền không cần phải lo lắng. Không có ngộ linh kỳ tu sĩ tọa chấn, kể bên này dù coi như có lại nhiều đê giai ma nhân ma thú, đối với bọn hắn tạo thành không là cái gì tính thực chất uy hiếp. Không biết, Âu Dương Minh Nguyệt trả lời chắc chắn cực kỳ đơn giản. Chỉ là một tên nguyên anh sơ kỳ ma tu, không rõ ràng ngộ linh kỳ lão tổ tông hành tung, cũng là chính hợp tình hợp lý. Thế nhưng là, không có cách nào xác định vị này ngộ linh kỳ nghiễm lực lão tổ hạ lạc, bước kế tiếp nên làm như thế nào hành động. Đoàng. Chương 1199, quẻ tượng chỉ dẫn. Vô luận như thế nào, đều phải đi chân trời nhìn một chút. Thúy phu nhân nhẹ nói, thần sắc cực kỳ kiên nghị. Đã quẻ tượng chỉ dẫn là thiên chi cuối cùng, vậy khẳng định muốn đi Bắc Minh cực điểm, nhìn xem có thể có được cái gì tiến một bước chỉ dẫn. Mà dưới mắt Bắc Minh cực điểm, chính là kia cự đại không gian thông đạo chính trung tâm. Làm sao vượt qua, Huệ Thiên Hào hỏi ngược lại, ngữ khí hơi có chút bất thiện. Mặc dù Âu Dương Minh Nguyệt đồng ý Hắc Huyên ba đại lãnh chúa cùng một chỗ tham dự lần này tầm bảo hành động, lại không có nghĩa là Huệ Thiên Hào đối này không có ý kiến. Trên thực tế, hắn ý kiến lớn đi. Bất kể nói thế nào, lúc trước kia ba mảnh không trọn vẹn ngọc bài, là hắn cùng Thiên Diệu tiên tử bọn người trải qua gian khổ tìm tới, bây giờ hắn đường đường Huệ môn chủ lại kém chút biến thành tùy tùng. Cho dù tìm tới thiên hương ngọc lộ, chỉ sợ hắn chưa hẳn liền có thể phân đến một phần. Không hề nghi ngờ, cực điểm phụ cận giờ phút này sớm đã đề phòng xâm nghiêm, muốn vô thanh vô tức lấn đi vào, độ khó rất lớn. Từ dưới nước đi, đại lãnh chúa liếc Huệ Thiên Hào một chút, nói. Ngày bình thường có rất ít người tới đây, những này ma nhân nhìn qua đề phòng xâm nghiêm, trên thực tế khẳng định có lỗ thủng. Mà lại bọn hắn lực chú ý bình thường đều sẽ đặt tại không trung, đối dưới nước đồng dạng đều sẽ không đa trọng xem. Mà lại, muốn cảnh giới mấy ngàn trượng sâu đáy nước, những cái kia đê giai ma nhân căn bản là lực có chưa đến. Bọn hắn cũng chưa chắc có nhiều như vậy cao giai ma nhân có thể chuyên môn nhìn chằm chằm đáy nước. Cho nên từ đáy nước đi vào, sẽ không quá khó khăn. Tung coi như chúng ta đột phá bọn hắn dưới đáy nước bày ra cấm chế, lại muốn như thế nào tiếp cận kia không gian thông đạo. Huệ Thiên Hào nhẹ hừ một tiếng, tiếp tục cật hỏi. Liền như vậy nghênh ngang tiến lên, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ lâm vào trùng điệp trong vòng vây. Có thể giả trang bọn hắn. Lần này, lại là Thiên Diệu tiên tử trả lời Huệ Thiên Hào, bất quá Thiên Diệu tiên tử ánh mắt,
lại mảy may đều không có mang qua hắn. Loại kia miệt thị cùng khinh thường, tràn tại nói đồng hồ. Hỗn Nguyên thượng nhân nói, mặc dù Thiên Diệu cung thuật dịch dung thần bí vô song, nhưng mà lại đi đâu tìm kiếm nhiều như vậy cao giai ma thú nội đan. Thiên Diệu tiên tử vừa rồi giả mạo ma nhân, chính là lâm thời nuốt hóa hình hậu kỳ đại ma tôn nội đan, lúc này mới có thể kích phát ra như vậy tinh thuần ma khí, lừa qua cái khác ma nhân thần niệm điều tra. Bây giờ bọn hắn có 10 người, muốn một hơi lại diệt sát 9 tên nguyên anh kỳ trở lên ma nhân hoặc là ma thú, như vậy nhất định nhưng sẽ khiến sóng to gió lớn. Vô cùng có khả năng đem vị kia nghiễm lực lão tổ kinh động. Ở đây bị một tên ngộ linh kỳ lão tổ để mắt tới, đừng bảo là bọn hắn tầm bảo hành động lập tức liền sẽ chết hiểu, chỉ sợ còn chưa hẳn có thể thuận lợi thoát thân, làm không tốt còn muốn vứt xuống mấy cái tính mạng ở đây. Không nhất định cần muốn cao giai ma thú nội đan, chỉ cần có trong kim đan hậu kỳ cảnh giới. Liền đủ, mọi người nghe xong, lập tức nhao nhao hai mắt tỏa sáng. Nguyên anh kỳ trở lên cao giai ma thú, muốn một hơi bắt giết 9 tên. Kia là khả năng không lớn, trong kim đan hậu kỳ đê giai ma thú cùng ma nhân. Lại là nhiều vô số kể, đừng bảo là thần không biết quỷ không hay bắt giết 9 tên, coi như tăng gấp đôi nữa, cũng tuyệt đối có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn sẽ không bại lộ. Tại đến 100 vạn mà tính trong ma quân, bỗng nhiên mất tích 9 tên trong kim đan hậu kỳ ma nhân ma thú. Thật giống như tại trong biển rộng ném vào một viên hòn đá nhỏ, căn bản liền sẽ không kích thích bao lớn gợn sóng. Lập tức mang trưởng quỹ cùng Tây Môn Ngạo Bồi Thiên Diệu tiên tử đi ra ngựa. Đi bắt giết trong kim đan hậu kỳ ma thú. Mang trưởng quỹ thường xuyên ở các nơi tầm bảo, cũng là dịch dung giả dạng hảo thủ, về phần Tây Môn Ngạo, danh xưng áo trắng cuồng ma. Giết người vô số, trên thân sát khí chi trọng, ngay cả tuyệt đại đa số cao giai ma nhân đều mặc cảm. Dạng này người, vốn là tà ác vô so, trời sinh chính là tà ma bên trong một viên, chỉ cần hơi một kích phát thể nội tà ma sát khí. Liền có thể tùy tiện giấu giếm được cao giai ma nhân thần niệm điều tra, tự nhiên mà vậy đem xem như đồng loại. Ba tên uy phong hiển hách nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ một cùng ra tay, bắt giết 9 tên kim đan kỳ ma nhân ma thú, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Cũng không lâu lắm, Thiên Diệu tiên tử đám ba người liền nhẹ nhõm trở về tàu cao tốc, móc ra 9 cái ma hạch. Mang trưởng quỹ nói, cái này thất dạ giới tu sĩ cùng chúng ta quả nhiên có chỗ khác biệt, dù coi như là ma người. Cũng cùng ma thú đồng dạng có được ma hạch. Mọi người cũng tịnh không kỳ quái. Nếu là hai cái khác biệt giao diện, tu sĩ thân thể cấu tạo hơi có khác biệt, chính là đương nhiên. Lập tức Thiên Diệu tiên tử đem Thiên Diệu cung dịch dung giả dạng bí quyết, truyền thụ cho mọi người. Thiên Diệu cung không hổ là lấy, bàng môn tả đạo, chứ danh 10.000 năm truyền thừa, thuật dịch dung có 102 thiên hạ. Mặc dù Thiên Diệu tiên tử truyền thụ cho bọn hắn chính là nông cạn nhất gia mao chi học. Nghe tại trong tai mọi người, cũng là cực kỳ tinh diệu. Mọi người ăn vào ma hạch, dựa theo Thiên Diệu tiên tử truyền thụ phương pháp, kích phát ma hạch bên trong ẩn chứa ma khí, nháy mắt liền đem bọn hắn ban đầu khí tức che lại, hóa thành từng cái ma nhân. Tất cả mọi người đem tu vi của mình áp chế đến kim đan kỳ, chủ yếu là vì phối hợp ma hạch bản thân đẳng cấp. Bằng không, thể nội kích phát ra đến ma khí tối đa cũng chính là trong kim đan hậu kỳ tiêu chuẩn, thực tế tu vi lại tại nguyên anh kỳ trở lên. Chỉ sợ lập tức liền sẽ để lộ. Những cái kia cao giai ma nhân ma thú, nhưng đều không phải đèn đã cạn dầu. Thiên Diệu tiên tử đem tam thủ ma lang ma hạch, trả lại cho Tiêu Phàm, để Tiêu Phàm toàn lực kích phát ma hạch bên trong ẩn chứa cường đại ma khí. Tiêu Phàm là một cái duy nhất tiếp tục bảo trì nguyên anh tu sĩ thân phận, tầm bảo đoàn thành viên. Hóa hình hậu kỳ đại ma tôn ma hạch, đủ để che giấu hắn hạo nhiên chính khí. Dù là như thế, Tiêu Phàm hay là đem tu vi áp chế ở nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, miễn quá mức làm người khác chú ý. Cứ như vậy, chỉ tại ma nhân ma thú trong mắt, Tiêu Phàm chính là đám người này thủ lĩnh. Đem tam thủ ma lang ma hạch giao cho Tiêu Phàm, cũng không phải Thiên Diệu tiên tử đối với hắn đặc biệt chiếu cố, mấu chốt còn tại ở, Tiêu Phàm tu luyện hạo nhiên chính khí, thực tế quá mức quang minh lẫm liệt, không hổ là Nam Châu đại lục ngàn năm trước chính đạo thứ nhất truyền thừa. Những cái kia đê giai ma thú ma hạch, căn bản liền áp chế cường đại như vậy hạo nhiên chính khí, rất dễ dàng lộ hãm. Thật muốn như thế, coi như phí công nhọc sức, một tên nguyên anh sơ kỳ ma tu, mang theo mấy tên kim đan kỳ môn nhân đệ tử, là bình thường phải không thể lại bình thường tổ hợp, chắc hẳn có thể giấu giếm được cái khác ma nhân ma thú điều tra. Dịch dung giả dạng hoàn tất, đại lãnh chúa dưới chân nhẹ nhàng dừng lại, màu đen tàu cao tốc cấp tốc lặn xuống, không lâu sau đó, liền đến dưới nước hai hơn nghìn trượng chi sâu. Tại dạng này biển sâu, trên mặt biển cấm chế chi lực đã không cảm ứng được, như là đại lãnh chúa phân tích như thế, ma quân đối đáy nước phong tỏa,
rất không đúng chỗ. Tàu cao tốc tùy tiện tránh đi cao giai ma nhân đối đáy nước chỗ sâu thần niệm điều tra, trực tiếp hướng lên trời chi cuối cùng đẩy tiến vào. Mặc dù bọn hắn vì bảo trì hành động tuyệt mật tính, tận lực khống chế trong nước tốc độ bay, tàu cao tốc trước tiến vào vẫn như cũ cực kỳ mau lẹ, không bao lâu, liền đến cực bắc đảo. Căn cứ hải đồ biểu hiện, nơi này chính là trong truyền thuyết Bắc Minh biển cả chỗ sâu thượng cổ cấm địa, Nam Châu đại lục cực bắc. Có chút ý tứ, chấm ngoặc kép, tàu cao tốc vừa mới chống đỡ gần cực bắc đảo, Thúy phu nhân liền song mi một dương, hiện lên một vòng vẻ mừng rỡ, tự lẩm bẩm nói. Ngay tại vừa rồi, nàng cảm ứng được quẻ tượng chỉ dẫn. Đủ để chứng minh, quyết sách của bọn họ là chính xác, phương hướng cũng hết sức chính xác. Quẻ tượng chỉ dẫn kết quả thật liền rơi vào cái này cực bắc ở trên đảo. Âu Dương Minh Nguyệt, Tiêu Phàm, Hỗn Nguyên Thượng Nhân thậm chí Thần Toán Tử, cũng đều được thần bí quẻ tượng chỉ dẫn. Mọi người không khỏi tinh thần đại chấn, cẩn thận từng ly từng tí từng điều tra mặt nước tình hình về sau, xác định không có cái gì dị thường, tàu cao tốc mới chậm rãi từ đáy nước ló đầu ra đến, lập tức biến mất không thấy gì nữa, bị đại lãnh chúa thu vào, một nhóm 10 người riêng phần mình điều khiển độn quang, hướng nơi xa thẳng ngút trời không gian thông đạo chậm rãi phi độn quá khứ. Mặc dù ma quân đến trăm vạn mà tính, lại cũng khó có thể thật đem cái này cực bắc đảo lấy bức tường người bao vây lại, cấm chỉ bất luận cái gì vật sống tiến vào. Cái này tầm bảo đoàn 10 người, bao quát Tiêu Phàm ở bên trong, liền không có ai là đồ đần, từng cái tinh khôn rất, kinh nghiệm nhất là phong phú, thường thường ma quân đội tuần tra cùng cái khác tu sĩ cấp cao phát giác đáy biển hơi có dị thường, vội vã vừa qua đến điều tra, đều từ Tiêu Phàm dễ như trở bàn tay ứng phó quá khứ. Cảm nhận được Tiêu Phàm bọn người trên thân như vậy, thuần khiết, ma đạo khí tức, đội tuần tra cùng tu sĩ cấp cao liền lập tức bỏ chạy, lại không dây dưa. Chỉ có tại một chỗ tương đối vắng vẻ chỗ, đón đầu đụng tới một tiểu đội tuần tra ma quân, người cầm đầu chính là một tên kim đan hậu kỳ ma tu, xuất lĩnh lấy mấy kim đan sơ kỳ trung kỳ đồng liêu, tên kia kim đan hậu kỳ ma tu cũng là tai tinh cao chiếu, vận rủi vào đầu, thế mà ma xui quỷ khiến tiến lên đây hỏi thăm, xin hỏi tiền bối là môn nào phái nào ma tôn? Lệ thuộc vào vị nào đại ma tôn dưới trướng? Vì sao đến chỗ này? Thái độ mặc dù 10 điểm kính cẩn khách khí, trong giọng nói, lại không khỏi mang theo một chút nghi hoặc, nhưng cũng không có cái gì hoài nghi. Cái này mấy tên ma tu có nằm mơ cũng chẳng ngờ, tại cái này hạch tâm địa vực, còn sẽ đụng phải toa ma giới tu sĩ. Kết quả không đợi Tiêu Phàm mở miệng giải thích, áo trắng cuồng ma Tây Môn Ngạo liền xuất thủ. Lấy đường đường hậu kỳ đại tu sĩ chi tôn, đối phó chỉ là mấy tên tu sĩ kim đan, tự nhiên là giơ tay liền diệt sát phải sạch sẽ, ngay cả quỷ ảnh tử đều chưa từng rời khỏi một cái. Chỉ có kia kim đan hậu kỳ ma tu, lưu lại một cái mạng. Đây cũng không phải là Tây Môn Ngạo hạ thủ lưu tình, mà là muốn đối hắn thi triển siêu hồn chi pháp. Sau một lát, tên này ma tu liền thất khiếu chảy máu, mềm nhũn co quắp ngã xuống đất, đã hôn mê. Tây Môn Ngạo siêu hồn chi pháp, nhưng do Âu Dương Minh Nguyệt bá đạo nhiều, căn bản liền không có cân nhắc qua bị siêu hồn người chết sống. Trên thực tế, Tây Môn Ngạo cũng không có ý định để hắn sống sót, lật tay một cái, thất khiếu chảy máu ma tu liền tại to lớn cự lực phía dưới, thì cốt thành bùn, hóa thành cho tàn. Tên này kim đan ma tu cấp bậc không cao, bất quá tại hạch tâm địa vực tuần tra, nhiều ít vẫn là biết được một chút tình báo. Siêu hồn về sau, cơ bản đối vùng này đội tuần tra riêng phần mình phụ trách khu vực, tuần tra khoảng cách cùng thời gian, đều rõ như lòng bàn tay. Thế là một đoàn người tiếp tục hướng phía trước, ở giữa quả nhiên rất nhẹ nhàng tránh đi những cái kia càng ngày càng tấp nập xuất hiện đội tuần tra, rất nhanh liền chống đỡ gần cực điểm. Không gian ba động càng thêm mãnh liệt vô so. Âu Dương Minh Nguyệt, Tiêu Phàm, Hỗn Nguyên Thượng Nhân, Thúy Phu người trên mặt đều lộ ra ý mừng rỡ, cũng tràn đầy mong mỏi chi tình. Chỉ có Thần Toán Tử trên mặt không có bao nhiêu biểu lộ. Bọn hắn càng ngày càng rõ ràng cảm ứng được, một nhóm đã cực kỳ tiếp cận quẻ tượng chỉ dẫn chỗ. Bất quá, ngoài ý muốn cũng vào lúc này phát sinh. Chương 1200, Nghiễm Lực Lão Tổ. Đạo hữu xin dừng bước, chấm ngoặc kép, một cái âm lãnh thanh âm, bỗng nhiên vang lên. Tiêu Phàm liền là đè lại độn quang, phía bên trái bên cạnh nhìn lại, theo sát phía sau hắn Thiên Diệu Tiên Tử, Âu Dương Minh Nguyệt bọn người, cũng cùng nhau dừng chân lại. Bên trái, một tên dáng người thon gầy ma nhân, mang theo 3 tên tùy tùng, hướng bên này kích xạ mà tới. Tên này ma nhân tướng mạo quái dị, xấu xí không chịu nổi, nhưng trên thân lại lộ ra nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ linh áp, chỉ là cảm giác lần trước người bất quá vừa mới đặt chân nguyên anh hậu kỳ, ngay cả cảnh giới đều không có vững chắc. Phía sau hắn 3 tên tùy tùng, có một tên là nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, khác 2 tên thì là kim đan kỳ đệ tử,
cùng cái này thon gầy ma nhân đồng dạng, tướng mạo quái dị xấu xí, không thể nghi ngờ bọn hắn đều là cùng một chủng tộc. Tiêu Phàm hai tay ôm quyền, mỉm cười nói, gặp qua đại ma tôn. Trải qua hai lần siêu hồn, bọn hắn đối thất dạ giới nhóm này tiền trạm đại quân, tổ chức kết cấu ít nhiều có chút hiểu rõ. Phàm là tu vi đạt đến tại nguyên anh hậu kỳ cảnh giới ma nhân, đều bị tôn xưng là đại ma tôn. Đại ma tôn hơi gật đầu, xem như đáp lễ, như dao sắc bén ánh mắt, tại trên mặt mọi người một quét qua qua, âm lãnh mà hỏi thăm, đạo hữu rất là lạ mặt, xin hỏi đạo hữu họ gì đại danh, lệ thuộc vào vị nào đại ma tôn dưới trướng. Tiêu Phàm cười cười, nói, đại ma tôn chẳng lẽ đối tại hạ có cái gì hoài nghi à? Thon gầy ma nhân cười hắc hắc, nói, đạo hữu thuật dịch dung, cũng coi là rất cao minh, đáng tiếc ngươi thuật dịch dung của mình mặc dù không có sơ hở gì, người mấy vị này đồng bạn, lại lộ ra sơ hở. Giả mạo thạch mỗ tộc nhân, nhưng không dễ dàng như vậy. Nói, mắt ánh sáng ngay tại Huệ Thiên Hào đám người trên mặt lần nữa khẽ quét mà qua. Tiêu Phàm có chút nhíu mày. Thiên Diệu Cung thuật dịch dung cố nhiên thần diệu vô so, thay vào đó một nhóm người bản thân tu vi thực tế quá cao, cứ việc cưỡng ép áp chế tự thân tu vi, thật gặp ngay phải cùng một chủng tộc cao giai ma nhân, nhưng như cũng không khỏi lộ ra chân ngựa. Mà lại, Thiên Diệu tiên tử cho hắn dịch dung giả dạng thời điểm, cơ hồ không có thay đổi dung mạo của hắn, chỉ là cải biến khí tức. Thực tế là quá tuấn tú một cái ma nhân, khả năng Thiên Diệu tiên tử cũng không nguyện ý nhìn xem người yêu của mình biến thành loại kia hình thù kỳ quái ma người bộ dáng, trong tiềm thức liền để Tiêu Phàm bảo trì lúc đầu anh tuấn bề ngoài. Dạng này không lộ ra chân ngựa mới là lạ, cổ tịch bên trên ghi chép, tại các ngươi toa ma giới, có cái gọi là động vật biển thợ săn. Xem ra các ngươi chính là, các ngươi là mình ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, vẫn là phải vốn đại ma tôn thân tự xuất thủ. Hắc hắc, muốn vàng thao lẫn lộn, bằng các ngươi chút tu vi ấy, kia còn kém xa lắm đâu. Thon gầy ma nhân cười lạnh nói, hai tay chắp ở sau lưng, thần sắc ngạo nghễ. Tựa hồ căn bản liền không sợ Tiêu Phàm bọn người phản kháng. Ngược lại cũng không trách người này khinh thường, dù sao nơi này đã xâm nhập ma nhân hạch tâm trọng địa, bốn phía khắp nơi đều là thành quần kết đội ma nhân cùng ma thú, trong đó không ít hay là cao giai ma nhân ma thú, Tiêu Phàm cùng chỉ là hơn 10 người. Ở đây quả thực chính là giọt nước trong biển cả, chỉ cần bên này vừa có động tĩnh, lập tức liền sẽ có vô số ma nhân ma thú chen chúc mà tới. Lại nói, hắn cũng chỉ là nhìn ra giả trang tộc khác người Huệ Thiên Hào đám người sơ hở. Lại mảy may đều chưa từng nhìn ra, mấy vị này kỳ thật đã áp chế mình chân thực cảnh giới. Nếu hắn có thể nhìn ra được, chỉ sợ liền sẽ không như thế, lỗ mãng. Giết hắn, một cái thanh lãnh thanh âm, bỗng nhiên vang lên, chính là Âu Dương Minh Nguyệt. Cơ hồ là trong nháy mắt, mấy đạo cường đại đến cực điểm khí tức khủng bố. Bỗng nhiên bộc phát, cái gì, chấm ngoặc kép, thon gầy ma nhân lúc này mới phát giác tình hình không đúng, lại nơi nào còn kịp làm ra phản ứng. Đừng bảo là hắn chỉ là một cái khó khăn lắm tiến giai không bao lâu hậu kỳ đại ma tôn, liền xem như những cái kia thành danh đã lâu, cảnh giới vững chắc nguyên anh hậu kỳ ma nhân, gặp tình hình như vậy, cũng là đường chết một đầu, kết quả không có bất kỳ cái gì lo lắng. Thon gầy ma nhân tính cả hắn ba tên tùy tùng, cũng còn không có lấy lại tinh thần, liền điều xấu trước mắt, tiếng sét đánh bên trong, tại chỗ liền oanh thành bột mịn, ngay cả nửa phân kháng cự chi lực đều không có. Âu Dương Minh Nguyệt làm tay khẽ vẫy, liền đem một cái màu đen chữ vật vòng tay nắm ở trong tay, thần niệm khẽ động, một mảnh tàn khuyết không đầy đủ ngọc bài, bắn ra. Địa đồ, mấy người khác lập tức lấy làm kinh hãi, tinh thần đại chấn. Mảnh này tàn khuyết không đầy đủ ngọc bài. Mỗi người bọn họ đều rất quen thuộc, đúng là bọn họ đã từng thấy qua, tìm kiếm thiên hương ngọc lộ địa đồ tàn phiến. Đồng dạng ngọc bài, Âu Dương Minh Nguyệt trên thân còn có ba mảnh. Là Thiên Diệu tiên tử Huệ Thiên Hào bọn người lần trước tại rời cái này cách đó không xa hòn đảo bên trên tìm tới. Lại không nghĩ tới, vậy mà lại từ tên này hậu kỳ đại ma tôn chữ vật vòng tay bên trong, lục soát mảnh thứ 4 địa đồ. Khó trách quẻ tượng chỉ dẫn, để cho bọn họ tới đến nơi đây. Lại không biết ngọc bài này là sớm đã bị thon gầy ma nhân cất giữ tại chữ vật vòng tay bên trong, hay là từ thất dạ giới đến chỗ này về sau, vô ý ở giữa đạt được. Nếu như là cái trước lời nói, sự tình liền trở nên cực kỳ phức tạp, bởi vì kia mang ý nghĩa, thiên hương ngọc lộ rất có thể giấu ở thất dạ giới, mà không phải tại toa ma giới. Chỉ tiếc, tên này thon gầy ma người đã thần hồn câu diệt, hóa thành cho tàn, coi như nghĩ còn muốn hỏi hắn, cũng không có khả năng. Nghĩ phải hiểu rõ chân tướng. Chỉ có thể tiếp tục đi tới đích. Âu Dương Minh Nguyệt ống tay áo lắp một cái, mình chữ vật vòng tay bên trong lại bay ra ba mảnh ngọc bài, tại không trung hình chiếu ra nửa bức bản đồ,
lại cùng mảnh thứ 4 ngọc bài bên trong khắc họa đồ hình đặt chung một chỗ, lại phát hiện giữa hai bên tựa hồ cũng không thể rất tốt khép lại cùng một chỗ. Cái này mảnh thứ 4 ngọc bài bên trong khắc họa, là một bức độc lập địa đồ. Hoặc là, cũng là cả bức bản đồ bên trong một bộ phân, chỉ là cùng phía trước ba mảnh ngọc bài bên trong khắc họa địa đồ dính liền không được, ở giữa còn thiếu cái khác ngọc bài. Đây là có chuyện gì? Mấy người song mi nhau, thật vất vả lại tới đây, đoạt thức ăn trước miệng cọp, đạt được một mảnh ngọc bài, lại như trước vẫn là một bức không đầu không đuôi không trọn vẹn địa đồ, vừa mới đạt được ngọc bài lúc hưng phấn, lập tức liền bị phiền muộn thay thế. Bên này toa diệt sát một tên hậu kỳ đại ma tôn, cứ việc Âu Dương Minh Nguyệt bọn người xuất thủ mau lẹ vô so, vẫn như cũ không thể tránh khỏi náo ra cực động tĩnh lớn, sớm đã kinh động bốn phía ma nhân ma thú, nhao nhao hướng bên này tuôn đi qua, nhưng lại nhao nhao ở phía xa không hẹn mà cùng dừng lại bước chân, từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi, không dám đến gần nữa. Dòng dã 9 tên hậu kỳ đại tu sĩ ở đây, kia khủng bố vô so linh áp, khiến bất luận cái gì ma nhân ma thú đều chùn bước. Rất rõ ràng, lúc này ai cái thứ nhất tiến lên, ai liền chết không có chỗ chôn. Không thấy được thạch đại ma tôn đều không có bất kỳ cái gì sức lực chống đỡ, tại chỗ bị diệt sát. Đối bốn phía nhao nhao vào tới ma nhân ma thú, Âu Dương Minh Nguyệt bọn người ngay cả chính mắt cũng không từng nhìn lên một cái. Như là đã lộ bộ dạng, kia cũng không có cái gì đáng sợ. Cùng các loại, cái này bức bản đồ, giống như có chút đặc biệt. Chấm ngoặc kép, mang trưởng quỹ chợt nói, trong mắt phóng xạ ra dị dạng quang trạch. Có cái gì đặc biệt, mọi người chẳng lẽ không có cảm thấy, cái này bức bản đồ, miêu tả chính là dưới mắt cái này chân trời tình hình A. Nhìn, ở giữa cái này cái điểm đỏ, đúng lúc là không gian thông đạo vị trí. Mang trưởng quỹ duỗi ra ngón tay, chỉ hướng trong địa đồ một cái điểm đỏ, kia cái điểm đỏ thậm chí còn đang nhấp nháy lấy yếu ớt quang trạch, tựa hồ là một loại nào đó nhắc nhở. Nói đến tầm bảo, hắn có thể là một trong người đi đường, kinh nghiệm phong phú nhất. Các loại tầm bảo đồ, hắn tiếp xúc phải cũng nhiều nhất, trải qua này nhắc nhở, tất cả mọi người lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Đúng, giống như thật miêu tả chính là tình hình nơi này. Chấm ngoặc kép, mọi người quan sát đến địa đồ. Lại đưa mắt nhìn quanh, phát hiện mang trưởng quỹ nói quả nhiên có đạo lý. Kia điểm đỏ đối ứng, chính là không gian thông đạo vị trí. Điểm đỏ giờ phút này còn tại có chút lóe sáng, không phải là có chỉ dẫn. Bất quá kia không gian thông đạo giờ phút này hay là một cái đơn hướng thông nói, bọn hắn ở trên không thời điểm. Liền thấy rất rõ ràng, không gian thông đạo bên cạnh, có không ít ma nhân ngay tại bận rộn tiến hành bố trí. Đoán chừng là bày trận ra cố cái này không gian thông đạo. Đồng thời còn muốn cải biến không gian thông đạo đơn hướng thuộc tính. Một cái đơn hướng không gian thông đạo, nhưng không tiện trèo chống đem càng ngày càng kịch liệt giao diện đại chiến. Mặc kệ như thế nào, trước qua bên kia nhìn xem. Đại lãnh chúa quả quyết nói. Hắc hắc, thật to gan, đúng lúc này, một thanh âm ầm vang vang lên, như là sấm rền, tại thiên không cuồn cuộn mà qua, tràn đầy vô tận uy áp chi khí. Thậm chí ngay cả Tiêu Phàm đều cảm thấy chấn động trong lòng. Từ khi đặt chân tu chân giới về sau, hắn còn chưa hề cảm thụ qua khủng bố như vậy uy áp mạnh mẽ. Sớm đã tại bọn hắn bốn phía tụ tập một vòng lại một vòng ma nhân ma thú, lập tức nhao nhao quỳ rạp xuống đất, một chút cấp bậc hơi thấp ma nhân ma thú, đồng thời nhìn trời cúng bái, miệng nói, lão tổ cao giai ma nhân cũng khom người làm lễ, không dám có chút bất kính chi ý. Nghiễm lực lão tổ, mọi người cơ hồ là cùng một thời gian, trong đầu toát ra như thế một cái tên, đều biến sắc. Trừ vị này thất dạ giới tiên phong đại tướng Nghiễm Lực lão tổ, lại không ai có thể cho bọn hắn tạo thành dạng này uy áp. Tiêu Phàm đáy mắt lục mang lấp lánh, hướng xa xa chân trời nhìn lại, chỉ thấy trên trời cao, mây đen cuồn cuộn, trong mây đen, đứng vững một tên tuổi già ma nhân, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm chi sắc, ánh mắt sáng ngời, sau lưng đi theo mấy tên cao giai ma nhân. Ở đây, dám giết ta môn nhân, các ngươi quả nhiên là to gan lớn mật. Oanh thanh âm ùng ùng, vang lên lần nữa. Theo mây đen tới gần, uy áp chi khí càng lắm. Nguyên lai kia họ Thạch hậu kỳ đại ma tôn là Nghiễm Lực lão tổ môn nhân đệ tử, khó trách như vậy ngạo khí. Chỉ tiếc, đụng tới mấy cái, lăng đầu thanh, chưa từng hỏi sư phụ ngươi là vị nào, mảy may không theo quy củ ra bài, dù coi như Thạch mỗ chỗ dựa lại cứng rắn, cũng chết sạch sẽ. Sắc mặt của mọi người, đều trở nên cực kỳ khó coi. Tại ma đại quân người trùng điệp trong vòng vây, đối mặt một tên ngộ linh kỳ lão tổ, muốn bình yên thoát thân. Cơ hồ chính là mơ mộng hão huyền. Ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào Âu Dương Minh Nguyệt trên mặt. Lúc này, dù sao cũng phải có người cầm cái chủ ý. Mặc kệ chủ ý này là tốt là xấu, dù sao cũng tốt hơn không ai làm chủ.
ngay cả đại lãnh chúa đều không ngoại lệ. Cũng không phải đại lãnh chúa cảm thấy Âu Dương Minh Nguyệt cao hơn chính mình Minh, mà là hắn biết rõ, tại cái này quan trọng trước mắt, muốn sống sót, đầu vừa muốn gấp chính là quyền chuyên một, nếu như đồng thời có hai người ra lệnh, kết quả chính là mọi người không biết làm thế nào, cuối cùng một cái đều chạy không thoát. Đi không gian thông đạo, đây chính là Âu Dương Minh Nguyệt làm ra quyết định, đi không gian thông đạo, thế nhưng là, kia là đơn hướng thông nói, chấm ngoặc kép, lập tức liền có người đưa ra chất vấn, nhưng mà, Âu Dương Minh Nguyệt động tác kế tiếp, để mỗi người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Tóc trắng đại trưởng lão Uyển chuyển thân thể nhoáng một cái, thoáng qua liền đến Tiêu Phàm bên người, tiêm tiêm làm duỗi tay ra, trong chốc lát liền chế trụ Tiêu Phàm mạch môn. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy mùi thơm xông vào mũi, lập tức liền mạch môn siết chặt, đã bị Âu Dương Minh Nguyệt một mực chế trụ, không thể động đậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1201, không gian chi lực. Ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc không thôi thời điểm, bóng đen lóe lên, Thiên Diệu tiên tử không chút do dự hướng Âu Dương Minh Nguyệt xuất thủ. Huệ Thiên Hào hừ lạnh một tiếng, đâm nghiêng bên trong một chưởng đánh ra, ngăn trở Thiên Diệu tiên tử. Mặc dù hắn cũng không hiểu vì cái gì Âu Dương Minh Nguyệt lúc này muốn đối Tiêu Phàm hạ thủ, lại rất rõ ràng chính mình chỗ chức trách. Mặc kệ hắn ở sâu trong nội tâm nghĩ thế nào, chỉ ít ở đây phiên tầm bảo hành động bên trong, hắn cùng Âu Dương Minh Nguyệt nhất định phải bảo trì nhất trí. Nếu không, tại đám này như lang như hổ ra hỏa bên trong, hắn cũng không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Tiêu Phàm ngược lại là rất bình tĩnh, cũng không dãy dụa. Bị Âu Dương Minh Nguyệt dạng này một cùng một đại cao thủ chế trụ mạch môn, dù hắn bản lĩnh thông thiên, cũng dãy dụa không được. Tất cả dừng tay, Âu Dương Minh Nguyệt một tiếng gào to. Không muốn chết liền lập tức theo ta đi. Một lời chưa tất, mây đen cuồn cuộn đã đến phụ cận. Âu Dương Minh Nguyệt một tay chụp lấy Tiêu Phàm mạch môn, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền hướng không gian thông đạo bên kia kích bắn đi, cổ tay khẽ đảo, một mặt cổ phác hình bát giác hương đồng nổi lên. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy một cỗ chí dương lôi điện uy áp đập vào mặt, nháy mắt toàn thân khô nóng khó nhịn. Hạo Dương bảo kính, Tiêu Phàm đã từng thấy qua Âu Dương Minh Nguyệt thúc đẩy món chí bảo này diệt sát mấy chục ngàn ma thú tình hình. Từ cái này bảo kính bên trên lộ ra khí thức đến xem, đã siêu việt pháp bảo cực phẩm phạm trù. Đây là một kiện phỏng chế thông huyền linh bảo. Âu Dương Minh Nguyệt tay phải nhẹ nhàng điểm một cái kia mặt cổ phác bát giác hương đồng, lập tức phích lịch chi tiếng nổ lớn, vô số kim sắc lôi điện bỗng nhiên lấp lánh mà ra, dù coi như Tiêu Phàm tu luyện qua thiên nhãn thần thông, trong chớp nhoáng này cũng cảm thấy phải đầy dẫy kim sắc, lóa mắt lóa mắt. Nguyên bản bị trấn trụ, ở phía xa quan sát không dám đến gần ma nhân các ma thú, tựa hồ nhận một loại nào đó thúc giục. Bắt đầu liều lĩnh vào tới bên này, ầm vang một tiếng thật lớn, vô số đạo kim sắc lôi điện tật bổ mà ra. Tiêu Phàm lại một lần nữa khoảng cách gần kiến thức đến Âu Dương Minh Nguyệt thúc đẩy Hạo Dương bảo kính uy lực. Quả nhiên là hoành tảo thiên quân, người chúng chết ngay lập tức. Tiếng sét đánh bên trong, vô số ma nhân ma thú bị kim sắc lôi điện oanh thành bột mịn. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được, trong đó không ít cao giai ma nhân ma thú, cũng vẻn vẹn chỉ là tại kim sắc lôi điện giáng lâm nháy mắt, vội vàng né tránh, miễn cưỡng tự vệ. Về phần nói ngạnh giang, kia là nghĩ cũng không dám nghĩ. Một cái thông đạo, nháy mắt bị thanh lý ra. Sư tỷ, thật muốn đồng quy vu tận sao? Huệ Thiên Hào để qua Thiên Diệu tiên tử công kích, quát. Dưới chân lại là không ngừng chút nào, theo sát Âu Dương Minh Nguyệt, hướng không gian thông đạo bên kia phóng đi. Lúc này, ai đều không thể phán đoán Âu Dương Minh Nguyệt quyết định này có chính xác không, nhưng có một chút lại là có thể khẳng định hãm sâu trùng vây, chịu ôm thành một đoàn bên ngoài, lại không có tốt hơn mạng sống chi pháp. Mắt thấy Âu Dương Minh Nguyệt cũng không có tiến một bước ra hại Tiêu Phàm, Thiên Diệu tiên tử liền là dừng tay không công. Thân thể nhoáng một cái, cũng theo sát phía sau mà đi. Trong mây đen truyền đến nhiễm lực lão tổ phẫn nộ tiếng giống. Bốn phía ma nhân ma thú mặc dù gan chiến tâm kinh, nhưng nhiếp tại nhiễm lực lão tổ lửa giận, vẫn như cũ liều lĩnh vào tới bên này. Ý đồ cản trở, lúc này, chín tên hậu kỳ đại tu sĩ liên thủ xuất kích huy lực. Mới xem như chân chính hiển lộ ra. Trong lúc nhất thời, các loại pháp bảo nhao nhao bị tế ra, chi này chỉ có 10 người đội ngũ nhỏ hoàn toàn bị pháp bảo uy năng bao phủ nó dưới, bất kỳ cái gì ma nhân ma thú công kích. Đều không ngoại lệ bị cái này khủng bố vô so uy năng bắn ngược trở về, không có chút nào tác dụng. 9 người liên thủ nhất trí, hướng về phía trước oanh sát. Không có bất kỳ cái gì ma nhân ma thú có thể ngăn cản mảy may. Đối với phổ thông tu sĩ mà nói, một tên hậu kỳ đại tu sĩ đã là vô địch tồn tại. Chớ đừng nói chi là 9 tên đại tu sĩ đồng thời xuất thủ.
Ma quân nhân số tuy nhiều, lại không thể cho Âu Dương Minh Nguyệt cùng người tạo thành người bất luận cái gì quấy nhiễu. Sau một lát, một đoàn người liền giết tới không gian thông đạo phụ cận, có thể cảm nhận được kia không gian thật lớn chi lực, chính đang không ngừng vặn vẹo, hướng bốn phía khuếch tán. Nguyên bản ngay tại hết sức chăm chú bố trí pháp trận thất dạ giới ma nhân, nhao nhao tránh thoát một bên, dừng lại bày trận làm việc. Hừ, đây là đơn hướng thông nói, nhìn các ngươi còn có thể chạy đi đâu. Không trung mây đen cực tốc hướng bên này tới gần, đảo mắt cũng đến không gian thông đạo phía trên, nhiễm lực lão tổ ở trên cao nhìn xuống quan sát mọi người, cười lạnh nói. Nhưng không có vội vã xuất thủ, rất rõ ràng, hắn sớm đã phát giác được Âu Dương Minh Nguyệt đám người thực lực, 9 tên hậu kỳ đại tu sĩ cộng thêm một tên trung kỳ tu sĩ, thực tế không thể coi thường, hắn mặc dù là ngộ linh kỳ lão tổ, muốn bằng lực lượng một người đối phó 9 tên đại tu sĩ, cũng là quá cuồng vọng. Huống chi, trong đó còn có Âu Dương Minh Nguyệt cùng đại lãnh chúa dạng này chỉ nửa bước đã bước vào ngộ linh kỳ đỉnh tiêm đại tu sĩ. Cũng may những này toa ma giới tu sĩ đã thân hãm trùng vây, nghiễm lực lão tổ hoàn toàn không cần thiết tự thân xuất mã, chỉ cần điều động đại quân, đem bọn hắn một mực vây khốn, chờ bọn hắn chiến đến sức cùng lực kiệt thời điểm, nghiễm lực lão tổ lại tự mình xuất thủ, đem bọn hắn một một giải quyết chính là. Hơn ngàn vạn ma quân, hậu kỳ đại ma tôn cũng không phải số ít, chỉ là đem những này đại ma tôn hội tụ tới, cần một chút thời gian. Mắt thấy vô tận chân trời, có mấy đạo độn quang tới lúc gấp rút nhanh hướng bên này bay vụt mà đến, mỗi một đạo độn quang bên trong, đều lộ ra kinh khủng linh áp. Một chút hậu kỳ đại ma tôn phải đến lão tổ triệu hoán, chính lấy tốc độ nhanh nhất, chạy về đằng này. Cách thông đạo còn có mấy chục trượng xa, nhưng không gian thật lớn chi lực, đã khiến mỗi người nhìn qua đều đang vặn vẹo. Bất quá là một đầu có thể đại lượng chuyển vận nhân viên cự hình không gian thông đạo, tương đối mà nói, không gian chi lực là rất ổn định. Đều nghe kỹ, đã không đường có thể đi, chỉ có thể tiến vào không gian thông đạo. Đúng lúc này, đoàn người bên tai đều vang lên Âu Dương Minh Nguyệt truyền âm thanh âm. Đây là đơn hướng thông nói. Tây Môn Ngạo lập tức phản bác, ngữ khí hơi có chút tức hổn hển. Coi như tiến vào nhập không gian thông đạo, lại có thể thế nào? Cuối cùng còn không phải không chỗ có thể đi. Chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Thế nhưng là mọi người không nên quên, chúng ta nơi này còn có nhân tinh thông không gian chi thuật. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Minh Nguyệt tỉnh táo nói. Hắc Huyên ba lãnh chúa cùng thần toán tử không biết Âu Dương Minh Nguyệt nói tới ai, Hỗn Nguyên thượng nhân Huệ Thiên Hào bọn người lại rất rõ ràng. Huệ Thiên Hào giật nảy cả mình, kêu lên, đại trưởng lão chẳng lẽ cho rằng, Tiêu Mỗ có thể nghịch chuyển đầu này không gian thông đạo. Cái kia cũng quá không đáng tin cậy đi. Coi như Tiêu Phàm hiểu sơ một chút không gian chi đạo ra mao, còn đã từng từ không gian vòng xoáy bên trong cứu qua một đầu sắp thành niên thanh toan nghê, cũng không có nghĩa là, hắn có bản lĩnh vặn vẹo khổng lồ như vậy giao diện không gian thông đạo. Đáy biển những cái kia cỡ nhỏ không gian vòng xoáy, tới khách quan, căn bản cũng không phải là một chuyện. Nghịch chuyển không gian thông đạo có lẽ làm không được, nhưng đảo loạn một chút, không khó lắm. Không gian chi lực, nguyên bản liền biến ảo khó lường, cực không ổn định. Chỉ cần tại thời cơ thích hợp thoảng qua thực hiện một chút ngoại lực, cũng đủ để cho không gian chi lực trở nên hỗn loạn. Tiêu Phàm, là như thế này à? Ngoài dữ liệu chính là, Âu Dương Minh Nguyệt lại còn, trưng cầu, một chút Tiêu Phàm ý kiến. Tiêu Phàm từ tốn nói, giống như đại trưởng lão cũng không có cho ta cái khác lựa chọn. Âu Dương Minh Nguyệt chế trụ hắn mạch môn động tác này, đã nói rõ hết thảy. Mặc kệ hắn là phủ nhận cùng Âu Dương Minh Nguyệt có quan hệ không gian chi đạo, lý luận hắn đều phải thử một lần. Âu Dương Minh Nguyệt căn bản cũng không phải là thật đang trưng cầu ý kiến của hắn, mà là hướng hắn hạ đạt chỉ lệnh. Đại trưởng lão chẳng lẽ dự định một mực dạng này chế trụ tại hạ? Tiêu Phàm lập tức lạnh lùng hỏi. Âu Dương Minh Nguyệt nhìn hắn một cái, năm ngón tay buông lỏng, thu hồi lại, mắt thấy chân trời độn quang cách nơi này càng ngày càng gần, Tiêu Phàm lại không chần chờ, tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm. Tay phải không ngừng đang không trung vạch thành vòng tròn tử, một cái chữ màu đỏ hỗn độn đồ án nổi lên. Tiêu Phàm mặc dù không có cách nào tại Càn Khôn đỉnh bên trên gieo xuống thần hồn của mình ấn ký, tế luyện vì bản mệnh pháp bảo. Lại từ lâu đem món chí bảo này luyện hóa tùy tâm. Không cần đem Càn Khôn đỉnh khu ra ngoài thân thể, liền có thể kích phát bảo đỉnh không gian chi lực. Lớn mật, nguyên bản vững vàng dừng ở trên trời cao, ở trên cao nhìn xuống quan sát cái này đây hết thảy nhiễm lực lão tổ, lập tức cảm nhận được cỗ này không gian chi lực không giống bình thường, sắc mặt lập tức biến, một tiếng quát lớn. Ống tay áo lắc một cái đen nhánh pháp luân bắn ra, ở giữa không trung xoay tròn lấy, lập tức hóa thành mấy trượng chi cự, mang theo cực kỳ khủng bố to lớn cự lực, ầm ầm chấn áp mà hạ.
Cái này toa ma giới nguyên anh trung kỳ tiểu bối, nguyên bản mảy may đều không thả trong mắt hắn, ai ngờ lại là 10 cái người bên trong nguy hiểm nhất một cái. Nghiễm lực lão tổ đầu một lo lắng còn không phải cái này 10 tên toa ma giới tu sĩ cấp cao đào tẩu, hắn lo lắng chính là toàn bộ không gian thông đạo an toàn. Mặc dù nói dạng này không gian thật lớn thông đạo, 10 tên nguyên anh tu sĩ liên thủ cũng phá hư không được, nhưng tinh thông không gian chi thuật kia lại coi là chuyện khác. Một khi không gian thông đạo bị hủy, hắn thống lĩnh nhóm này ma quân liền biến thành một mình, hạ tràng tất nhiên thê lương vô so. Vì vậy Nghiễm lực lão tổ vừa ra tay chính là tuyệt chiêu, không có chút nào lưu thủ chi ý. Tiêu Phàm đang toàn lực ứng phó thi triển không gian thần thông, hoàn toàn không có dư lực bận tâm đến Nghiễm lực lão tổ công kích. Mặc dù có càn khôn đỉnh, dạng này không gian chí bảo, nhưng muốn đảo loạn như thế không gian thật lớn thông đạo, nhưng cũng không hề dễ dàng. Gặp một lần Nghiễm lực lão tổ thân tự xuất thủ, cái khác ma nhân ma thú càng là điên cuồng hướng bên này tấn công mạnh mà đến, hoàn toàn không để ý sinh tử. Âu Dương Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, tiêm tiêm tố thủ một chỉ Hạo Dương bảo kính lập tức kim quang vạn đạo, phích lịch đại tác, lăng không hướng phi xoáy mà đến to lớn màu đen pháp luân nghênh đón tiếp lấy. Nếu như là tại bình thường, Âu Dương Minh Nguyệt cố nhiên tự tin dị thường, nhưng cũng sẽ không tùy tiện cùng một vị ngộ linh kỳ đại năng giả cứng đối cứng. Giữa hai bên, dù sao vẫn là chênh lệch một cái đại cảnh giới. Chỉ bất quá dưới mắt, Âu Dương Minh Nguyệt lại không có lựa chọn nào khác. Bởi vì Nghiễm lực lão tổ mục tiêu công kích không phải nàng, mà là Tiêu Phàm. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa. Kim sắc phích lịch cùng hào quang màu đen tứ tán vẩy ra, ở giữa không trung giữ lẫn nhau không dưới. Âu Dương Minh Nguyệt vậy mà cùng một tên ngộ linh kỳ lão tổ lấy cứng trọi cứng, đánh cái lực lượng ngang nhau. Mọi người không khỏi có chút trợn mắt hốc mồm. Mặc dù mọi người đều biết Âu Dương Minh Nguyệt cực mạnh, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến, nàng vậy mà mạnh đến trình độ như vậy. Trừ liên tiếp nàng Tiêu Phàm bên ngoài, không người có thể phát giác, Âu Dương Minh Nguyệt sắc mặt, có một nháy mắt phi tốc chuyển biến. Trong nháy mắt đó, Âu Dương Minh Nguyệt sắc mặt trở nên tái nhợt vô so. Tiêu Phàm thậm chí có thể mơ hồ cảm ứng được, Âu Dương Minh Nguyệt khí tức trong người, tựa hồ trở nên cực kỳ hỗn loạn, cực kỳ không ổn định. Chỉ bất quá trong lúc này, lại có ai sẽ để ý những này đâu. Tật, Tiêu Phàm tay phải ngón giữa và ngón trỏ cũng chỉ như kích, chỉ về phía trước, trừ màu đỏ hỗn độn đồ án đảo mắt hóa thành mấy trượng lớn nhỏ trừ vòng xoáy màu đỏ, bay về phía trước xoáy mà đi, một cỗ cực kỳ cường đại cơ hồ không dưới không gian thông đạo không gian chi lực, bỗng nhiên bạo phát đi ra, hướng về không gian thật lớn thông đạo mãnh đụng tới. Lại là một tiếng, ầm vang, tiếng vang, không gian ba động bỗng nhiên trở nên cực kỳ bắt đầu cuồng bạo. Đi, Tiêu Phàm quát lớn, dưới chân độn quang cùng một chỗ, không chút do dự liền hướng cự đại không gian thông đạo bay đi. Âu Dương Minh Nguyệt nâng tay khẽ vẫy, thu hồi đang cùng màu đen pháp luân đau khổ giữ lẫn nhau Hạo Dương bảo kính, uyển chuyển thân thể nhất chuyển, theo thật sát Tiêu Phàm sau lưng, chui vào đến cuồng bạo không gian ba động bên trong. Chương 1202, Lôi điện vòng cấm. Tiến vào không gian thông đạo nháy mắt, Âu Dương Minh Nguyệt tay vừa nhấc, nghĩ muốn lần nữa chế trụ Tiêu Phàm mạch môn. Không biết là nguyên nhân gì, Âu Dương Minh Nguyệt tựa hồ đối với Tiêu Phàm lập tức trở nên rất không yên lòng, sợ hắn chạy mất. Đúng lúc này, một cỗ nhu hòa lại khổng lồ không gian chi lực từ Tiêu Phàm thể nội lộ ra, đem Âu Dương Minh Nguyệt tiêm tiêm tố thủ nhẹ nhàng đẩy ra, thật giống như tình nhân tại ôn nhu cự tuyệt nhất, không mang mảy may ngang ngược chi ý. Đẩy ra Âu Dương Minh Nguyệt về sau, cỗ này không gian chi lực liền đem Tiêu Phàm bao phủ trong đó. Cuồng bạo không gian loạn lưu, bạch quang chói mắt. Đã từng quen thuộc tình hình, lần nữa đập vào mặt. Bất quá lần này, Tiêu Phàm lại ứng phó ung dung. Vừa đến hắn tại không gian chi đạo bên trên tạo nghệ ngày càng tinh thâm, xa không phải lúc trước có thể so sánh, mà lại bản thân cảnh giới biên độ lớn tăng lên, cũng làm hắn chống cự không gian áp lực năng lực đại tăng. Thứ hai cái này vốn là một cái hoàn chỉnh vững chắc cự hình không gian thông đạo, cùng Tiêu Phàm đã từng kinh lịch không gian phong bạo cùng không ổn định không gian thông đạo rất là khác biệt. Mặc dù Tiêu Phàm lấy càn khôn đỉnh chi lực cưỡng ép nhiễu loạn không gian thông đạo bình thường vận hành, cường đại không gian thông đạo lực lượng hay là sẽ cố gắng lần nữa đem nó đặt vào quỹ đạo, nhưng những người khác Tiêu Phàm liền không để ý tới. Người khác hắn không lo lắng, chỉ lo lắng Thiên Diệu tiên tử. May mà 5 năm này ở giữa Thiên Diệu tiên tử khôi phục được không sai, mặc dù còn chưa từng khôi phục lại đỉnh phong cảnh giới, cùng bình thường hậu kỳ đại tu sĩ khách quan cũng không rơi vào thế hạ phong. Nhất là đạt được Thiên Diệu thần phù bí kíp về sau, Tiêu Phàm thậm chí luyện chế mấy chương không gian phù lục, giao cho Thiên Diệu tiên tử.
Cái này vốn chỉ là Tiêu Phàm ý nghĩ hão huyền, cũng không phải là Thiên Diệu Thần Phù ghi chép. Tiêu Phàm chính là người như vậy, cho tới bây giờ đều không câu nệ trần pháp, mãi mãi cũng nghĩ đến sáng tạo cái mới cầu biến. Cứ việc không ai thử qua đem không gian chi lực luyện tiến vào phù lục bên trong đi, Tiêu Phàm nhưng cũng nguyện ý thử một lần. Đã những lực lượng khác có thể luyện tiến vào phù lục, trên lý luận không gian chi lực cũng hẳn là có thể. Ai ngờ thật đúng là để Tiêu Phàm luyện mấy chương ẩn chứa không gian chi lực phù lục ra. Mặc dù ẩn chứa không gian chi lực rất yếu ớt, nhưng cũng có chút ít còn hơn không, nếu như sử dụng thỏa đáng lời nói, quan trọng trước mắt, cũng có thể tạo được tác dụng không tưởng tượng nổi. Hiện tại, Tiêu Phàm chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào cái này mấy chương không gian trên bùa chú. Có lẽ có thể bảo đảm Thiên Diệu tiên tử bình an. Cũng không biết qua bao nhiêu thời điểm, bạch quang chói mắt dần dần tiêu tán, không gian bốn phía áp lực cũng dần dần yếu bớt, Tiêu Phàm nhẹ nhàng thở phào một cái. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, rất nhanh liền có thể xuyên ra không gian thông đạo, tựa hồ cũng không có gặp được quá cường liệt không gian phong bạo. Để Tiêu Phàm tiến một bước yên lòng, rốt cục, Tiêu Phàm dưới chân đạp lên thực địa, bạch quang chói mắt tại phía sau hắn vừa thu lại, như vậy vô tung vô ảnh, cuối cùng một cỗ không gian ba động, cũng biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Phàm song mi nhẹ nhàng nhau một chút, xem ra không gian thông đạo cũng không hề hoàn toàn nghịch chuyển, hắn còn là bị không gian thông đạo bên trong sinh ra không gian loạn lưu, cuốn tới những địa phương khác. Lại không biết là ở chỗ nào, dưới chân vừa đạp mạnh thực, Tiêu Phàm không hề nghĩ ngợi, vảy rồng giáp nổi lên, lập tức đem hắn bao khỏa trong đó. Bởi vì ngay tại đạp lên thực địa nháy mắt, Tiêu Phàm liền cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Đúng lúc này, phích lịch một tiếng, trên bầu trời một đạo thiểm điện tật bổ xuống. Thẳng đến Tiêu Phàm trên đỉnh đầu mà tới. Vô luận đây là nơi nào, cũng không tránh khỏi quá không hữu hảo, mặc kệ 37-21, phích lịch thiểm điện vào đầu liền bổ xuống. Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, lôi quang tháp bắn ra, đón gió căng phồng lên, hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, hướng về thô to lôi điện nghênh đón tiếp lấy. Ầm vang một tiếng, lôi điện đánh trúng lôi quang tháp, lập tức liền bị vô thanh vô tức thu vào. Ngay sau đó, đạo thứ hai phích lịch lại oanh kích mà hạ. Vẫn như cũng bị lôi quang tháp như không có việc gì hấp thu không còn một mảnh. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, bầu trời xám xịt bên trong, tiếng sấm rền rĩ, một đạo tiếp một đạo thiên lôi, ầm vang mà xuống, nhìn tư thế kia, tựa hồ chính là khi độ kiếp thiên lôi, cũng không gì hơn cái này. Cũng may lôi điện chi lực là Tiêu Phàm tinh thông nhất thủ đoạn, theo tiến một bước luyện hóa ngân dực lôi bằng nội đan, lôi điện chi lực mấy hồ đã trở thành Tiêu Phàm bản mệnh thần thông một trong, gần với hạo nhiên chính khí. Liên tiếp 9 đạo thiên lôi đánh xuống, lôi quang tháp đều tiếp nhận xuống tới. Bầu trời xám xịt bên trong, rốt cục thoảng qua yên lặng chút. Tiêu Phàm nhẹ nhàng thở phào một cái, nâng tay khẽ vẫy, đem lôi quang tháp thu hồi lại, cái này mới tới kịp định thần lại, quan sát tỉ mỉ xung quanh tình hình. Đây là nơi quái quỷ gì? Dù là Tiêu Phàm kiến thức rộng rãi, trong đầu dâng lên ý niệm đầu tiên, chính là như thế. Một phiến đất hoang vu, dõi mắt chỗ đến, đều chỉ có thể nhìn thấy cháy đen một mảnh, không gặp lại mảy may lục sắc, chớ đừng nói chi là nhìn thấy một cái vật sống. Trừ đất khô cằn, hay là đất khô cằn, tựa hồ bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy qua một lần lại một lần, chưa hề ngừng qua. Lại ngẩng đầu đi lên nhìn, bầu trời âm trầm, hoàn toàn u ám, khiến người cảm thấy cực độ đè nén, thậm chí có ngạt thở cảm giác. Đây là lôi khu, Tiêu Phàm lập tức liền có phán đoán. Mà lại, từ vừa rồi thiên lôi độ chấn động đến xem, nơi này cũng đã trở thành cấm địa, trên cơ bản không người có thể tiến vào. Cũng không phải người người đều giống như hắn, có được như ý lôi quang tháp dạng này dị bảo, có thể đại lượng hấp thu thiên lôi lớn mạnh tự thân. Vô duyên vô cớ, chạy đến nơi đây đến gọi xét đánh làm cái gì. Tại Tiêu Phàm trong trí nhớ, không có cái kia một bản cổ tịch bên trên ghi lại qua, có dạng này một vùng cấm địa tồn tại. Lại không quan tâm những chuyện đó, trước nghĩ biện pháp rời đi nơi này lại nói. Mặc dù hắn có được lôi quang tháp, nhưng có thể không gọi xét đánh hay là tốt nhất. Đúng vào lúc này, trên trời cao mây xám bên trong, thiên lôi lập lòe, vô số lôi điện cấp tốc hướng trung ương hội tụ mà đi, cùng Tiêu Phàm kinh lịch lôi kiếp thời điểm, thiên lôi một kích cuối cùng tình hình tương tự. Tiêu Phàm không khỏi trong lòng giật mình, hẳn là hắn đến, triệt để chọc giận trong cõi u minh thiên lôi chúa tể, nhất định phải đem hắn trẻ thành mảnh vỡ, cái này mới cam tâm. Bất quá Tiêu Phàm lập tức liền lấy lại tinh thần. Cái này thiên lôi không phải nhằm vào hắn. Thiên lôi hội tụ trung tâm, cách nơi này còn rất xa. Xem ra nơi đó mới là cấm bãi mìn khu vực trung tâm. Chỉ là, thiên lôi bỗng nhiên hội tụ, lại không biết là nhằm vào ai đi. Sau một khắc,
Tiêu Phàm liền biết, Âu Dương Minh Nguyệt, cái này cuồn cuộn hội tụ thiên lôi, là nhằm vào Âu Dương Minh Nguyệt đi. Tiêu Phàm đã cảm ứng được Âu Dương Minh Nguyệt khí tức. Để bảo đảm đoàn đội thành viên ở giữa có thể tương hỗ viện trợ, mỗi người đều lẫn nhau đối trên người đối phương dưới cấm chế, tại tương đương rộng rãi phạm vi bên trong, tất cả mọi người có thể tương hỗ cảm ứng được những người khác tồn tại, cùng biết được đại khái phương vị. Có thủ đoạn như vậy, coi như thất lạc, cũng có thể nghĩ biện pháp một lần nữa tập hợp một chỗ. Âu Dương Minh Nguyệt khí tức đặc biệt mãnh liệt, Tiêu Phàm có thể khẳng định, nàng liền tại thiên lôi hội tụ khu vực phía dưới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, to lớn lôi trụ, đánh mạnh mà hạ. Cơ hồ là cùng một thời gian, khác một đạo phích lịch thanh âm nổ vang, kim quang chớp loạn, lóa mắt hạo dương bảo kính phóng lên tận trời, điện tránh lôi minh, hướng về to lớn lôi trụ nghênh kích đi lên, cả hai ầm vang đụng vào nhau, điện quang bắn ra bốn phía, giữ lẫn nhau không dưới. Phảng phất giữa không trung thêm ra một cái kim sắc mặt trời, ngay cả tu luyện qua thiên nhãn thần thông Tiêu Phàm, cũng vội vàng sắp hai mắt rời, không muốn nhìn thẳng vào cái này vòng nắng gắt. Dưới chân lại không ngừng nghỉ chút nào, độn quang cùng một chỗ, hướng na bên cạnh bay đi. Oanh, chấm ngoặc kép, một tia chớp, bỗng nhiên từ dưới chân đất khô cằn bên trong nổi lên, hướng Tiêu Phàm oanh kích mà tới. Mậu thổ lôi điện, Tiêu Phàm lấy làm kinh hãi, né người sang một bên, tránh sang một bên. Phích lịch sượt qua người. Mặc dù cái này nói lôi điện lực lượng không mạnh, lại là cực kỳ hiếm thấy mậu thổ thuộc tính. Ngũ hành thần lôi, mậu thổ lôi điện là hiếm thấy nhất, cũng ít nhất có người tu luyện, độ khó cực lớn. Bất quá đem đối ứng chính là, một khi mậu thổ lôi điện tu luyện có thành tựu, uy lực lại là cực lớn, mà lại cực kỳ thuần hậu, sức chịu đựng bền bỉ, lôi điện chi lực cuồn cuộn không dứt, không đem địch nhân triệt để oanh sát tuyệt không bỏ qua. Nếu như không phải Tiêu Phàm tinh thông thần thông sấm sét, bản thân chủ tu công pháp lại là mậu thổ thuộc tính, thật đúng là không nhất định có thể đem cái này hiếm thấy mậu thổ lôi điện nhận ra. Lại không biết cái này mậu thổ lôi điện là nơi đây thiên nhiên hình thành, hay là hấp thu quá nhiều thiên lôi chi lực, mới dần dần dựng dục ra mới thần thông sấm sét. Lúc này, Tiêu Phàm tự nhiên không có thời gian đến suy nghĩ những chi tiết này, toàn thân pháp lực lưu chuyển, đột nhiên tăng nhanh tốc độ bay. Hắn cũng không muốn ở chỗ này bị vô tận mậu thổ lôi điện dây dưa. Hay là mau chóng cùng Âu Dương Minh Nguyệt tụ hợp, rời đi nơi này lại nói. Mặc dù ngay từ đầu, Tiêu Phàm là bị ép tham gia cái này tầm bảo đoàn, dưới mắt Tiêu Phàm lại không nguyện ý bỏ dở nửa chừng. Thiên hương ngọc lộ loại này nghịch thiên bảo vật, cho tới bây giờ đều là người có duyên có được, nhưng chưa chắc ai tu vi cao nhất ai liền có thể chắc thắng. Mà lại, hắn cũng không biết bây giờ người ở chỗ nào, vạn vừa đã xuyên qua thất dạ giới, tại cái này dị giới tha hương, đưa mắt đều là địch nhân. Hay là cùng những người khác tụ hợp, ôm thành một đoàn càng có sức tự vệ. Huống hồ đã Âu Dương Minh Nguyệt cùng hắn đi tới cùng một nơi, coi như hắn không chủ động ngang nhiên xông qua, Âu Dương Minh Nguyệt cũng sẽ ngay lập tức tìm tới hắn. Cùng nó bị Âu Dương Minh Nguyệt bốn phía, truy sát, còn không bằng nhà mình quang côn chút. Thỉnh thoảng có từng đạo lôi điện từ tiêu trong đất bắn ra, tập kích Tiêu Phàm. Nhưng mỗi lần Tiêu Phàm đều có thể nhẹ nhõm tránh đi bản thân hắn tinh thông lôi điện chi lực, lại chủ tu hậu thổ công pháp. Cái này mậu thổ lôi điện mỗi một lần xuất kích, đều có thể gây nên hắn cảm ứng. Chỉ bất quá cứ như vậy, Tiêu Phàm tốc độ bay lại không thể tránh khỏi bị kéo chậm rất nhiều. May mà Âu Dương Minh Nguyệt công lực thông huyền, lại tinh nghiên trí dương lôi điện, có được hạo dương bảo kính cường đại như vậy pháp bảo, nghĩ để chống đỡ thiên lôi oanh kích, không đáng kể, Tiêu Phàm cũng tịnh không nóng nảy, bình tĩnh tại mậu thổ lôi điện bên trong xuyên qua, quanh co hướng về phía trước. Trọn vẹn một khắc đồng hồ trôi qua. Tiêu Phàm rốt cục tiếp cận trong sấm sét tâm. Lúc đầu cuồn cuộn không dứt, không ngừng từ lòng đất tuôn ra mậu thổ lôi điện, bỗng nhiên trở nên 10 điểm yên tĩnh, lại không quấy rối hắn. Cảm giác bên trên, những này mậu thổ lôi điện mục đích cũng không phải là muốn đả thương hắn, mà là muốn trì trệ tốc độ của hắn. Bây giờ Tiêu Phàm đã tiếp cận thiên lôi trung tâm, cũng không cần phải lại quấy rối hắn. Tiêu Phàm vượt qua một ngọn núi cao, sơn phong bên kia bồn địa, chính là Âu Dương Minh Nguyệt cùng thiên lôi giao phong chỗ. Chắc hẳn Âu Dương Minh Nguyệt cũng đã sớm cảm ứng được khí tức của hắn. Giữa không trung, hạo dương bảo kính kim sáng lóng lánh, vẫn cùng thô to thiên lôi gắt gao chống lại, không có chút nào lui bước chi ý, tựa hồ nửa điểm cũng không rơi vào thế hạ phong. Nhưng khi Tiêu Phàm ánh mắt hướng trong núi bồn địa trung ương quét qua, vẫn không khỏi phải sửng sốt. Chương 1203, Lôi Thú. Bồn địa trung ương, một tên nữ tử áo trắng thanh tú động lòng người đứng thẳng, tóc trắng bay múa. Hồng nhan tuyệt thế, chính là Âu Dương Minh Nguyệt. Nhưng Âu Dương Minh Nguyệt bên người cách đó không xa, lại còn mắt lom lom ngồi xổm hai đầu quái thú.
Cái này hai đầu quái thú hình thể không lớn, cùng bình thường hổ báo chi thuộc tương đương, toàn thân lôi lóng lánh, cực kỳ lóa mắt. Tiêu Phàm đáy mắt lục mang lấp lánh, vận khởi thiên nhãn thần thông liếc nhìn quá khứ, lại phát hiện cái này hai đầu quái thú ép căn bản không hề huyết nhục thực thể, toàn thân trên dưới, đều là lôi điện chi lực cấu thành. Cái này rõ ràng là hai đầu lôi thú, cỏ cây hoa thụ loại hình trường kỳ thu nạp thiên địa linh khí, tinh hoa nhật nguyệt, từ đó khai linh trí, tu thành hình người. Tình hình như vậy, Tiêu Phàm nghe nói qua không ít, tại rất nhiều cổ tịch phía trên cũng đã gặp ghi chép liên quan, cũng không đặc biệt kỳ quái. Nhưng lôi điện chi lực hóa thành hình thể, lại chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy. Tiêu Phàm thần niệm chi lực đảo qua, phát hiện cái này hai đầu lôi thú, thình lình có cùng nguyên anh kỳ tu sĩ tương đương linh áp. Tiêu Phàm một trái tim lập tức chìm xuống dưới, không khỏi nhớ tới tại lệ thú hoang nguyên thời điểm, trừ cửu gặp phải kia một đám sói đất, có thổ nguyên tinh liên tục không ngừng cung cấp thổ hệ linh lực, đám kia sói đất cơ hồ chính là bất tử thân, vô luận như thế nào diệt sát, đều không làm nên chuyện gì, sau một lát, lại có thể phục sinh. Bất quá đám kia sói đất, chỉ là kim đan sơ trung kỳ tiêu chuẩn, cái này hai đầu lôi thú, cũng đã có nguyên anh kỳ cảnh giới, nó khó chơi trình độ, có thể nghĩ. Tiêu Phàm thậm chí còn cảm ứng được một chút pháp bảo lưu lại khí tức, thiên nhãn hướng quét mắt nhìn bốn phía, lập tức liền phát hiện không ít pháp bảo mảnh vỡ. Không hề nghi ngờ, pháp bảo này là vừa vặn vỡ vụn không bao lâu. Hẳn là Âu Dương Minh Nguyệt thúc đẩy pháp bảo. Phát hiện này, làm cho Tiêu Phàm trong lòng càng thêm nặng nề. Ngay cả Âu Dương Minh Nguyệt đều muốn tự bạo pháp bảo để ngăn cản cái này hai đầu lôi thú công kích, đủ thấy hai cái này quái vật uy hiếp ra sao cùng chi rất. Hai đầu lôi thú một trái một phải, tại khoảng cách Âu Dương Minh Nguyệt hơn 10 trượng chỗ ngồi xổm, thể đồng hồ lôi điện xen lẫn, khí tức càng ngày càng cường đại. Không thể nghi ngờ, bọn chúng đây là đang không ngừng xúc tích lực lượng, từ bên trong lòng đất hấp thu lôi điện chi lực, lớn mạnh tự thân, cùng lớn mạnh tới trình độ nhất định thời điểm, tự nhiên là sẽ đối Âu Dương Minh Nguyệt phát động lại một lần nữa công kích. Mà đỉnh đầu thiên lôi chi lực, càng là vô so uy áp. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được rõ ràng. Hạo Dương bảo kính uy năng đã phát huy đến cực hạn, Âu Dương Minh Nguyệt thể nội chân nguyên pháp lực, đang lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp nhanh chóng trôi qua. Khó trách ngay cả Âu Dương Minh Nguyệt đều muốn dựa vào tự bạo pháp bảo để chống đỡ hai đầu lôi thú công kích, thực tế là không có dư lực. Nơi đây cấm địa hung hiểm, có thể thấy được chút ít. Tiêu Phàm vừa mới đối tình hình trong sân có hiểu biết, chưa nghĩ kỹ đối sách. Hai tiếng bén nhọn kêu to bỗng nhiên từ lôi thú miệng bên trong truyền ra, như là hổ khiếu long ngâm. Xa xa chuyển dương lái đi. Hai đầu lôi thú nhún người nhảy lên, trước Âu Dương Minh Nguyệt tật bổ nhào qua, thân giữa không trung. Liền biến thành biến ảo khó lường hai đoàn lôi điện, hồ quang điện lập lòe, lóa mắt lóa mắt. Âu Dương Minh Nguyệt song mi có chút nhăn lại, cũng không thấy nàng có động tác gì. Chỉ thấy một cái kim sắc phiên châu bắn ra, đảo mắt vỡ ra. Hóa thành một đoàn càng thêm lóa mắt chói mắt kim sắc lôi điện, ầm vang bắn ra bốn phía. Hạo Dương lôi châu, lần này dù là Tiêu Phàm nhất quán chấn định tự nhiên, cũng không khỏi phải trợn mắt hốc mồm. Âu Dương Minh Nguyệt không chút do dự nổ tung viên này kim sắc phiên châu. Tiêu Phàm quen thuộc vô so, đúng là hắn đã từng dùng tới đối phó tam thủ ma lang Hạo Dương lôi châu. Cái này lôi châu uy lực cực lớn, bất kỳ người nào cũng không dám chính diện anh kỳ phong duệ. Hạo Thiên Tông ngoại đường trưởng lão Tô Thiên Phong, nhục thân chính là hủy ở từ tự luyện chế Hạo Dương lôi châu phía dưới. Khoảng cách gần như vậy dẫn bạo Hạo Dương lôi châu. Âu Dương Minh Nguyệt quả thực so như liều mạng. Lại là hai tiếng rít lên, xen lẫn vô biên phẫn uất, hai đoàn ngân sắc lôi điện một lần nữa hóa thành hai đầu lôi thú, như là nhận trọng kích, hướng hai bên bay đi, trên thân khí tức trở nên cực kỳ không ổn định, hiển nhiên Hạo Dương lôi châu để bọn chúng bị thương không nhẹ. Khi kim sắc lôi điện dần dần tán đi, lộ ra Âu Dương Minh Nguyệt áo trắng như tuyết dáng người, vẫn như cũ thẳng tắp, tựa hồ cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì. Tiêu Phàm thần niệm chi lực đảo qua đi, song mi lập tức chăm chú nhăn đến cùng một chỗ. Vừa rồi một kích kia, rõ ràng hao phí Âu Dương Minh Nguyệt không ít chân nguyên pháp lực, vị này Hạo Thiên Tông đại trưởng lão, danh xưng Nam Châu đại lục đại tu sĩ thứ nhất siêu cấp cường nhân, thể nội pháp lực nghiêm trọng suy yếu, giờ phút này thậm chí ngay cả một nửa cũng chưa tới, thậm chí ngay cả tiếp tục duy trì Hạo Dương bảo kính đều đã dị thường phí sức. Người giúp ta đứng vững thiên lôi, cái này hai đầu lôi thú, ta đối phó được. Âu Dương Minh Nguyệt cũng không quay đầu lại, nói. Ngữ khí bình tĩnh như trước lạnh nhạt, không có chút nào lo nghĩ chi ý, nhưng cũng không phải thể mệnh lệnh ngữ khí, phảng phất hai cái tương giao nhiều năm lão hữu, ngay tại hòa cùng thương lượng. Tiêu Phàm người mang lôi quang bảo tháp, Âu Dương Minh Nguyệt là tận mắt chứng kiến qua. Món kia bảo vật,
từng để cho Tiêu Phàm từ dưới tay nàng trốn qua một kiếp. Lấy nàng thứ nhất đại tu sĩ ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra được, lôi quang bảo tháp phi phàm chỗ. Nhất là đối phó thần thông sấm sét, cùng tu luyện qua cao minh thần thông sấm sét tu sĩ, đều có đặc biệt khắc chế chi lực. Tốt, mắt thấy hai đầu lôi thú lại đang bay nhanh hấp thu lòng đất mậu thổ lôi điện, Tiêu Phàm cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa, một ngụm đáp ứng. Phích lịch một tiếng, kim sắc lôi quang bảo tháp bắn ra, đón gió căng phồng lên, trong khoảnh khắc hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, hướng trên bầu trời tuôn trào mà dưới to lớn lôi trụ nghênh đón tiếp lấy. Lôi quang bảo tháp mới ra, hai đầu lôi thú gần như đồng thời đình chỉ hấp thu lòng đất lôi điện chi lực, ngóc lên đầu, nhìn chỗ không bên trong bay xoáy lôi quang tháp, miệng bên trong phát ra bén nhọn tiếng ô ô, nghe không hiểu đến cùng là đang thị uy hay là biểu thị e ngại. Lúc này, Tiêu Phàm từ cũng không có lòng đi để ý tới cái này hai đầu lôi thú tâm tư. Oanh, lôi quang tháp bay đến Hạo Dương bảo kính trên không, ngạnh sinh sinh đem to lớn lôi trụ từ đó cắt đứt, đem thiên lôi chi lực dẫn hướng tự thân. Tại lôi quang tháp cùng thiên lôi chi lực tiếp xúc nháy mắt, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy thân thể ầm vang chìm xuống, như là vạn quân cự lực, đột nhiên vào đầu đè ép xuống. Không hề nghi ngờ, Tiêu Phàm đánh giá thấp cái này vòng cấm thiên lôi uy lực, xa không phải hắn độ nguyên anh lôi kiếp thời điểm thiên lôi chi lực có thể so sánh. Tiêu Phàm toàn thân xương cốt, ken két, rung động, tại vạn quân cự lực vào đầu chấn áp nháy mắt, nghĩ cũng không nghĩ, lập tức liền kích phát kim cương thiết cốt cùng cự linh biến thân hai đại thiên phú thần thông. Cùng vô cực long tượng công khác biệt, cái này hai đại thiên phú thần thông đã biến thành Tiêu Phàm bản mệnh thần thông, không cần tận lực, chỉ cần tình hình không đúng, liền sẽ tự động kích phát hộ chủ. Vô cực long tượng công lại muốn hắn cố ý mới có thể thi triển đi ra. Lập tức liền đứng vững kia cỗ vạn quân cự lực. Trong chớp nhoáng này, Tiêu Phàm xem như đối Âu Dương Minh Nguyệt thực lực chân thật, có tiến một bước hiểu rõ. Cái mới nhìn qua này kiều kiều sợ hãi, phong thái tuyệt đại nữ tử, nhục thân mạnh, vậy mà không kém hắn. Nếu không, dù coi như có Hạo Dương bảo kính đứng vững vô tận thiên lôi, cái này vạn quân cự lực cũng đủ để đưa nàng triệt để đè sập. Gặp phải tình huống như thế này, Tiêu Phàm tự nhiên lại không có nửa phân dư lực tới đối phó hai đầu giảo hoạt hung ác lôi thú. Cũng may cái này hai đầu lôi thú đã khỏi phải hắn nhọc lòng. Âu Dương Minh Nguyệt vừa thu lại về Hạo Dương bảo kính, lập tức liền hướng hai đầu lôi thú mãnh đánh tới. Cái này hai đầu lôi thú mặc dù là thông linh chi vật, dù sao tu vi còn không quá cao, chỉ bất quá khó khăn lắm có nguyên anh kỳ cảnh giới mà thôi. Tại Âu Dương Minh Nguyệt toàn lực ngăn cản thiên lôi, không rảnh quan tâm chuyện khác thời điểm, thừa cơ nhặt cái có sẵn tiện nghi, kia còn có thể, một khi Âu Dương Minh Nguyệt toàn lực ứng phó đối trả cho chúng nó, hai đầu lôi thú liền ngăn cản không nổi, chi chi kêu loạn, bốn phía tán loạn. Tiêu Phàm lại căn bản liền không tâm tư đi thưởng thức Âu Dương Minh Nguyệt uyển chuyển dáng người cùng thủ đoạn cao minh, chỉ cảm thấy đỉnh đầu áp lực càng ngày càng là nặng nề, trong chốc lát, hắn cũng đã đem cự linh tộc hai đại thiên phú thần thông kích phát đến chín thành uy lực, mới khó khăn lắm đứng vững, hai chân lại đã giữa bất chi bất giác dẫm nát mặt đất cứng rắn nham thạch, hãm sâu trong đó. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, từ hắn trơn bóng cái trán xông ra. Âu Dương Minh Nguyệt tựa hồ cũng chưa phát hiện Tiêu Phàm thời khắc này quẫn cảnh, chỉ là toàn lực ứng phó, đuổi bắt hai đầu lôi thú. Nhắc tới cũng kỳ, cái này hai đầu lôi thú cứ việc cũng không cùng Âu Dương Minh Nguyệt cứng đối cứng, mà là khắp nơi tán loạn, lại một mực tại trong sơn cốc này mấy trăm trượng phạm vi bên trong trốn tránh, tuyệt không xa cách. Xem ra cái này lôi khu mậu thổ lôi điện khu vực trung tâm ngay ở chỗ này, lôi thú là lôi điện chi lực huyễn hóa thành hình, một khi rời đi sơn cốc, lập tức liền sẽ chống đỡ không nổi, kế tục không còn chút sức lực nào. Thiên lôi chi lực còn tại một chút xíu tăng thêm, tốc độ rất đều đều, lại cơ hồ không thể nghịch chuyển. Tiêu Phàm không thể không đem cự linh tộc thiên phú thần thông kích phát đến cực hạn, lại đem vô cực long tượng công cũng kích phát ra đến, nhưng sức người có hạn, cứ theo đà này, rất nhanh thiên lôi áp lực liền sẽ vượt qua Tiêu Phàm có thể thừa nhận được cực hạn. Đến lúc đó, chỉ sợ ngay cả chạy trốn đi đều không có cơ hội. Tiêu Phàm trắng noãn sắc mặt, che kín đỏ hồng, kiên trì một chút nữa, ta liền muốn bắt hai gia hỏa này. Chấm ngoặc kép, ngay tại Tiêu Phàm sắp ngăn cản không nổi thời điểm, nhìn như đối tình hình của hắn hào không chú ý Âu Dương Minh Nguyệt bỗng nhiên từ tốn nói. Đang truy đuổi quá trình bên trong, Âu Dương Minh Nguyệt đã sớm thần không biết quỷ không hay tại sơn cốc phương viên mấy trăm trượng bên trong bày ra tầng tầng cấm chế, từng tầng đem vòng vây hướng ở giữa nắm chặt, dần dần thành bắt rùa trong hũ trạng thái. Hai đầu lôi thú cố nhiên hữu chút linh trí, lại chỗ nào có thể cùng nhân loại bên trong thiên tài tu sĩ đánh đồng. Chờ chúng nó giật mình không đối với đó lúc, sớm đã thân hãm trùng vây. Âu Dương Minh Nguyệt mười ngón tiêm tiêm, như vòng mà động, Hạo Dương bảo kính kim chói,
từ đó không ngừng bắn ra vô số kim sắc lôi điện, những này lôi điện, khiến người khó có thể tin tại không trung răng khắp nơi, dần dần dệt thành một chương chiếu lấp lánh kim sắc lôi võng, hướng hai đầu lôi thú bao phủ xuống. Cái này hai đầu lôi thú là sấm sét đất trời chi lực tạo ra tinh hoa, cũng may mà Âu Dương Minh Nguyệt tinh thông chí dương lôi điện, nếu không lấy cái khác thần thông, thật đúng là rất khó đem hai đầu thiên địa linh thú bắt sống. Cái này kim sắc lôi võng cũng là lấy lôi điện chi lực dệt thành, dùng để bắt giữ lôi thú, không có gì thích hợp bằng. Mắt thấy kim sắc lôi võng càng thu càng chặt, hai đầu lôi thú rốt cục kinh hoàng, bất an liếc nhau một cái, bỗng nhiên đồng thời ngửa đầu rít lên một tiếng, không hẹn mà cùng hướng dưới mặt đất chui vào. Âu Dương Minh Nguyệt khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Cái này dưới đất nàng cũng đã sớm bố trí xong thiên la địa võng, vì chính là phòng ngừa cái này hai đầu lôi thú trở về bản nguyên. Đã bị Âu Dương đại trưởng lão nhìn qua, hai tiểu gia hỏa này còn muốn chạy, không khỏi quá ngây thơ. Nhưng mà, vẻn vẹn chỉ là sau một khắc, Âu Dương Minh Nguyệt khóe miệng tiếu dung liền cứng lại ở đó, trên mặt lộ ra có chút khó có thể tin kinh ngạc thần sắc. Sự tình tựa hồ vượt qua ngoài dự liệu của nàng. Chương 1204, Thu Lôi. Âu Dương Minh Nguyệt thần không biết quỷ không hay tại dưới mặt đất cũng bày ra thiên la địa võng, duy chỉ có Tiêu Phàm đứng chỗ đứng có thể miễn trừ. Không thể ảnh hưởng Tiêu Phàm đối kháng thiên lôi, mà lại lấy Tiêu Phàm thần thông sấm sét mạnh, cái này hai đầu lôi thú cũng khó có thể tới gần Tiêu Phàm dưới chân. Ai ngờ lầm to, hai đầu lôi thú vậy mà chỉ chạy Tiêu Phàm lòng bàn chân mà đi, tựa hồ nhận một loại nào đó chỉ dẫn, biết nơi đó là chỗ sơ hở duy nhất, cũng là duy nhất đào mệnh chỗ. Tình hình này để Âu Dương Minh Nguyệt có chút buồn nản. Qua nhiều năm như vậy, nàng còn chưa hề tính sai qua, càng chưa hề thất thủ qua. Bây giờ đối mặt hai đầu linh trí không cao thiên địa dị thú, lại thất thủ. Nhưng mà ngay sau đó, Âu Dương Minh Nguyệt liền phát hiện, mình hay là đánh giá thấp cái này hai đầu lôi thú. Hai gia hỏa này cấp tốc hướng Tiêu Phàm lòng bàn chân phóng đi, cũng không phải là muốn thừa cơ đào mệnh, mà là dự định công kích Tiêu Phàm. Đúng lúc này, Âu Dương Minh Nguyệt đã cảm ứng được sâu trong lòng đất có một cỗ cuồng bạo vô so lôi điện chi lực, bỗng nhiên bộc phát, mang theo cực kỳ thuần hậu mậu thổ khí tức. Thiên lôi chi lực cùng như ý lôi quang tháp giữ lẫn nhau không dưới, tựa hồ bị triệt để chọc giận, không chút do dự kích phát chôn sâu lòng đất mậu thổ thần lôi, đồng thời xuất kích, trên dưới giáp công Tiêu Phàm. Những này lôi điện chi lực, như có lẽ đã mang theo một loại nào đó linh tính. Nếu không phải như thế, cũng vô pháp dựng dục ra lôi thú thần kỳ như vậy linh vật. Sâu trong lòng đất mậu thổ thần lôi bộc phát phải cực kỳ mãnh liệt, tốc độ cực nhanh, ngay cả Âu Dương Minh Nguyệt cũng chỉ tới kịp nhắc nhở Tiêu Phàm một câu. Cẩn thận, mang theo màu vàng đất ngân sắc lôi điện, liền từ lòng đất bỗng nhiên xông ra, trực tiếp oanh tiến vào Tiêu Phàm thân thể, không có chút nào trì trệ, cũng không có nhận đến mảy may trở ngại. Đây mới thực là sét đánh không kịp bưng tai, Tiêu Phàm dù nhưng đã cảm ứng được lòng đất lôi điện chi lực, cũng đã không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, bị mậu thổ thần lôi bổ vừa vặn. Từ dưới lên trên, sau một khắc, mậu thổ thần lôi liền từ Tiêu Phàm đỉnh đầu toát ra. Phích lịch một tiếng. Đánh trúng lôi quang tháp dưới đáy. Lúc này lôi quang tháp, biến thành một cái, chất dẫn, hai cỗ lôi điện chi lực, bỗng nhiên câu thông, hỗn làm một thể. Thiên lôi chi lực cùng mậu thổ thần lôi, hợp hai là một, lần nữa oanh tiến vào Tiêu Phàm thể nội. Dù là Âu Dương Minh Nguyệt có thông thiên triệt địa chi năng, giờ phút này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, tiễn nước trong hai con ngươi, cực nhanh hiện lên vẻ tuyệt vọng, chờ lấy Tiêu Phàm bị hai cỗ lôi điện chi lực triệt để oanh vì bột mịn. Vô luận đặt tại ai trên thân, cái này đều cơ hồ là duy nhất. Không thể vãn hồi kết quả, nhưng kỳ tích mãi mãi cũng sẽ tại nhất ý không ngờ được thời điểm phát sinh. Tiêu Phàm chính là cái này duy nhất một cái ngoại lệ. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một mực lẳng lặng an thân tại Tiêu Phàm đan điền khí hải bên trong ngân dực lôi bằng không trọn vẹn nội đan, bỗng nhiên bộc phát ra kinh người chi cực khí tức cường đại, một đạo nhìn như tinh xảo ngân sắc hồ quang điện, từ trong nội đan bắn ra. Trong nháy mắt, liên xuất vào Tiêu Phàm toàn thân bên trong, toàn thân trên dưới, đều bị cái này lôi điện chi lực tràn đầy. Lúc này, Âu Dương Minh Nguyệt cảm nhận được phảng phất đến từ viễn cổ man hoang chí cường khí tức, một đầu ngân dực đại bằng hư ảnh. Từ Tiêu Phàm thể nội vọt ra, thẳng lên vân tiêu, hai cánh triển khai, như đám mây che trời. Ngẩng đầu nhìn trời, âm thanh chấn cửu tiêu, thương khung lay động. Cỗ này chí cường man hoang khí tức, ngay cả Âu Dương Minh Nguyệt đều không chịu nổi, liền lùi lại mấy bước. Trong mắt toát ra kinh hãi đến cực điểm quang trạch. Thánh linh, Âu Dương Minh Nguyệt mặc dù chưa từng thấy tận mắt thánh linh, lại có thể 100% khẳng định, cỗ khí tức này nhất định thuộc về trời sinh thánh linh, mà lại là cực kỳ cường đại cái chủng loại kia bên trên cùng thánh linh.
Loại khí tức này là mãnh liệt như vậy, xa so với cái kia tự xưng chứa thánh linh huyết mạch nửa người còn mạnh hơn nhiều. Chẳng lẽ Tiêu Phàm vậy mà cũng là một tên có thánh linh huyết mạch nửa người? Thế nhưng là, Âu Dương Minh Nguyệt đã tự mình từng điều tra nhiều lần, Tiêu Phàm tuyệt đối là 100% thuần chính nhân tộc huyết mạch, từ trong mà bên ngoài, không mang nửa phân bề bộn huyết thống, loại này thuần chính nhất nhân tộc huyết mạch, so thánh linh hậu duệ còn muốn càng thêm hiếm thấy. Nhiều năm như vậy phồn diễn sinh sống xuống tới, thuần chính nhân tộc huyết mạch đã càng ngày càng ít, không ít nhân loại, hoặc nhiều hoặc ít đều mang một điểm chi thứ huyết mạch truyền thừa. Nhưng mà, cái này cường đại thánh linh khí tức, lại giải thích như thế nào? Lúc này, ngay cả kiến thức rộng rãi Âu Dương Minh Nguyệt cũng bị làm hồ đồ, không biết nên như thế nào lý giải mắt tình hình trước mắt. Ngay sau đó, phóng lên tận trời, thẳng lên cửu tiêu ngân dực đại bằng hư ảnh đáp xuống, chui vào Tiêu Phàm thể nội. Sau một khắc, Tiêu Phàm toàn thân điện lóng lánh, biến thành một cái điện nhân. Âu Dương Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn thấy, Tiêu Phàm huyết nhục chi khu như chỉ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, là cùng lôi thú đồng dạng không linh thân thể, tựa hồ hoàn toàn do lôi điện chi lực cấu thành. Nguyên bản bạo ngược vô so thiên lôi cùng mậu thổ thần lôi, bỗng nhiên mai danh ẩn tích, bị loại này càng cường đại hơn lôi điện chi lực triệt để áp chế xuống. Giờ phút này Tiêu Phàm thể nội, đã biến thành kịch liệt chém giết chiến trường. Ngân dực lôi bằng nội đan tỏa hào quang rực rỡ, đem vô cùng vô tận lôi điện chi lực, cuồn cuộn không tuyệt đưa vào Tiêu Phàm kinh mạch các nơi, xâm nhập đến mỗi một đầu kinh lạc, mỗi một đầu mạch máu, mỗi một khối xương cốt, mỗi một khối cơ bắp. Tiêu Phàm toàn thân trên dưới bất kỳ địa phương nào đều biến thành lôi điện chi lực dụng cụ lưu trữ. Mà lăn cỗ thiên lôi cùng mậu thổ thần lôi tại loại này trời sinh thánh linh lực lượng cường đại trước mặt, ngược lại trở nên tương đối, yếu đuối, trở thành phe phòng thủ, tại Tiêu Phàm thể nội ôm thành một đoàn, dốc hết toàn lực chống cự ngân dực lôi bằng lôi điện chi lực ăn mòn cùng thôn phệ. Nếu như là phổ thông lôi điện chi lực, sớm đã bị trời sinh phong lôi thuộc tính yêu linh cắn nuốt không còn một mảnh, căn bản liền không cần động can qua lớn như vậy. Nhưng nói đi thì nói lại, phổ thông lôi điện chi lực, lại làm sao có thể kích phát ngân dực lôi bằng nội đan tiềm năng. Cái này thiên lôi chi lực cùng chôn sâu lòng đất mậu thổ thần lôi, cực khác bình thường, lúc này mới cơ duyên xảo hợp, lập tức liền đem giấu ở ngân dực lôi bằng trong nội đan thượng cổ thánh linh chi lực triệt để tỉnh lại. Dưới cùng giao diện thiên lôi chi lực lợi hại hơn nữa, cuối cùng cũng không phải huyền linh thượng giới trời sinh thánh linh đối thủ. Tiêu Phàm dưới mắt, là hoàn toàn bị động. Thế cục rõ ràng không nhận khống chế của hắn, biến thành ba loại lôi điện chi lực công thủ giao chiến. Mà hắn Tiêu Phàm thân thể, thì rất không may trở thành chiến trường. May mà ngân dực lôi bằng nội đan ở trong cơ thể hắn bồi dưỡng luyện hóa nhiều năm, sớm đã cùng hắn hòa làm một thể, bằng không mà nói, vẻn vẹn cái này thiên sinh thánh linh chi lực, là đủ đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Dù là như thế, Tiêu Phàm cũng không chịu không có việc gì. Còn đang cố gắng khống chế đan điền khí hải cùng toàn thân bên trong tràn đầy hạo nhiên chính khí. Mặc kệ hắn luyện hóa bao nhiêu ngày địa thần thông, lôi điện chi lực cũng tốt, tinh viêm chi lực cũng tốt, quỷ thủy chi lực cũng được, cái này mậu thổ thuộc tính hạo nhiên chính khí, thủy chung là hắn căn cơ sở tại, cũng là hắn chân chính bản nguyên chi lực. Chỉ cần một mực nắm trong tay bản nguyên chi lực, cuối cùng liền có thể đem hắn thiên địa thần lực đạo nhập chính đồ. Mắt thấy Tiêu Phàm sinh tử chưa biết, Âu Dương Minh Nguyệt cắn răng một cái, bỗng nhiên người nhẹ nhàng tiến lên, duỗi ra tiêm tiêm tố thủ, xanh thẳm như tinh xảo ngón trỏ, chỉ về phía trước điểm ra, chính giữa Tiêu Phàm huyệt thiên trung. Cùng lúc đó, Âu Dương Minh Nguyệt toàn thân kim sắc lôi điện lấp lánh, một cỗ chí dương lôi điện chi lực, bỗng nhiên hướng tiến vào Tiêu Phàm thể nội. Cứ việc nàng cùng Tiêu Phàm có giết điệt mối thù, nhưng ở cái này dị giới tha hương, cát hung chưa biết. Nàng cần Tiêu Phàm còn sống, thêm một người liên thủ liền nhiều một phần lực lượng. Không nhưng, chấm ngoặc kép. Tiêu Phàm mở choàng mắt, gấp vội kêu lên, chỉ tiếc, lúc này ngăn cản, đã tới không kịp. Âu Dương Minh Nguyệt thân thể mềm mại run lên, một cỗ to lớn hấp lực từ Tiêu Phàm thể nội lộ ra. Một mực hút lại ngón tay của nàng, trong khoảnh khắc, chỉ cảm thấy toàn thân lôi điện chi lực, lấy khó mà ngăn chặn tốc độ kinh khủng. Nhanh chóng hướng Tiêu Phàm thể nội quán thâu mà đi, Tiêu Phàm thân thể, phảng phất biến thành một cái động không đáy, ngay tại từng ngụm thôn phệ nàng thiên tân vạn khổ tu luyện được Hạo Dương thần lôi. Bất quá trong chốc lát, Âu Dương Minh Nguyệt hồng nhuận gương mặt xinh đẹp liền trở nên thương bạch như tuyết. Mặc dù như thế, Âu Dương Minh Nguyệt vẫn chấn định như cũ tự nhiên, vẫn chưa thẹn quá hóa giận, cũng không thất kinh, chỉ là mím chặt đôi môi, ngay cả vận ba lần kinh lực, muốn thoát khỏi Tiêu Phàm thân bên trên truyền đến to lớn hấp lực, ai ngờ đều không có hiệu quả chút nào, Hạo Dương thần lôi trôi qua tốc độ ngược lại càng lúc càng nhanh. Âu Dương Minh Nguyệt trơn bóng trên trán, thấm xảy ra chút điểm đổ mồ hôi.
Dạng này không được, chúng ta nhất định phải phối hợp tốt. Ta đếm 1, 2, 3, cùng đi. Tiêu Phàm nhẹ nói, dự bị, 1, 2, 3. Âu Dương Minh Nguyệt lần nữa một vận kinh lực, chỉ cảm thấy Tiêu Phàm thể nội cũng sinh ra một cỗ lực đàn hồi, lập tức liền đem nàng tinh xảo ngón tay bắn ra ngoài, rốt cục thoát ly tiếp xúc. Tại thoát ly tiếp xúc trong chớp nhoáng này, Âu Dương Minh Nguyệt xinh xắn thân thể nhẹ nhàng lắc một chút, trong đầu có một chút cảm giác mê man. Trước nay chưa từng có. Đối với Âu Dương Minh Nguyệt đến nói, đã không biết bao lâu chưa từng thể nghiệm qua loại này cảm giác hôn mê, quả thực mới lạ. Sau một khắc, Âu Dương Minh Nguyệt phi tốc lui ra, một mực thối lui đến hơn 10 trượng bên ngoài, cái này mới một lần nữa đứng vững bước chân, trong mắt cực nhanh hiện lên một vòng phức tạp dị thường ánh mắt. Giờ phút này, Tiêu Phàm thể nội ba loại lôi điện chi lực còn tại giao chiến, bất quá Tiêu Phàm thần sắc dần dần trở nên khí định thần nhàn, ánh mắt cũng biến thành trong suốt, nguyên bản hoàn toàn lôi điện thân thể, cũng dần dần bắt đầu một lần nữa hướng huyết nhục chi khu chuyển đổi. Giao chiến thiên bình, đã tiến một bước hướng Tiêu Phàm nghiêng, đối thiên lôi cùng mậu thổ thần lôi chiến thắng, bất quá là vấn đề thời gian. Trọn vẹn hai canh giờ trôi qua, phích lịch một tiếng, quấn quanh ở Tiêu Phàm thể đồng hồ cuối cùng một tia ngân sắc lôi điện, bỗng nhiên tiêu tán, đọ sức rốt cục thấy rốt cuộc. Chỉ thấy thời khắc này Tiêu Phàm, tinh thần phấn chấn, tinh lực sung mãn, toàn thân trên dưới, bảo quang lưu chuyển, thể nội ẩn ẩn lộ ra lôi điện chi lực uy áp, chân nguyên pháp lực, phảng phất lập tức dày đặc rất nhiều, lại không là vừa tiến giai nguyên anh trung kỳ tiêu chuẩn, cùng không ít tư thâm nguyên anh trung kỳ tu sĩ khách quan, cũng không kém bao nhiêu. Nhất là lôi điện chi lực uy áp, thậm chí làm cho Âu Dương Minh Nguyệt đều ẩn ẩn cảm thấy áp lực, trong lòng cảm thấy bất an. Đặc biệt quan trọng chính là, Tiêu Phàm thể nội cái này lôi điện chi lực, mang theo cực kỳ rõ ràng mậu thổ thần lôi khí tức. Trước đó, xuất từ ngân dực lôi bằng lôi điện chi lực, trời sinh mang theo ba phân tà khí, bây giờ trải qua dạng này một, quấy nhiễu cái này ba phân tà khí tựa hồ bị loại trừ không ít, lôi điện chi lực trở nên càng thêm thuần túy chút. Âu Dương Minh Nguyệt là thúc đẩy lôi điện chi lực tông sư, nàng đương nhiên biết, kể từ đó, thường thường liền mang ý nghĩa lôi điện chi lực uy lực nâng cao một bước. Lấy Tiêu Phàm tình hình đến xem, chỉ sợ cao hơn còn không chỉ một tầng lầu. Vẻn vẹn đọ sức thần thông sấm sét, Tiêu Phàm đã không chút nào tại tầm thường nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ phía dưới. Loại này, thì đơn đột phá, tình hình, xuất hiện tại Tiêu Phàm trên thân cũng không phải lần đầu. Chương 1205, Lôi Linh Đảo. Âu Dương Minh Nguyệt đã không cảm ứng được kia hai đầu lôi thú khí tức, không hề nghi ngờ, hai đầu lôi thú sớm đã cùng mậu thổ thần lôi bản nguyên hỗn làm một thể, bị Tiêu Phàm luyện hóa hết. Nhìn qua thần hoàn khí túc, tinh thần phấn chấn Tiêu Phàm, Âu Dương Minh Nguyệt đột nhiên cảm giác được, cái này vô cực môn nhân tài mới nổi, còn ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, khó mà điều tra. Có lẽ, người này thật chính là tiền bối tổ sư chỗ dự đoán cái kia sẽ để cho vô cực môn Đông Sơn tái khởi 10.000 năm kỳ tài. Đó là dạng gì thánh linh huyết mạch? Âu Dương Minh Nguyệt nhịn không được hỏi một câu. Tại Tiêu Phàm thể nội ẩn giấu đi trời giống chim trời sinh thánh linh cường đại huyết mạch, việc này có tất phải hiểu rõ, quả thật như thế, có lẽ không cần mang thành long, cũng giống vậy có thể cảm nhận được thánh linh chi huyệt vị trí. Bởi vì Âu Dương Minh Nguyệt hiện tại chưa cảm ứng được mang thành long thể bên trong ấn ký, có lẽ tại thông qua không gian thông đạo thời điểm, mang trưởng quỹ đã vẫn lạc rơi, có lẽ bị không gian phong bạo bay tới cực kỳ nơi xa xôi, vượt qua phạm vi cảm ứng, nhất thời bán hội, căn bản là không cách nào tụ hợp. Ngân dực lôi bằng, Tiêu Phàm cũng không có giấu giếm, lời ít mà ý nhiều đáp. Trong cơ thể hắn có ngân dực lôi bằng nội đan, lại hai lần nuốt ngân dực lôi bằng máu tươi, kích phát thánh linh chi lực. Nói mình có được ngân dực lôi bằng huyết mạch, cũng không coi là nhiều không hợp thói thường. Âu Dương Minh Nguyệt ánh mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Dù coi như tại huyền linh thượng giới, ngân dực lôi bằng cũng tại thánh linh bên trong xếp hạng hàng đầu, nhất là trời giống chim thánh linh, ngân dực lôi bằng càng là đại danh đỉnh đỉnh, cùng danh khí vang dội nhất kim xí đại bằng là tử địch. Là gần với thiên phượng trời giống chim trời sinh yêu linh. Nhưng ngân dực lôi bằng lại trời sinh liền mang theo mấy phân tà khí. Lại không nghĩ tới. Vô cực đệ tử thể nội, vậy mà mang theo ngân dực lôi bằng huyết mạch. Âu Dương Minh Nguyệt lập tức liền đem trong lòng kinh ngạc thu vào, từ tốn nói, trải qua những này gột rửa về sau, trong cơ thể ngươi lôi điện chi lực, thuộc tính sẽ càng thêm tinh khiết. Mặc dù không phải chí dương lôi điện, lại có khả năng chuyển biến làm hậu thổ thần lôi, cũng là ngũ hành thần lôi một trong. Nàng tự nhiên nhìn ra được, Tiêu Phàm công lực lớn tiến vào, cái này có sẵn tiện nghi nhặt phải cái không tiểu. Tiêu Phàm nhìn nàng một chút. Nói, tại hạ xác thực nhặt cái tiện nghi. Bất quá xin thứ cho tại hạ nói thẳng, đại trưởng lão tình hình, rất không lạc quan.
Âu Dương Minh Nguyệt dưới mắt chân nguyên pháp lực hao tổn đến kịch liệt, vừa rồi nàng xuất thủ giúp đỡ thời điểm, Tiêu Phàm đã sớm đem trong cơ thể nàng tình hình điều tra phải nhất thanh nhị sở, biết nàng thương thế rất nặng. Hẳn là tại thiên chi cuối cùng, ngạnh giang nghiễm lực lão tổ một kích bị thương. Vừa rồi cùng thiên lôi giữ lẫn nhau không dưới, liên tục hai lần ứng đối lôi thú tiến công, cũng thụ thương không nhẹ. Âu Dương Minh Nguyệt từ tốn nói, người muốn nhìn chuyện cười của ta à? Tiêu Phàm không khỏi sửng sốt một chút. Hắn là thực tế không nghĩ tới Âu Dương Minh Nguyệt sẽ nói lời như vậy, xem ra chính mình thật không nên quên giới tính của nàng, chỉ cần là nữ nhân, liền không có không sĩ diện. Càng là chật vật thời điểm, càng là sĩ diện, nghĩ rõ ràng điểm này, Tiêu Phàm liền là nín cười, nói, đại trưởng lão hiểu lầm, ta là lang trung. Thầy thuốc nhân tâm câu nói này, ngươi chắc là nghe nói qua à? Âu Dương Minh Nguyệt hừ một tiếng, cũng không để ý tới. Dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền hướng không trung bay đi. Tiêu Phàm theo sát phía sau, bầu trời là màu xám, toàn bộ thương khung đều bị nặng nề mây xám bao phủ, dù coi như Tiêu Phàm đem thiên nhãn thần thông vận làm đến cực hạn. Cũng khó có thể cùng xa, ánh mắt quét qua, chỉ có thể nhìn thấy cháy đen dãy núi, cùng đã sớm bị lôi điện đánh chết cây cối. Một chỗ đất chết, địa mạch linh khí cực kỳ yếu kém. Mấu chốt là, bốn phương tám hướng đều không nhìn thấy cuối cùng, không biết hẳn là đi về nơi đâu. Tây Bắc, chốc lát, Âu Dương Minh Nguyệt cùng Tiêu Phàm đồng thời nói. Hai vị đại thuật sư xem bói kết quả hoàn toàn nhất trí. Mặc dù nơi này chẳng những tràn ngập không gian cấm chế chi lực, đối xem bói thôi diễn cũng có được cực mạnh sức áp chế, lại còn chưa đủ lấy hoàn toàn áp chế Âu Dương Minh Nguyệt cùng Tiêu Phàm dạng này bói toán tông sư. Lập tức hai người một trước một sau, kề sát mặt đất, hướng phía tây bắc hướng phi đi. Nơi đây tràn ngập không gian cấm chế này, càng là ở trên không phi độn, cấm chế chi lực càng mạnh. Mà lại, đối tình hình nơi này hoàn toàn không hiểu rõ, không biết tại cái này cháy đen đại địa phía dưới, đến cùng còn ẩn giấu đi cái dạng gì nguy hiểm, cũng không rõ ràng tại nặng nề mây xám ở giữa, phải chăng cất giấu hung cầm mãnh thú, không trung phi độn, nguy hiểm hệ số quá lớn. Hay là chú ý cẩn thận vi diệu. Nguyên bản lấy Âu Dương Minh Nguyệt thương thế mà nói, tốt nhất là ngay tại chỗ đả tọa điều tức, luyện hóa đan dược tiến hành trị liệu. Nhưng dưới mắt cái này đất chết, rõ ràng không thích hợp chữa thương đả tọa. Âu Dương Minh Nguyệt dạng này đỉnh tiêm đại tu sĩ, chữa thương điều tức cần thiết địa mạch linh khí, cực kỳ to lớn, bình thường linh mạch linh tuyền, căn bản cũng không đủ để chèo chống. Rời đi trước cái này đất chết lại nói, bất quá Tiêu Phàm hay là đưa cho Âu Dương Minh Nguyệt một viên thuốc, Âu Dương Minh Nguyệt cũng không hỏi thăm. Tiếp tới, nhìn cũng không nhìn, ngửa cổ một cái liền nuốt xuống, dưới chân không ngừng chút nào, tiếp tục hướng tây bắc bay đi. Ở nơi như thế này, hai người tốc độ bay tự nhiên không có khả năng quá nhanh, trọn vẹn 30 phút sau quá khứ, cũng chưa thoát ra bao xa. Xa xa, có ba đầu bóng đen cũng tới lúc gấp rút nhanh hướng bên này bay vụt mà tới. Đi đầu một người, toàn thân áo đen, thân cao hơn một trượng, quanh thân hắc phụ quấn, thấy không rõ chân thực diện mạo, khí tức trên thân cực kỳ quỷ dị. Quỷ khí âm trầm, rất rõ ràng tu luyện chính là cực kỳ cao minh quỷ đạo công pháp, hết lần này tới lần khác lại tại tùm quỷ khí bên trong lộ ra một cỗ cực kỳ khí thức bá đạo, khiến người gặp một lần phía dưới, liền là dùng mình, trong lòng lật lật. Theo sát phía sau một người, còm nhom, trên mặt bao da lấy xương cốt, tựa như khô lâu, hốc mắt hãm sâu, hai mắt chỗ chính là hai cái lỗ đen chỗ sâu, có hai điểm lục sắc quỷ hỏa không ngừng nhảy vọt, cùng đại hán áo đen đồng dạng. Toàn thân trên dưới quỷ khí âm trầm. Cuối cùng người kia thì càng là quái dị, thân cao tới hai trượng ra mặt, toàn thân ngân quang lóng lánh, ngay cả tóc đều là màu bạc trắng, từng cây dựng đứng, vô số mảnh khảnh hồ quang điện, tại tóc của hắn ở giữa, xoẹt xoẹt, mà vang lên. Từ đầu đến chân, đều hồ quang điện lượn lờ. Đây là một cái điện nhân. Tư huynh, vừa rồi lôi linh cốc trung tâm giống như phát sinh kịch chiến, hẳn là có người nào, đoạt tại chúng ta đằng trước, xông tiến vào nơi này. Kia còm nhom khô lâu nhân một bên cấp tốc đi đường, vừa nói, thanh âm âm lãnh, nghe vào người trong lỗ tai rất không thoải mái. Đi đầu đại hán áo đen chưa mở miệng, kia thân cao hai trượng to lớn điện nhân liền ông nói, Diêm nhị ca, cái này lôi linh cốc thế nhưng là chúng ta lôi linh đảo cấm địa, ai sẽ không có việc gì hướng trong này xông loạn. Nơi này thiên lôi chi lực cùng mậu thổ thần lôi, cũng không phải nói chơi vui, liền xem như đan mỗ, cũng không dám khinh thường. Lần này nếu không phải tư đại ca mời. Muốn bắt kia hai đầu lôi thú, đan mỗ nhưng không nguyện ý chạy đến cái này đất chết tới. Đại hán áo đen cười ha ha một tiếng, nói, đa tạ đan hiền đệ cao thượng, nếu không phải giao diện đại chiến đã mở ra, tư nào đó cũng không vội mà muốn nắm kia hai đầu lôi thú.
Nguyên bản ngươi dự định để bọn chúng ở đây lại nuôi số lượng 10 năm, ai ngờ giao diện thông đạo lại mở ra phải nhanh như vậy. Mặc dù chúng ta Lôi Linh Đảo không có tại nhóm đầu tiên trưng tập trong danh sách, làm sao biết nhóm thứ hai trưng tập danh sách, có không có chúng ta? Hay là sớm làm chuẩn bị tốt, tránh khỏi sự đáo lâm đầu, luống cuống tay chân. Tư huynh, ngươi thật có nắm chắc khống chế kia hai đầu lôi thú à? Loại này thiên địa dị thú, tiềm năng không thể đo lường, sơ ý một chút, ngược lại bị bọn chúng làm bị thương. Còm nhom Khô Lâu Nhân có chút lo âu nói, dù sao chúng ta tu luyện là quỷ đạo công pháp, kia hai đầu lôi thú, ngay cả đan hiền đệ cũng không nguyện ý đụng. Đại hán áo đen cười cười, nói cái này, huynh đệ liền không cần lo lắng, ngu huynh nhà mình hiểu được. Mặc dù nói, lôi điện chi lực là quỷ đạo công pháp khắc tinh, nhưng ở chúng ta Lôi Linh Đảo, kia lại coi là chuyện khác. Mặc kệ là ngươi Diêm huynh đệ, hay là ngu huynh, chúng ta ai là e ngại lôi điện chi lực. Lần này bắt lấy kia hai đầu lôi thú, chỉ có 3 đến thời gian 5 năm, liền có thể thuần phục. Cùng đi toa ma giới, tuyệt đối là thượng giai tốt giúp đỡ, khẳng định sẽ để cho toa ma giới những tên kia, mở rộng tầm mắt. Ngôn từ bên trong, không khỏi đắc ý. Một cái quỷ đạo tu sĩ, lại thúc đẩy lôi thú đối địch, quả nhiên là để người không tưởng tượng được. Đúng lúc này, kia thân cao hai trượng điện nhân bỗng nhiên phát ra cảnh cáo thanh âm, đại hán áo đen cùng Khô Lâu Nhân đều không hẹn mà cùng đè lại độn quang, hơi nghi hoặc một chút nhìn sang. Điện nhân song mi nhíu chặt, mắt nhìn chỗ xa, trầm giọng nói, có người tới, một nam một nữ, tựa như là hai danh chính nói bên trong người. Chấm ngoặc kép, điện nhân cảnh giới mặc dù là trong ba người thấp nhất, nhưng ở cái này đặc thù lôi linh chi địa, hắn cảm ứng lại là mạnh nhất, thần niệm chi lực điều tra phạm vi, vượt xa tu sĩ khác. Người trong chính đạo, đại hán áo đen cùng Khô Lâu Nhân không khỏi liếc nhau một cái, rất có điểm khó có thể tin. Đan hiền đệ có lầm hay không? Chúng ta cái này Lôi Linh Đảo, thế nhưng là có thật lâu chưa từng thấy qua tu sĩ chính đạo. Chấm ngoặc kép, Khô Lâu Nhân hơi kinh ngạc nói. Diêm nhị ca là không tin được huynh đệ a. Điện nhân ông hỏi ngược lại, nhưng cũng đều duyệt chi ý, cho thấy phải ba người ở giữa, giao tình có chút thâm hậu. Khô Lâu Nhân lắc đầu, nói, hiền đệ không nên hiểu lầm, ngu huynh tuyệt không ý này. Chỉ là, hai người này vì sao từ cấm phân biệt ra? Đại hán áo đen cũng đồng dạng có này nghi vấn, tu sĩ chính đạo, đã tiến vào lôi linh cốc, lại như thế nào còn có thể sống sót mà đi ra ngoài. Theo lý, sớm đã bị thiên lôi chém thành cho bụi. Điện nhân nhíu mày nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta cũng làm không rõ ràng, nhưng cái này tu vi của hai người cảnh giới cực cao, không tại người ta phía dưới. Nói không chừng vừa rồi trong cốc thiên tượng, chính là bị bọn hắn đưa tới. Ồ, kia liền có chút ý tứ. Chúng ta không ngại ở đây cùng một các loại, làm rõ ràng lại nói. Đại hán áo đen vô cùng có quyết đoán, lúc này ống tay áo lắp một cái, một cỗ hắc phụ mãnh liệt mà ra, đem ba người đều bao phủ trong đó, lập tức cùng xung quanh hoàn cảnh hòa làm một thể, rốt cuộc không phân khác biệt, từ bên ngoài nhìn, chính là một đoàn đen nhánh đất khô cằn. Quả nhiên là cực kỳ cao minh ẩn nấp chi thuật, tư huynh muốn lưu lại cái này hai danh chính nói tu sĩ a. Khô Lâu Nhân hỏi, có gì không ổn? Đại hán áo đen hỏi ngược lại, hắc hắc, không ổn ngược lại là không có gì không ổn, chỉ bất quá chúng ta mới vừa cùng người trong chính đạo minh thệ ước, bãi binh ngưng chiến. Cái này liền vạch mặt, vạn nhất các lão tổ truy cứu tới, lại cũng không tốt giao nộp. Hừ hừ, bọn hắn người trong chính đạo đi tới Lôi Linh Đảo, trước đó một cái bắt chuyện đều không đánh, kia là bọn hắn trước phá hư quy củ, các lão tổ thật muốn truy cứu, cũng là bọn hắn không để ý tới, có cái gì tốt lo lắng. Tư huynh nói đúng. Ngược lại là ta nghĩ nhiều. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1205.